chương 106, dặn dò của tiêu lão đại nói thực, hôm nay kim thiếu ra rất hưng phấn. Gã là khách quen của quán ba tinh nữ, tuy nhiên hơn nửa năm rồi, cũng không tìm được cơ hội nói mấy câu với Lena càng không nói đến việc gọi Lena đến cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng không phải là nói kim thiếu ra không có tiền, mấu chốt là không đủ thể diện. Đối với người bình thường mà nói, kim thiếu ra xem như con cháu nhà quyền quý, lão gia tử trong nhà rất có thực quyền, Tại các hộp đêm khác, nhãn hiệu Kim Thiếu gia cũng là nổi tiếng, ai cũng không dám chậm trễ. Nhưng Ezra Lena thì khác. Con ông cháu cha toàn bộ thủ đô đều biết rằng, Ezra Lena là người của thiếu gia nhà họ Tiêu. Một quyền của Tiêu thiếu gia khiến cho lão tam nhà họ Uông gục xuống, lúc đó đứng đầu giành được Ezra Lena. Kim thiếu gia thật sự không dám làm càn. So với Tiêu phàm, bất kể là gia thế hay là giá trị vũ lực, hai bên đều hoàn toàn không ở trên cùng một cấp bậc. Mặc dù nói tiêu nhất thiếu đã hơn nửa năm không có công khai lộ diện, nhưng hành tung của cháu đích tôn trưởng này của tiêu gia vốn là thần bí khó lường, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Trước đó, tiêu phàm đối với đại đa số công tử ăn chơi trác táng mà nói, chỉ là người xa lạ. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện vào thời điểm tiêu nhị bổ nhào, trực tiếp khiến lão tam nhà họ uông nhập viện 3 tháng. Sau đó lão uông ra đến đánh rắm cũng không dám. Lão uông ra còn như thế, kim thiếu ra được xem là cái quái gì nếu chẳng may bị tiêu phàm bắt gặp anh ta đang có ý đồ với Lena cũng cho anh ta một nắm đấm, kim thiếu ra sợ sẽ không chỉ nhập viện 3 tháng. Nửa năm trước trận long tranh hổ đấu đó, kim thiếu ra lại tận mắt chứng kiến. Ngay từ đầu nhiều loại thủ đoạn của Uông Phi, quả thực khiến kim thiếu ra giật nảy mình. Ai ngờ tiêu phàm vừa ra trận, người trời liền vào bệnh viện. Kim thiếu ra tự hỏi kém quá xa so với lão tam nhà họ Uông, thì căn bản không thể nào so sánh được. Audio điện tử võ tấn bền. Tuy nhiên hôm nay đương nhiên có khác biệt. Nhân vật chính của tối nay là Diệp Đại thiếu gia. Kim thiếu gia gã chỉ là một đám rảnh rỗi, đi theo Diệp Đại thiếu gia, có lẽ cũng chỉ là dầu thơm của người ta, cũng không cần phải chịu bao nhiêu mạo hiểm. Trời sập xuống, có một người trên cao chống cho. Được, được, mời mấy vị chờ một chút. Bao sư hoa liên tục gật đầu, cười hì hì. Cuối cùng đã có người có ý với Ezerlena rồi bao sư hoa vẫn là rất vui. Vốn dĩ có thể trèo lên cành cây cao của tiêu nhất thiếu, bao sư hoa cũng liền không nghĩ tới người khác nữa. Không ngờ tiêu nhất thiếu lại mất tích từ đó, hơn nửa năm không lộ diện. Bao sư hoa trong lòng rất bồn chồn, rất hoài nghi tiêu phàm không phải là thật sự thích ơ dơ lên chỉ là thưởng thức một chút cái mới mẻ. Thưởng thức xong rồi, việc này cũng xem như xong rồi. Thực sự nếu như vậy, chẳng phải là quá lãng phí ư để một mỹ nữ ngoại quốc quyến rũ như vậy trong quán bar có thể nhìn không thể chạm vào chỉ có thể giống như bồ tát cũng không phải là một việc tốt bao sư hoa là thương nhân thứ theo đuổi chính là ích lợi thay đổi lớn nhất nhưng người khác sợ uy danh của tiêu nhất thiếu không dám có ý đồ bao sư hoa cũng không thể cưỡng ép giới thiệu cho dù ông ta cưỡng ép giới thiệu hiệu quả chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào tiêu nhất thiếu một khi lộ diện còn không phải sẽ khiến những người kia sợ tới mức tè ra quần sao kinh doanh thâm hụt vốn như vậy, bao sư hoa cũng không làm. Nhưng Diệp đại thiếu gia không nghi ngờ là đủ tư cách đối đầu với Tiêu nhất thiếu. Tiêu nhất thiếu nếu thật là chỉ chơi cái mới mẻ, thế thì trèo lên cành cây cao của Diệp đại thiếu gia cũng là kết cục rất tốt. Sử dụng hết tính năng của đồ vật. Tuy nhiên thái độ của Lena lại nằm ngoài dữ liệu của bao sư hoa. Ozerlena không ngờ không tình nguyện và nói rõ cho ông ta nếu cô tiếp Diệp hảo văn uống rượu tiêu phàm biết, sẽ rất không vui. Lúc nói những lời này, dáng vẻ của Na đặc biệt nghiêm túc, cặp mắt to xanh thẳm, long lanh nhìn chằm chằm bao sư hoa. Bao sư hoa liền rất buồn bực, châm trước câu chữ, nói. Na, tiêu lão đại hình như đã nửa năm không tới chỗ của chúng ta đúng không? Hắn rốt cuộc là có ý gì? Na lắc đầu, nói. Cái này tôi cũng không biết, nhưng chính hắn ta nói như vậy với tôi đấy. Vậy, đi uống với Diệp Đại Thiếu ra bọn họ ly rượu, tán gẫu một lúc, vẫn được chứ. Dù sao cũng không biết tiêu lão đại lần sau khi nào thì đến đây. Có lẽ, hắn căn bản đã quên việc này rồi. Ơ giờ Lena vẫn rất nghiêm túc nói. Ông là ông chủ, ông bảo tôi đi uống rượu nói chuyện với họ, tôi vẫn sẽ đi. Nhưng bao tổng, tôi tuyên bố trước, nếu chẳng may tiêu tiên sinh tức giận, tôi sẽ không chịu trách nhiệm này, tôi sẽ giải thích rõ ràng với hắn. Đến thủ đô hơn nửa năm, Na nói tiếng phổ thông càng thêm lưu loát, giọng điệu đã không còn kỳ quặc mấy. Bao Sư Hoa lại buồn bực một lúc. Trách nhiệm này, Lena không muốn gánh vác, ông ta Bao Sư Hoa cũng chưa chắc có thể gánh vác nổi. Trầm ngâm một lúc, Bao Sư Hoa cắn chặt răng, nói: "Hay là cô đi đi, Tiêu tiên sinh nếu thật sự truy cứu, tôi đi giải thích." Được, Lena không dây dưa nữa, gật đầu nhận lời nhìn thấy đi theo ở phía sau bao sư hoa, mỹ nữ ngoại quốc phong tình, kim thiếu ra tim đập thình thịch, một tiếng cục không chịu được nuốt từng ngụm nước miếng. Có lẽ tiếng kim thiếu ra nuốt nước miếng quá lớn, Diệp Hạo Văn đang nâng chén rượu lên đưa tới bên miệng không kìm nổi cười mắng. Tiểu Kim, nhìn cậu kia, chưa từng gặp phụ nữ à? Kim thiếu ra cũng không hổ thẹn, cười nói. Văn ca, phụ nữ thì gặp qua rồi, nhưng xinh đẹp như vậy, thú vị như vậy, thì đúng là chưa gặp nhiều thật không? Diệp Hảo Văn nhẹ nhàng nhấc một ngụm rượu, rất là xem thường. Kim thiếu ra trong mắt người thường cao cao tự tại, trong mắt Diệp Đại thiếu ra xem ra cũng không có khác dế nhũi là mấy. Tuy nhiên trong hội có quy định của hội, Diệp Hảo Văn cũng không nói ra cảm nhận của mình. Bất kể nói thế nào, Tiểu Kim vẫn rất tôn trọng y, Diệp Đại thiếu ra giữ cho anh ta chút thể diện. Nhưng sau đó, ánh mắt của Diệp Hảo Văn bỗng nhiên cũng thẳng tưng, nhìn Lena khoan thai bước liên tục đến gần, Cánh tay liền cứng ngay tại đó, ngay cả ly rượu cũng quên để xuống. Giai nhân. Trong đầu Diệp Hạo Văn trong nháy mắt hiện lên cái từ ngữ này. Hơn nữa là tuyệt đại giai nhân. Bất kể diện mạo, dáng người, khí chất hay là vẻ phong tình ngoại quốc nồng đậm kia, Ezra Lena đều hoàn toàn xứng đáng được ca tụng là tuyệt đại giai nhân. Hơn nữa đôi mắt xanh thẳm kia, sâu tựa như biển, hồn siêu phách lạc. Tuy rằng còn cách xa một khoảng cách, ánh đèn tầng hai cũng không phải là sáng như vậy. Diệp Hạo Văn lại vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng điểm này. Tiểu Kim hé miệng cười thầm. Giả bộ, còn tưởng rằng Diệp Đại Thiếu ra ngươi gặp qua bao nhiêu mỹ nữ, còn không phải là giống nhau ư. Mọi người quen biết như vậy, ai không biết ai. Trên khuôn mặt đẹp trai của La Soái lại lóe lên một vẻ âm trầm, giống như rất có chút hâm mộ ghen tị. Cô gái Nga da trắng này vừa đến, lập tức đã che kín ánh sáng rực rỡ của Đại Minh Tinh, không chừa ra nửa tí. Gần hai năm qua, La Soái đã rất không quen với loại cảm giác đột nhiên bị người ta lờ đi này. Nhưng giống như Tiểu Kim, gã cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Diệp Đại Thiếu ra hiền lành thì hiền lành, nếu thật sự khiến y tức giận, hậu quả lại rất nghiêm trọng. Những người đang ngồi đây, không có người nào hiểu rõ Diệp Hạo Văn hơn La Soái. Tất cả vẻ phong độ nam tính, thực ra đều là giả vờ. La Soái đã từng thấy vẻ mặt dữ tợn khác của Diệp Hạo Văn, hơn nữa không chỉ thấy qua một lần. Diệp tiên sinh, xin chào. Lena đi tới, không đợi bao sư hoa giới thiệu, liền chào hỏi Diệp Hạo Văn. Tự nhiên thoải mái, nho nhã lễ độ. Là nữ hoàng hộp đêm của quán ba tinh nữ, năng lực quan hệ xã hội của Lena thực sự rất không tồi. Chỉ là do lời dặn dò của tiêu phàm, đã giam cầm năng lực quan hệ xã hội này của Lena lại. Lời vừa rồi Lena nói với bao sư hoa đúng là xuất phát từ nội tâm. Cho dù bất kể cô và Tiêu Phàm chỉ quan hệ xã giao một lần, nhưng hết sức rõ ràng, Tiêu Phàm không phải kiểu người thích người khác làm trái ý của hắn. Xin chào, ơ Lena tiểu thư. Diệp Hảo Văn chậm rãi đặt chén rượu xuống, đứng dậy, mỉm cười nói, đưa tay ra hướng đến ơ Lena. Phong độ tao nhã. Diệp Đại Thiếu gia xưa nay là một người rất có phẩm vị, tuyệt đối không phải là nhà giàu mới nổi. Ơ Lena đưa tay ra, và nhẹ nhàng bắt tay anh ta. Diệp Hạo Văn lại không có cầm chặt tay cô không thả ra ngay trước mặt mọi người, thể diện là thứ mà Diệp Đại Thiếu Gia rất coi trọng. Tuy nhiên chỉ là cái nắm nhẹ như vậy, cũng đã khơi dậy một trận gợn sóng trong đáy lòng Diệp Hạo Văn. Người phụ nữ này quả thật là tinh phẩm, từ trên xuống dưới, mỗi một tấc đều rất đẹp đẽ, cho người ta một cảm giác khác hoàn toàn với những người phụ nữ khác. Ozelena Tiểu Thư, xin chào. Kim Thiếu Gia cũng kịp thời đưa tay ra hướng đến Ozelena. Ozelena lại coi như không nhìn thấy, lập tức cầm lấy một ly rượu từ trên bàn trà, chào Diệp Hạo Văn một cái, nói. Diệp tiên sinh, tôi mời ngài một ly. Từ đầu đến cuối, không hề nhìn Kim Thiếu ra một cái. Kim Thiếu ra buồn sầu. Ngay trước mặt Diệp Hạo Văn, lại không dám nổi cáu. Bằng không, đã phá dối rồi. Không phải không nể mặt Ozelena, mà là không nể mặt Văn Ca. Diệp Hạo Văn mỉm cười chạm ly với Ozelena tiếp đến tất cả những gì lena làm, mới thật sự khiến mọi người rơi kính mắt xuống đất. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài tới quán Ba tinh ngữ cổ vũ. Diệp tiên sinh, tạm biệt. Ozlena đặt chén rượu xuống, nói nhỏ nhẹ, ngay cả sofa cũng chưa từng ngồi một chút, liền cáo từ rồi. Diệp Hạo Văn không khỏi ngạc nhiên. Ozlena tiểu thư, cô đây là ý gì? Ozlena hướng về phía Diệp Hạo Văn khẽ không người, rất lễ phép nói. Diệp tiên sinh, rất xin lỗi, tôi không thể uống nhiều với ngài. Đây là Tiêu tiên sinh đã dặn dò, tôi không thể làm trái lệnh của ngài ấy. Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh nào? Mặt Diệp Hạo Văn trong nháy mắt trầm xuống, vô cùng không hài lòng. giờ Lena ngạc nhiên nói, "Diệp tiên sinh, ngài không biết Tiêu tiên sinh là ai ư? Chính là Tiêu Phàm tiên sinh, ngài có lẽ biết chứ ạ?" À? Thần sắc hết sức thuần khiết ngây thơ, giống như rất đối ngạc nhiên với kiến thức nông cạn của Diệp Hảo Văn. "Tiêu Phàm, cô nói là vị đạo sĩ kia của Tiêu gia ư? Ha ha, hắn nói gì với cô vậy? Bảo cô không được uống rượu với ta sao?" Diệp Hạo Văn thản nhiên hỏi, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Những người quen biết y đều rất rõ ràng, Diệp đại thiếu gia lúc này là tức giận thật. Kim thiếu gia ngầm rít một hơi khí lạnh. "Vị đạo sĩ kia của Tiêu gia?" Nghe lời này, Diệp Đại Thiếu Gia không định cho Tiêu Phàm một chút thể diện. Nói như vậy, Diệp Hạo Văn nếu không phải là tức giận đến mức độ nhất định, cho dù là xuất phát từ lễ tiết xã giao cơ bản nhất, Diệp Hạo Văn cũng không nói như vậy. Kim Thiếu Gia bỗng nhiên có một dự cảm điềm gở. Tối nay, gã suối Diệp Hạo Văn đến quán Ba Tinh Nữ có lẽ là một chủ ý rất không hay. chương 107, Tử Thần Adzer Lena hình như một chút cũng không nhận ra sự khó chịu của Diệp Hạo Văn, khẽ gật đầu, mái tóc vàng của cô có chút lay rộng tựa như những cơn sóng vàng cô nghiêm túc nói vâng diệp tiên sinh tiêu tiên sinh đã dặn tôi rằng nếu tôi không nghe lời y y sẽ nổi giận đó thế à vậy cô cứ việc ngồi xuống ở đây vậy về phía tiêu đạo trưởng tôi sẽ nói với hắn đảm bảo là hắn sẽ không giận đâu với lại cho dù hắn có giận đi chăng nữa cũng chẳng có gì to tắt cả diệp hạo văn cười một cách lạnh lùng rồi nói xin lỗi Diệp tiên sinh, tôi vẫn không thể nhận lời được, tôi đã hứa với tiêu tiên sinh rồi. Adzelena nói xong, bèn hướng về phía Diệp Hảo Văn khẽ cuối người lễ phép. Ấy, cô làm như vậy là có ý gì? La Soái vốn dĩ lặng lặng ngồi ở sofa suốt từ nãy đến giờ, mang theo ánh mắt thù địch nhìn Adzelena, bây giờ cuối cùng cũng bộc phát rồi. Đứng, phăng, dậy, mặt đầy sát khi quát. Lão bao, ông có lộn không vậy, đây là Diệp Hiếu ra đó bao sư hoa sớm đã tóa đầy mùi hôi lạnh. Mở vũ trường ở tứ cửu thành này cũng kiếm được lợi, nhưng rắc rối cũng không ít. Còn ông cháu cha ăn chơi trác táng ở đây nhiều vô kể. Cứ cho là hậu thuẫn của bao sư hoa không phải là kém, nhưng đối mặt với một thế lực có phân lượng cực lớn như vậy, vẫn là không thể đắc tội được. Azelena vẫn đềm nhiên mỉm cười, nói với La Soái: Tôi biết anh, anh chính là diễn viên nổi tiếng đó, anh nhìn đẹp lắm. Kim thiếu ra nhịn không được, cười khúc khích ra tiếng, ngay sau đó thấy không hay, nên lập tức ngậm miệng, quay đầu đi, không nhìn la xoái nữa. Biểu cảm của la xoái lúc này là hết sức đặc sắc. Nghe giọng điệu Adzer Lena, rõ ràng là đang khen một người con gái. Trên thế gian này từ cổ trí kim, có thể khen con trai là đẹp sao? Tôi có đẹp hay không? Không đến phiên cô nói, cô ngoan ngoãn ngồi ở đó cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sao nhá không khí lúc này lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Hạo Văn không ngăn cản La Soái, hiển nhiên là những lời của La Soái cũng chính là những gì anh ta muốn nói, chỉ là do trở ngại về mặt thân phận nên ngại chính miệng nói ra thôi. Diệp Đại Thiếu Gia ở khu đô thành này vẫn chưa để mất mặt trước những người như thế này. Là tiền sinh không khách sáo như thế nào chứ, nói cho tôi nghe xem nào. Một giọng nam ấm áp, đột nhiên vang lên. Mọi người hướng về phía giọng nói phát ra. Chỉ thấy cách đó không xa có một nam thanh niên mặc áo đời đường màu xanh nhạt đang đứng ở đó, chính là Tiêu Phàm. Ở đó có nhiều người như vậy, mà không ai để ý Tiêu Phàm xuất hiện từ khi nào. Giống như tự nhiên từ đâu đó nhảy ra vậy. Quán Ba Tinh Ngữ tràn ngập, trai thanh gái lịch, ai nấy đều ăn diện rất thời thượng. Những thiếu gia tiểu thư ăn vận toàn hàng hiệu thì nhiều vô kể. Cách ăn mặc như vậy của Tiêu Phàm so với không khí ở đây có vẻ rất không hợp. Tiêu Phàm dường như không quan tâm chuyện này, điềm đạm nhìn La xoái, không một chút ác ý. Tôi, La Soái thì toàn thân rung rẩy, miệng há to, nhưng không nói không được gì. Tuy Diệp Hạo Văn có thể gọi Tiêu Phàm là tên đạo sĩ của Tiêu gia, nhưng cũng không rồng nghĩa với việc La xoái có thể xưng hô như vậy. La Soái là nhờ những anh công tử này nâng đỡ cho, chính vì lẽ đó, gã rõ hơn ai hết rằng những thiếu gia nhà giàu này là không thể đụng được, họ có thể nâng anh lên, cũng có thể đập anh xuống thật muốn đắc tội người ta, nhưng có lẽ không đơn giản như vậy. Tiêu, Adselena thì lại hoan hô một tiếng, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Tiêu phàm nhìn cô cười khẽ gật đầu, một cách chậm rãi, Adselena ngay lập tức bước tới bên cạnh hắn, đưa đôi bàn tay ra bắt lấy tay phải của tiêu phàm, không ngừng đung đưa nhẹ nhẹ, hệt như con chim nhỏ nếp vào người vậy. Vẻ vui mừng này, cả lời nói bộc lộ tình cảm, so với thái độ đối với Diệp Hạo Văn là hoàn toàn khác. Diệp Hạo Văn nhìn mà tức đến bốc hỏa. Nhắc tới việc này quả thật là không còn gì để nói. Lena thích tiêu phàm, người khác cũng không can thiệp được. Điều đáng nói ở đây là tính chất công việc của Lena khác biệt. Nếu nói về lý, cô thân thiết với tiêu phàm, vành tai và tóc mai chạm vào nhau cũng đã đành. Đằng này ngay trước mặt nhiều người, một chút nể mặt Diệp Hạo Văn cũng không có. Với tiêu phàm thì dính như kẹo, Diệp Đại Thiếu Gia chưa tức đến điên tiết lên đã là khá lắm rồi trưởng phòng tiêu xin chào diệp hạo văn chủ động chào hỏi tiêu phàm giọng điệu hết sức lạnh lùng bất kể là ai cũng có thể nhìn ra diệp đại thiếu gia đang rất không vui trong những công tử nhà giàu hoàn toàn không có cách chào hỏi như vậy tiêu phàm hơi nhăn mày thản nhiên nói tiểu diệp vậy là có ý kiến với tôi ư diệp hạo văn trong lòng rất bực dọc tuy xét về tuổi tác tiêu phàm có vẻ lớn hơn anh ta một tuổi nhưng cách gọi tiểu diệp như vậy thật sự đã làm cho Diệp Đại Thiếu ra hết sức tức giận. Chỉ là một câu xưng hô hết sức đơn giản, đã có thể thấy rõ sự phân biệt cao thập giữa hai người. À không, tôi cùng trưởng phòng tiêu không mấy khi qua lại, không thể nói lên ý kiến gì đâu. Với lại trưởng phòng tiêu làm việc ở bộ phận tôn giáo, là nhân sĩ sùng đạo, tôi thì kinh doanh, chúng ta về mặt công việc cũng không có gì là liên quan cả, càng không thể có ý kiến gì được. Diệp Hạo Văn cũng không phải hiền lành gì, lập tức đáp trả một cách mỉa mai kim thiếu gia và bao sư hòa toát cả mồ hôi lạnh kim thiếu gia không ngừng ra dấu với diệp hảo văn xin anh ta vạn vạn không được chọc giận vị thiếu gia này hậu quả thật sự rất nghiêm trọng diệp hảo văn làm như không nhìn thấy trong lúc này cho dù tiêu phàm có gờ yêu ta ít chết anh ta thì một diệp đại thiếu gia như anh ta không thể mất mặt như vậy được tiêu phàm cười cười liền nói nói vậy diệp gia đối với tôn giáo và người sùng đạo cũng có thành kiến ư diệp hạo văn cười một tiếng nói trưởng phòng tiêu hiểu lầm rồi cái này đâu có can hệ gì tới diệp ra đâu cá nhân tôi cũng không có thành kiến với tôn giáo và người theo đạo gì cả tôi chỉ là không quen giao tiếp với người giả thần giả thánh thôi nếu là những người bình thường không cần biết nói thế nào cũng không thành vấn đề nhưng con cháu tiêu ra và diệp ra tuyệt đối không phải là người tầm thường tiêu phàm không lộ vẻ gì muốn gán cho diệp ra một cái danh phản dối tôn giáo, tuy nhiên Diệp Đại Thiếu Gia cũng không phải là hạng dễ bị mắc lừa. Tiêu Phàm cười nói, Tiểu Diệp, ở đây là quán ba, chúng ta không nên gây sự ở đây. Ta mà động thủ với ngươi, đó là ức hát yêu ta ép ngươi. Nhưng hôm nay ngươi làm như vậy, quả thật là không phải đạo. Không giáo huấn ngươi một trận, lần sau ngươi vẫn sẽ tái phạm. Như vậy đi, ngươi ra để đi, chúng ta đấu với nhau, ai thua thì người đó cút khỏi đây, thế nào? bỗng nhiên lúc đó tiêu lão đại đổi lại bộ mặt công tử nhà giàu hơn nữa như từ trên cao nhìn xuống nói thẳng muốn giáo huấn diệp ra đại thiếu gia nếu là người quen biết nhìn thấy thần thái này của tiêu phàm nhất định sẽ trợn to mắt kinh ngạc xảy ra chuyện gì vậy không ngờ trên người tiêu phàm lại phát sinh biến hóa cực lớn như vậy được thôi trưởng phòng tiêu ra một đề mục đi tôi sẽ tiếp diệp hạo văn lập tức đáp âm thầm thở phào một cái anh ta đã từng nghe nói sự uy phong trong quyền cước của tiêu phàm, cho dù là chưa tận mắt nhìn thấy. Cái người tên Uông Lão Tam của Uông Gia vừa mới đi bộ đội về phải ở trong viện 3 tháng, đây là sự thật. Toàn bộ những người có gia thế ở Kinh Thành đều biết việc này. Nếu tiêu phàm mà thật sự muốn động thủ, thì Diệp Đại Thiếu Gia sẽ không xong ngay. Việc như vậy, kêu dồn công an cũng chưa chắc giúp được gì nhiều, cho dù là Diệp Đại Thiếu Gia đi chăng nữa cũng sẽ bị đánh đến nhập viện đồn công an chưa chắc dám bắt cháu đích tôn của tiêu gia về đồn tạm giam. Bây giờ nghe tiêu phàm sẽ không động võ với gã, Diệp Hạo Văn nhất thời cảm thấy yên lòng. Còn đề mục khác thì Diệp Đại Thiếu Gia không biết sợ ai bao giờ. Tôi ra đề sao, cũng được, nếu chúng ta đã ở quán rượu, thì hãy so tử lượng đi. Ánh mắt của tiêu phàm, ngay lập tức liếc về phía bàn trà. So tử lượng sao? Diệp Hảo Văn cười phá lên, nhìn vào ánh mắt của tiêu phàm, mang vẻ muốn chiêu tức. Trên gương mặt thanh tú của la Soái cũng hiện ra vẻ châm chọc. Kim thiếu ra mở to mắt, có chút không thể tin nổi nhìn tiêu phàm. Tiêu lão đại đại khái là chưa từng nghe nói về tử lượng của Diệp đại thiếu ra rồi. Đừng nhìn bề ngoài Diệp Hạo Văn không giống một mãnh nam, lại được mệnh danh là tử thần trong giới ăn chơi. Đây là một bản lĩnh bẩm sinh, vì bố của Diệp Hảo Văn cũng uống rất được. Nghe nói loại rượu mau đài 53 độ do nhà họ trần cất, một mình có thể uống một hai bình. Từ khi chơi với Diệp Hảo Văn, Kim Thiếu chưa từng thấy Diệp Hảo Văn uống say bao giờ. Mặc cho mọi người điêu đổ cả rồi, Diệp Đại Thiếu vẫn đứng vững, còn hết sức tỉnh táo. Kim Thiếu từng cùng với Diệp Hảo Văn so tử lược, năm sáu người luân phiên nhau cũng không thể chút say Diệp Hảo Văn, ngược lại những người đó đều say khướt, người nào người nấy đi đứng loạn choạng, được người ta khiêng ra ngoài. Tiêu Phàm lại dám so tử lượng với Diệp Hảo Văn sao? đúng là điên rồ. Đúng, là so tử lượng. Đương nhiên, nếu tiểu diệp ngươi cảm thấy không thích hợp, cũng có thể đổi đề mục khác, do ngươi quyết định. Tiêu phàm trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Dưới ánh đèn không sáng mấy của quán rượu, sắc mặt của tiêu phàm trở nên tái nhợt. Nhìn giống như đang bệnh vậy, không cần đâu, cứ so rượu đi. Diệp Hảo Văn cười ha ha, vung tay một cái nói. Uống rượu rất tốt, dùng vodka đi, là loại rượu ngon của nước Nga chúng tôi. Adzelena gần như không hề ý thức được tính nghiêm trọng của cục diện, Cao Hứng nói. Nước Nga là dân tộc rất yêu chuộng rượu, ở cái nơi cực bắc cực rét đó, không uống rượu thì lạnh chịu không nổi được. Bất kể là ở thành phố nào, chỉ cần đến tối, trên phố mọi lúc đều có thể nhìn thấy những gã say nằm lăn lóc. Tiêu Phàm cười nhẹ, nói. Vodka thì yếu quá, uống không đủ vị mạnh, uống rượu sái hồng tinh 60 độ đi. Ở phương Tây cái gọi là whisky, vodka, kỳ thật chẳng qua độ cồn chỉ có 40% mà thôi, trong nước rất nhiều loại rượu trắng có độ cồn cao hơn vodka nhiều. Một số xưởng rượu sản xuất loại rượu nguyên chất, nồng độ thậm chí đạt tới 68 độ, còn có những loại đạt 70 độ. Tuy nhiên những loại rượu này trên thị trường rất ít khi thấy, loại rượu mạnh thường thấy nhất chính là rượu xá hồng tinh 60 độ. Hồng tinh từng sản xuất loại rượu 63 độ, sau này thì không sản xuất nữa rượu sái ư. Diệp Hảo Văn nhếch miệng một cái, thái độ khinh thường biểu lộ rất rõ ràng. Lớn từng tuổi này rồi, Diệp Đại Thiếu thật sự là chưa uống qua loại rượu nhân gian như vậy, nhất là sau khi bắt đầu làm việc, thâm nhập giới kinh doanh. Nếu như là loại rượu trắng sản xuất trong nước, không phải là mao đài thì cũng là rượu ngũ cốc. Xem ra đạo sĩ đúng là đạo sĩ, chưa từng thấy qua sự đời. Ừ, rượu sái. Tiêu phàm gật gật đầu, thản nhiên nói. Được, rượu sái thì rượu sái trưởng phòng tiêu muốn uống như thế nào tiêu Phạm ánh mắt phung mạnh một cái bình tĩnh nói các người có bốn người tôi một người cứ như vậy đi các người mỗi người một ly tôi một mình bốn ly ai ngã xuống trước thì người đó rời đi qua wow, một tiếng hiện trường bắt đầu náo động một đầu bốn hơn nữa còn bao gồm cả tửu thần chứ danh của giới cậu ấm ánh mắt mọi người nhìn về phía tiêu phàm giống như đang nhìn vào một người điên hơn nữa còn là loại điên đến mức độ lợi hại, không có thuốc chữa. chương 108, đấu rượu thưởng. Diệp Hạo Văn cười thất thanh, một chút cũng không có ý đinh rút lui. Rất nhiều khách vãn lại bị thu hút bởi tiếng cười, đều dối rít qua xem vui, muốn xem thử bên này đã xảy ra chuyện hấp dẫn gì. Vốn dĩ Adzer Lena đến đã khiến chỗ này thành trung tâm của những ánh nhìn xung quanh. Rất nhiều khách đến ba tuy không quen biết Diệp Đại Thiếu Gia, nhưng nhìn thấy bộ dạng làm bộ làm tịt của diệp hạo văn cũng đoán được tám chín phần nhất định lại là một trong những cậu ấm chứ danh trong tứ cửu thành ở kinh thành không phải có tiền là đủ đâu thiếu nhiều nữa là đằng khác anh có nhiều tiền hơn đi chăng nữa cũng không dám ở hoàng thành này đi ngang đi dọc người có thể xử lý anh nhiều hơn anh tưởng những thương nhân chìm nổi trong quốc nội cũng đã giải thích rất rõ về điểm này thành cũng đụng đến quan phủ bại cũng đụng đến quan phủ cái gọi là phú hào, nếu nói muốn giam anh vào ngục, thì anh liền bị giam ngay. Phục hay không phục thì cũng thế. Còn về phần những tên vô công rồi nghề tự xưng là kinh thành thiếu gia, kinh thành công tử, ở trong mắt người sành đời, quả thực là có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Bối cảnh quan trường không có thực lực, còn cái gọi là mấy thiếu gia công tử, hoàn toàn chỉ là những tên cặn bả, đụng phải những con ông cháu cha thực sự, chỉ có nước bị đánh tới thương thích đầy mình mà thôi. Tiêu trưởng phòng, thật đúng là Châu, anh đúng là Châu lắm. Anh xác định là không uống say chứ? Diệp Hạo Văn cười lớn, đột ngột dừng hẳn, đôi mắt nhìn thẳng vào Tiêu Phàm, gặng từng chữ một hỏi. Tiêu Phàm vẫn cứ bình tĩnh như thường, gật gật đầu. Hạ thấp giọng nhưng rõ ràng mà nói, "Tôi chắc chắn." "Được lắm." Diệp Hạo Văn liền giơ ngón tay cái về phía Tiêu Phàm. "Chư vị đại ca đại tỷ, nói với mọi người một chuyện." Diệp Hạo Văn lập tức mở to giọng kêu lớn, tất cả mọi người ngay lập tức lắng tai nghe, một quán rượu vô cùng ồn ào bỗng trở nên im lặng. Tại hạ là Diệp Hảo Văn, vị này là Tiêu Phàm. Tiêu Tiên sinh muốn cùng tôi so tài uống rượu, luật là như vậy gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới rượu sái 60 độ, một đối bốn. Bên chúng tôi có bốn người, mỗi người một ly, Tiêu Tiên sinh một mình bốn ly. Ai ngã trước, thì người đó là gấu chó, tự mình xéo đi. Người còn đứng được chính là anh hùng, Tiêu Tiên sinh, có đúng vậy không? Tiêu phàm khẽ gật đầu. Đúng là như vậy. Được. Người vậy quanh lập tức hồi hộp, vẻ mặt đầy hào hứng. Thật là hết sảy. Thật không ngờ đêm nay lại còn có một tiết mục hấp dẫn như vậy. Khách ở quán ba cũng hết sức lấy làm lạ, đấu rượu cũng không phải không có, chỉ là đấu bằng rượu sái 60 độ, chắc chắn là lần đầu thấy. Rượu này thì không thể đùa được, cứ uống như vậy, cuối cùng người ngã xuống, nhất định sẽ phải trực tiếp nhập viện tiền cược đâu, diệp thiếu ra, tiền cược thế nào? trong đám đông cũng có người quen biết diệp hảo văn, liền dương cổ kêu lên, vô cùng hung phấn. diệp đại thiếu ra không phải là hạng tiểu nha nội tầm thường, được gọi là hạng cứng rắn lão làng của diệp ra. tiền cược, tiền cược ở đây. diệp hảo văn giơ tay chỉ thẳng về hướng azarlena. nữ hoàng hộp đêm của các người, cô nàng nước ngoài này. ai thắng, cô ta sẽ theo người đó, còn người thua, sẽ tự xéo khỏi đây ai còn dây dưa chưa hiểu, người đó là tên khốn cây yêu ta ép. lại là tiếng hoa vang ầm, chấn động cả tòa nhà. Sớm đã biết, chỉ cần có Arthur Lena ở đây, quán bar này sẽ không thể bình yên được. Nửa năm trước vừa mới diễn ra một màn náo động, nay lại xảy ra nữa rồi. Lần này không phải đấu bằng nắm đấm, mà là so tài uống rượu. Vẫn ký bản quyền tê ý bản quyền chẳng khác gì lần trước. Khách hiểu biết về Diệp Hạo Văn cũng rõ, về đêm, đương nhiên là Diệp Đại Thiếu Gia sẽ bị ký bản quyền tê ý bản quyền, hơn nữa đây còn là một ký bản quyền tê ý bản quyền lớn. Nghe đi, cả tên khốn cây ếch yêu ta ép cũng đã nói ra miệng rồi. Đích tôn của lão Diệp Gia, từ lúc nào trở nên không chú ý lời nói như vậy nhỉ? Tiêu phàm, luật là như vậy, đã rõ chưa? Đợi những tiếng khen ngợi dần dần lặng xuống, Diệp Hạo Văn quay về phía tiêu phàm, vừa cười vừa hỏi, trên mặt hiện vẻ ngạo mạn bất kể như thế nào cũng không che giấu được diệp hảo văn vốn không phải là người manh động như vậy thực sự thì tối nay cô gái tóc vàng này đã làm cho diệp hảo văn tức tối hết sức công thêm tên tiêu phàm này nữa bộ dạng hò hét như vậy cái khác có thể nhịn cái này thì không so cái khác thì có thể thua chứ so tử lượng với ta sao uống cho ngươi chết tiêu phàm thản nhiên gật đầu quay sang bao sư hoa ôn tồn nói bao tổng kêu sẵn xe cứu thương qua đây đến lúc đó còn đưa Tiểu Diệp đi nữa. Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười thất thanh. Diệp Hạo Văn tức điên, trong mắt bùng cháy ngọn lửa tức giận. Tiểu tử giỏi lắm, thường ngày không thấy người khiêu ngạo như vậy. Bao sư hoa ngoài gật đầu đáp trả, chỉ có toàn thân không ngừng thoát mồ hôi lạnh. Tiên lệ uống rượu đến chết, không phải là hiếm. Nhưng mà nếu để xảy ra việc uống chết vị đại nha nội con ông cháu cha ở quán rượu của y, chỉ sợ quán tính ngữ thật sự phải dẹp tiệm luôn rồi chỉ là trong lúc này, y thật sự không có cách nào ngăn việc này lại. Cháu đích tôn của hai nhà tiêu gia và diệp gia đấu nhau như vậy, y khư khư chỉ là một ông chủ của quán rượu, làm sao có thể can dự vào được. Đừng nói bao sư hoa y, nhìn khắp tứ cửu thành này, những công tử có thể xen vào, đếm trên dầu ngón tay, cũng không vượt quá năm người. Lão bao, dọn bàn, mang rượu lên đây. La soái ở một bên nói một cách âm hiểm, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn đừng thấy thân hình anh ta mảnh khảnh, cơ bắp không chút rắn chắc, tử lượng cũng lại hết sức tốt. Tuy vẫn không thể so sánh với Diệp Hảo Văn được, nhưng cũng có thể xem là một thùng rượu cực giỏi. Lúc trước gã có thể tiếp cận Diệp Hảo Văn, cũng là nhờ vào tử lượng không tồi của mình, người ở cả bàn rượu, uống đến cùng cũng chỉ có hai người là gã và Diệp Hảo Văn còn tỉnh táo. Chỉ cần không động đến vũ lực, gã một chút cũng không sợ cái tên, đạo sĩ của nhà họ tiêu này chiếu theo yêu cầu của la soái nhân viên của quán ba trực tiếp bày ngay một lôi đài ở đại sảnh lầu một những hoạt động giải trí khác của quán rượu đều ngừng lại cả màn đấu rượu này đã trở thành màn giải trí đặc sắc và long trọng của quán tinh ngữ trong buổi tối hôm nay người khác không nói chỉ cần xét thân phận của hai bên cũng đủ hù chết người khác chớ nói chi đến cái phần thưởng dung mạo như tiền đó nữa chứ nửa năm trước tiêu phàm đã thắng người ở tinh ngữ quán đều biết Azelena đến Hoa Hạ Quốc, thuộc về tiêu phàm, theo nghĩa nào đó, Azelena chính là người của tiêu phàm. Nếu hôm nay mà thua, tiêu đại ca từ nay trở đi sẽ không xuất hiện ở tinh ngữ tử quán nữa. Người con gái của mình cũng để người khác cướp mất, làm sao còn mặt mũi nào nữa. Với Diệp Hạo Văn mà nói, cũng không thoải mái lắm đâu. Lúc nãy là chính miệng anh ta tuyên bố với toàn thể tử khách ở quán ba này, trong đám đông đều đã nhận định Diệp Đại thiếu gia là người thách đấu. Hơn nữa còn là một đối bốn, nếu vậy mà còn thua, Diệp Đại thiếu gia không chừng phải biến mất khỏi giới ăn chơi của kinh thành một thời gian rất dài. Không có mặt mũi nào nhìn mặt người ta nữa. Màn đấu rượu của đêm nay không ai có thể thua cả. Một cái bàn lớn được bày ra ngay chính giữa đại sảnh, toàn bộ ánh sáng đều được mở, đại sảnh sáng lên như tuyết. Những người xung quanh bắt đầu náo động, ai cũng muốn chen lên phía trước muốn có một tầm nhìn rõ ràng hơn. Hành lang của lầu 2 cũng chật kín người, ai nấy đều mở to mắt, há to miệng, niềm hưng phấn không ngớt. Đưa rượu lên đây. Diệp Hạo Văn đưa tay lên hét to. La xoái, kim thiếu cùng với một anh công tử khác, và gã bèn đứng lên hết. Một bên bàn là tiêu phàm khoát trên mình áo đời đường màu xanh, hết sức bắt mắt, nhưng không hề đơn độc. Adzer đứng sát bên cạnh hắn, luôn nắm chặt tay của hắn lập trường của cô gái Nga này là vô cùng kiên định. Mấy tên nhân viên hì hục đem đến 8 bình hồng tinh nhất phẩm vẫn còn được gói lại khá đẹp, đây là loại rượu sái hồng tinh 60 độ đắt tiền nhất, ở chợ giá bán lên tới mấy trăm. Wow, đám đông lại một phen kinh hô. Một số người khách không uống được lắm, vừa nghe đến hai chữ, rượu sái, là liền có cảm giác muốn say rồi. Chỉ cần mở bình thôi, những người tử lượng kém, vừa mới ngửi thôi cũng đã chịu không nổi rồi. Tám bình rượu, mỗi bên 4 bình. Nhân viên cũng đã đem lên thêm một ít mồi rượu. Đem những thứ này lên làm gì? Mang xuống ngay. Diệp Hạo Văn mở chừng hai mắt, lạnh lung quát. Khi uống rượu mà bụng trống rỗng, cũng có sự khác biệt lớn. Bụng rỗng mà uống rượu là hại thân nhất, cũng dễ uống say nhất. Thường những người có tử lượng có thể uống một cân, nếu không có mồi nhấm, có lẽ chỉ cầm cự được nửa cân. Diệp Đại Thiếu Gia chính là một siêu, tử thần, chân chính, không cần biết là bụng trống hay không, cũng không có gì là ảnh hưởng cả. Cái lợi thế này, không thể để tiêu phàm chiếm được. Nhìn thân hình nhỏ nhắn, có vẻ nhiều bệnh, cứ để hắn uống rượu sái 60 độ không, coi hắn chết như thế nào. Cháu đích tôn của lão tiêu gia nếu thật sự uống rượu đến chết, cũng xem như là một tin hấp dẫn đấy phải không? Không biết lão tiêu gia có chịu nổi người này không? Vâng, vâng. Nhân viên làm việc liền đáp ứng, vội vả đem cất mồi nhấm rượu đi, đem ra những cái chén hoa bằng sứ đẹp đẽ. Gì thế này, người nghĩ là đang mời rượu cho khách hả? Ánh mắt gì đây, đem ra cái lớn hơn đi. Lần này lại là la soái phát điên lên. Những người xem xung quanh vang lên tiếng tức cười, kỳ thực hình tượng của la soái quá nữ tính đi, lại còn bày ra một bộ dạng hàn học như vậy, nói thật là chẳng ra cái gì cả, khiến người khác buồn cười chịu không được, giống gã như vậy, trời sinh đã là một tiểu thụ, rồi. Gương mặt thanh tú của la Soái lập tức đỏ ẩn lên, hung tợn quét ánh nhìn về phía đám đông, nhưng lại lần nữa dẫn đến một trận cười vang. Tiểu nương tử, xem xét lại đi. Thậm chí còn có người xem thích bấn cợt, cười hì hì nói trêu một câu. Cả quán cười phá lên. Gương mặt nhỏ nhắn của la Soái lập tức từ đỏ chuyển sang xanh mét, hàm răng rung lên, hận không thể chửi ầm lên. Xem như y còn nhớ thân phận đại minh tinh của y. Ở trường hợp đông người như vậy, phải chú ý hình tượng của mình, đem những lời thô thục vừa đến cửa miệng nuốt trở vào bên trong. Nhân viên đem tới hai ba ly rượu thủy tinh, đặt trước mặt các vị thiếu gia. Nhìn ly rượu cực lớn, Kim Thiếu và một anh khác sắc mặt bắt đầu tái xanh, mắt mở to sợ hãi. Nói thật, họ thật sự là chưa từng lấy ly lớn như vậy uống loại rượu sái hồng tinh nhất phẩm. Nếu mà uống hết một hơi, chỉ sợ lập tức sẽ ngã xuống ngay. Trước mặt tiêu phàm cũng bày ra bốn cái ly, xếp thành một hàng tiêu phàm chậm rãi cầm một bình rượu lên. Bên kia Diệp Hảo Văn đã, vụt, một cái, mở bình rượu ra, lập tức mùi hương tinh khiết của rượu lan tỏa bốn phía, mùi rượu ngút trời. Diệp Hảo Văn một hơi đổ đầy ly rượu, vừa vặn đầy đến miệng ly, vung tay một cái, bình rượu đã được đặt ngay ngắn, chỉ có một chút rượu tràn ra miệng ly, động tác hết sức tự nhiên, vừa nhìn đã biết là cao thủ của giới uống rượu. Tốt lắm! Diệp Đại Thiếu ra cử lắm! Người vây quanh xem lại kêu la một trận, không ít người vỗ tay khen ngợi. Tránh ra tránh ra, tránh ra hết cho ta. Chính vào lúc này, đám người phía cửa ra vào tự nhiên náo động lên, có người đang cố tiến vào phía trong. Mọi người lập tức dướn cổ lên nhìn về hướng bên kia. Không biết người chạy tới đây lại là thần thánh phương nào đây? Không phải là đến gây rối chứ? Chương 109, đấu rượu chung, là Tiêu Nhị ca. Trên lầu hai có người tinh mắt đã thốt lên người đến chính là tiêu thiên giang vũ thành và tiểu quế tử đều là anh em một bang anh tiêu thiên chen vào bên trong kêu lên mặt đầy vẻ giận dữ tiêu thiên em đến đây làm gì em mà không đến thì ở đây sẽ có người làm ra vẻ ta đây rồi tiêu thiên bước nhanh tới bên cạnh tiêu phàm tức giận nhìn diệp hạo văn diệp hạo văn thần sắc vẫn không đổi còn bọn kim thiếu và la soái đều rụt cổ xuống một cách không tự chủ người ta tiêu nhị ra là một lão làng, chứ không phải là lính mới. Đoán chừng chính là bao sư hoa cố tình báo cho tiêu thiên biết, sợ tiêu phàm một mình đấu rượu với người ta ở đây, lỡ như gặp bất chắc gì, y không gánh nổi trách nhiệm. Tiểu tử họ diệp, giỏi ra rồi nhỉ, lại còn biết bày trò xảo quyệt nữa. Tiêu thiên nhìn chằm chằm diệp hảo văn, lạnh lung nói. Hai người tuổi tác chạc nhau, thân hình cơ bản cũng giống nhau. Diệp Hạo Văn thản nhiên nói. Tiêu nhị, đừng nói khó nghe như vậy gì mà bày trò xảo quyệt chứ một trọi bốn có kiểu uống như vậy à không phải bày trò xảo quyệt là gì sao chứ tưởng tiêu nhị ta là tên ngốc à này này tiêu nhị cái này ngươi phải hỏi anh trai của ngươi đi một trọi bốn rượu sái đều là đề nghị của hắn ta diệp hạo văn tôi đâu có ăn gian trong chuyện này nếu ngươi không phục bốn người các ngươi có thể cùng lên chúng ta bốn trọi bốn không ai thiệt thòi cả diệp hạo văn tôi nếu mẹ nhói sai thì không phải là đàn ông thấy diệp hạo văn chắc chắn như vậy tiêu thiên có chút nửa tin nửa ngờ quay về phía tiêu phàm hạ giọng nói anh tiêu phàm mỉm cười nói đúng quả thật là do anh đề xuất tiêu thiên các ngươi đứng sang một bên được rồi anh như vậy không được tiêu thiên lập tức trở nên nóng nảy rượu không phải uống như vậy đâu không có cái luật này chúng ta bốn chọi bốn công bằng hơn Gã biết anh mình võ nghệ cao cường, nhưng với việc uống rượu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đánh nhau giỏi không nhất thiết là uống cũng giỏi. Hơn nữa Tiêu Thiên biết Diệp Hảo Văn là được mệnh danh Tử Thần, trong giới thượng lưu chỉ sợ đại ca mình không biết việc này, chúng kế của tên Diệp Hảo Văn. Tử lượng của Tiêu Thiên so sánh với Diệp Hảo Văn thì thua xa, nhưng Giang Vũ Thành Tử lượng rất tốt, có lẽ vẫn còn thua cấp bậc của Tử Thần, nhưng cộng thêm ba người vẫn chắc ăn hơn dù thế nào cũng không thể để đại ca mình một trọi bốn. Tiêu phàm nhẹ lắc đầu, không hề để ý, nói. Tiêu thiên, đứng xem một bên là được rồi, một ít rượu như vậy, không say được ta đâu. Tiêu thiên trong mắt nổi đầy đom đóm. Một ít rượu, đây là cả một cân rượu hồng tinh nhất phẩm 60 độ đấy. Ở phía bên kia, Diệp Hạo Văn bắt đầu cảm thấy khó chịu, nói. Tiêu phàm, tiêu nhị, hai người đã quyết định chưa? Một trọi bốn cũng được, bốn trọi bốn cũng được, sớm quyết định đi. Nếu không, các người cứ lên hết đây, chúng ta bốn trọi sáu cũng không thành vấn đề. Bọn người tiêu thiên tổng cộng có năm người, đều là con cháu của hào gia thế môn trong kinh thành. Tiêu thiên hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Hảo Văn. Tiêu phàm lắc lắc tay. Tiêu thiên không còn cách nào khác, đành đứng sang một bên. Từ khi tiêu phàm nửa năm trước một quyền đánh ngã uông phi, tiêu thiên đối với anh mình càng thêm hết mực kính phục. Mắt nhìn đại ca chủ đã định, y cũng không dám nói thêm gì. Tuy nhiên nếu đại ca thật sự không chịu được nữa, vậy nhất định bọn họ sẽ cùng lên. Không nên một mình chơi như vậy, bóc một cái, tiêu phàm mở hai bình rượu sái ra. Tuy nhiên cách mở bình của hắn so với người khác là không giống. Hắn đã trực tiếp bẻ gãy miệng bình rượu. Tất cả mọi người lập tức đều mở to hai mắt kinh ngạc. Không phải chứ? Vậy cũng được sao? Đây là đồ sứ cơ mà, rất là rắn chắc đấy kết quả người ta đung hai ngón tay tách ra trực tiếp đứt thành hai đoạn diệp hạo văn giật bắn người xem ra chuyện tiêu phàm một quyền đánh ngã uông phi tuyệt đối không phải là dùng yêu pháp gì mà chính là công phu thật sự của hắn diệp hạo văn uống rượu mười mấy năm trời chưa từng thấy ai mở bình rượu như vậy vẻ lo lắng nổi lên trong lòng diệp hạo văn một ít trong lòng có chút cảm thấy không chắc thắng nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể tiến chứ không thể lùi chẳng lẽ lại nhận thua rồi xéo đi một cách mất mặt nếu vậy diệp đại thiếu gia thật sự không cần lăn lộn trong giới ăn chơi ở tứ cửu thành nữa rồi không có kiểu tự làm mình mất mặt như vậy được tiêu phàm lấy một bình rượu sái từ từ đổ đầy bốn ly thủy tinh trước mặt bề mặt rượu của bốn ly hoàn toàn nằm trên một đường thẳng không cao hơn cũng không thấp hơn cứ vậy tùy ý đổ đã có thể phân ra bốn lượng rượu bằng nhau tiêu phàm nâng ly rượu lên hướng về phía diệp hảo văn ý mời rượu một cái Diệp Hạo Văn, hừ, một tiếng, cũng nâng chén rượu lên, một hơi, ực ực, uống không ngừng, ba lượng rượu sái 60 độ trong nháy mắt đã được uống sạch. Bóc, đặt chén rượu lên mặt bàn, mặt không biến sắc, tim cũng không đập nhanh. Tốt, Diệp Đại Thiếu ra giỏi lắm, phong độ lắm, khắp lầu lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm, xen lẫn tiếng vô tay. Ba lượng rượu sái 60 độ uống một hơi cạn sạch, quả thật không phải là chuyện dẫn chơi. Diệp Hạo Văn hơi mím cười, hai tay chấp lại, hướng về xung quanh biểu thị ý cảm ơn. La Soái uống cũng không hề thua kém, chỉ chậm hơn Diệp Hạo Văn một nhịp, đợi khi Diệp Hạo Văn đáp tạ tất cả, khán giả, ly rượu của gã cùng lúc cũng đã cạn. Tuy nhiên trước mặt Diệp thiếu ra, lần này lại không mấy ai vỗ tay khen ngợi, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Kim thiếu và tên còn lại thì còn thua xa, cầm ly rượu lớn nhấp từng ngụm một, hai mắt nhắm tịt, bất kể là động tác hay là vẻ mặt, so với sự phóng khoáng của Diệp Thiếu Gia, hoàn toàn là một trời một vực. Xem ra, để Bon họ có thể uống hết chén rượu này phải mất vài phút. Tuy vậy, đây cũng khá là đáng khen rồi. Tiêu Phàm cười cười, nâng chén rượu lên miệng, hơi ngửa đầu ra, hắn uống không có chút gì là gấp gáp, động tác cũng không thay đổi là mấy, nhưng rượu lại không ngừng chảy vào trong miệng hắn, trong nháy mắt chén rượu cũng đã cạn sạch. Tiêu Phàm đặt cái chén không xuống, nâng chén thứ hai lên, vẫn cứ như vậy, không vội vàng hấp tấp mà uống chưa từng nghe thấy phát ra một tiếng nào chén thứ ba rồi chén thứ tư cho đến khi tiêu phàm đặt bốn chén rượu trống không xuống một cách ngay ngắn thì trong chén rượu của kim thiếu và tên còn lại vẫn còn hơn phân nửa sắc mặt của tiêu phàm vẫn trắng nhạt như trước một chút đỏ cũng không thấy cứ như vậy lẳng lặng nhìn về phía diệp hảo văn tất cả mọi người ở đây đều đưa cả người ngay cả bọn tiêu thiên giang vũ thành tiểu quế tử cũng há hốc mồm nhìn tiêu phàm con người thư sinh ôn hòa nhã nhận này một cách đầy kinh ngạc, sau một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Nguyên một bình rượu hồng tinh nhất phẩm chứ chẳng đùa. Vậy mà có thể uống một hơi mà mặt không hề biến sắc. Tiêu thiên có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, đại ca mình lại có tử lượng kinh người như vậy. Hay lắm, chố mắt hồi lâu, cả quán rượu hoan hô khen ngợi như sấm. Tiêu nhất ca, xuất sắc lắm những tiếng trầm trồ khen ngợi không ngớt. Chỉ ít là tại tinh nữ tử quán này, tiêu phàm đã sớm trở nên danh tiếng lẫy lừng. Diệp hạo văn mặt biến sắc cầm bình rượu lên, lại tiếp tục rót đầy chén, đồng thời quét đôi mắt hung hăng về phía bọn kim thiếu, mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Đúng là hai tên rác rưởi. Kim thiếu giật mình kinh hãi, liền không ngừng ngửa đầu ra, đem nửa chén rượu còn lại đổ hết vào bụng. Sau đó lập tức lấy tay bịt lấy miệng. Chỉ một khắc sau, mặt của y liền đỏ lên như quan công. Giác, tiêu phàm lại bẻ gãy miệng bình thứ hai. Lại tiện tay phân rượu thành bốn phần bằng nhau. Diệp Hạo Văn lập tức ngửa mặt ra, uống cạn chén rượu sái thứ hai. Tuy nhiên lần này thì Diệp Hạo Văn vẫn chưa uống hết chén rượu, vẫn chưa lại một ít. Sắc mặt và nhịp tim vẫn không đổi. Danh hiệu, tổ thần, không phải tự nhiên mà có. Tốc độ uống hết chén thứ hai của la xoái thì có chút chậm hơn trước. Kim Thiếu miễn cưỡng cầm chén rượu lên, vừa uống được một chút, đã bịt miệng lại, trồm người xuống, không ngừng dên lên, rõ ràng là chịu không nổi rồi. Một vị con ông cháu cha khác vẫn đang hết sức chống đỡ, nhưng chống cũng không nổi, không phải đang uống mà là đang nhắm rượu. Tiêu Phàm vẫn không hề hấp tấp, từ từ uống cạn ba chén rượu sái, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, chẳng khác nào thứ mà hắn vừa uống là ba chén nước bình thường, không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Tiêu Phàm nâng hai chén rượu lên, thản nhiên nhìn Diệp Hạo Văn. Kim Thiếu đã được nhân viên đỡ ra ghế sofa, nửa ngồi nửa nằm, vẻ mặt đỏ chót, nằm ở đó không ngừng thở dốc vẻ mặt vô cùng hổ thẹn. Chén rượu của y, gần như là chưa được đụng đến đặt ở trên bàn. Diệp Hạo Văn, hừ, một tiếng, cầm chén rượu đó lên, không nói không rằng, uống sạch chém rượu đó. Chỉ trong chốc lát, đã uống sạch chín lượng rượu sái. Diệp Hạo Văn đã có thể được gọi là tử lượng vô cùng cao tuy nhiên lần này, đã không còn ai vỗ tay nữa, càng không có ai khen ngợi nữa. Sự thật tất cả đều đã bị tiêu phàm dọa đến mất hồn. Trong cùng một thời gian, tiêu phàm đã uống hết gần hai bình rượu sái. Đây mới thật sự là tử thần. Dâm, một tiếng. Vị công tử vẫn đang cố gắng chống đỡ còn lại, chống tay trên bàn, trượt chân ngã lăn lóc trên sàn, mềm nhũn ra, nửa chén rượu chưa uống xong đổ cả lên người, nước giải đầm đìa, tóc tai rủ rượi hồng tinh nhất phẩm 60 độ, người bình thường là kham không nổi đâu. Mấy tên nhân viên phục vụ vội vã chạy tới khiêng anh ta đi. Tốt, vậy chén này coi như anh ta đã uống hết. Tiêu phàm khẽ cười, tự uống cạn chén rượu sái thứ tư. Anh hai, đúng là giỏi thật, bây giờ một trọi hai rồi, Diệp Đại Thiếu ra ngươi phải cố lên đó. Tiêu Thiên cười lớn, nhìn sang Diệp Hảo Văn, mang ý mỉa mai rõ mồn một. Thấy đại ca tử lượng cao như vậy, Tiêu Thiên ngoài kinh ngạc ra, cũng đã không còn lo lắng nữa. Bây giờ kẻ nên lo lắng là Diệp đại thiếu gia. Bọn Giang Vô Thành, Tiểu Quế Tử thì giơ ngón tay cái về phía Tiêu Phàm, bội phục sát đất. Thật sự không thể ngờ tới, Tiêu Nhất Ca lại lợi hại như vậy. Trong đôi mắt xanh thẳm của Azelena toát ra đầy sự ngưỡng mộ. Đôi môi yêu kiều khẽ cong lên một cách quyến rũ, trong vẻ yêu kiều có mang chút tinh nghịch đáng yêu, càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ không ít người không kìm lòng được mà nuốt nước miếng vì báu vật như vậy mà say đến chết cũng đáng tiêu phàm cười cười mở bình rượu sái thứ ba ra vẫn cứ đều đều phân thành bốn phần rượu ngon ở dưới ngọn đèn sáng trở nên long lanh mê người mùi rượu ngon thơm nồng từ từ lan tỏa tiêu phàm lần này không đợi diệp hạo văn mà cạn trước để kính tự động nâng chén rượu lên vẫn đầy tiết tấu như vậy không chút vội vàng mà uống hết hai chén sau đó nâng chén rượu thứ ba lên nhìn về phía Diệp Hạo Văn và La Soái. Hai vị, mời. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đưa tay ra, làm động tác mời mọc. Chương 110, đấu rượu hạ lần này, La Soái uống trước Diệp Hạo Văn. Bốn người cùng lên, chưa đầy một khắc đã ngã xuống hai người. Ban đầu vẫn tưởng Tiêu Phàm thuần túy là đang muốn chết, không ngờ trình độ đã sớm đạt tới 9 tầng mây. Đây mới thật sự là cao thủ thâm tàn bất lộ. Bây giờ chỉ còn lại hai người, nhìn điệu bộ tỉnh táo như thường của tiêu phàm la soái cũng đã hiểu rõ hôm nay thật sự là giữ nhiều lành ít vào lúc này diệp hảo văn đã không còn đường lui rồi la soái anh ta cũng càng không còn đường lui anh ta nếu mà dám để giống như kim thiếu chưa gì đã rút lui thì kết cục của anh ta nhất định là chết rất khó coi kim thiếu tốt xấu gì cũng là con ông cháu cha không có diệp hảo văn chống lưng thì cũng có thể sống sót còn la soái anh ta nếu không có diệp hảo văn chống lưng lập tức sẽ trở thành một kẻ không ra gì. Trong mắt bọn đạo diễn lớn đó, đối với Diệp Hảo Văn và La Soái hai người, không cần nghĩ thì họ cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ hơn. Nếu chết, cũng sẽ là gã chết trước Diệp Hảo Văn. Nhưng mà chén rượu này La Soái đã rất khó khăn mới uống được. Với tử lượng của La Soái, loại rượu hồng tinh thực phẩm này, nếu từ từ uống với mồi nhấm, trong vòng 2-3 tiếng, uống một cân vào bụng thì vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Đằng này lại uống không ngừng nghỉ, Thoát một cái đã là gần ba lượng rượu, khác xa hoàn toàn. La soái phân ra ba lần mới có thể uống hết rượu trong chén. Không tệ, tiêu phàm mỉm cười khen ngợi, nâng chén rượu lên từ từ uống sạch, sau đó lại cầm chén thứ tư lên, nhìn Diệp Hảo Văn. Diệp Hảo Văn cắn răng, dướn cổ lên, uống cạn ly rượu, hướng đáy ly về phía tiêu phàm. Nhưng liền sau đó, Diệp Hảo Văn giật mình phát hiện, ly rượu thứ tự trong tay tiêu phàm cũng đã được hắn uống cạn thậm chí y còn chưa kịp nhìn thấy tiêu phàm đã uống cạn ly từ lúc nào tất cả đều mở to hai mắt cắn chặt môi lại vừa hưng phấn vừa hồi hợp trời à cứ như vậy là uống hết cả sáu bình nhất phẩm hồng tinh đây chính xác là cồn chứ không phải là rượu nữa dùng để tiêu độc sát trùng hết sức mạnh xem chừng là có thể phân thắng bại ngay hơn nữa ai thắng ai thua vừa nhìn là có thể nhận ra ngay không thấy tiêu phàm ngay cả sắc mặt cũng chưa từng thay đổi một tí nào sao thế nào mới gọi là tử lượng cao? Thế mới gọi là tử lượng cao. Trong số mấy trăm người ở quán ba này, tuyệt đối không thể tìm thấy người tử thần thứ hai giống hắn như vậy được. Thậm chí có tìm khắp tứ cửu thành này cũng không được mấy ai có tử lượng kinh người như vậy. Bạt, miệng của bình rượu sái 60 độ thứ tư lại được bẻ gãy, bốn ly rượu lại được đổ đầy. Tiểu Diệp, nếu thật sự chịu không nổi, kêu một tiếng, ta cho ngươi đi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng ít nói nhảm ai thắng ai thua còn chưa biết tiểu la diệp hạo văn cắn chặt răng trong kẽ răng phát ra một câu như vậy gương mặt thanh tú của la soái đã sớm đỏ ran thân hình mảnh khảnh của y cũng bắt đầu run rẩy một tay thì vịn lấy bàn mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống ngươi đứng thẳng lên cho bố mày diệp hạo văn không nhịn được đạp tới một phát trong thời khắc quan trọng tên ẻo là này cũng không thể trông cậy được nữa La soái hét lên rồi ngã gục, ly thủy tinh chứa đầy rượu rơi xuống vỡ vụn. La soái nằm dãy ruộng, không cách nào đứng lên được nữa. Tiêu thiên cười lạnh, vỗ tay vài ba cái. Chiều này không tệ, đá một cái coi như xong một ly rượu rồi. Tiếng xôn xao nổi lên từ phía. Có vẻ mọi người đều không đồng tình với một cước này của Diệp Hạo Văn. La Soái mặc dù có hơi, ẻo lả, nói sao cũng là một minh tinh, quán ba này hàng trăm người, không ít trong số đó cũng là fan hâm hộ của La Soái. Thấy Diệp Hạo Văn đá không thương tiếc, khỏi nói cũng biết lập tức sẽ có người tỏ ra bất bình cho La Soái. Nếu không phải vì tấm kim bài của lão Diệp ra, chỉ sợ là sẽ có người sắn tay áo lên sông tới ngay lập tức. Cái gì chứ? Uống không lại người ta rồi thì đừng vung tay múa chân ở đây, cút khỏi đây sớm cho rồi. Chút giận trên người người khác thì chẳng đáng mặt anh hùng gì cả. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, nói ly rượu vừa rồi xem như anh ta đã uống nói xong từ từ uống sạch ly rượu trong tay sau đó cầm ly thứ hai lên tiểu diệp ta kính ngươi trước ly rượu thứ hai cũng được uống cạn ba cân dưới rượu hồng tinh không sót một giọt nào tất cả đã nằm gọn trong bụng của hắn sắc mặt không đổi trên trán đừng nói là mồ hôi lạnh ngay cả một chấm mồ hôi nhỏ cũng không thấy trong khoảng thời gian ngắn dù là ba cân dưới nước chẳng uống hết cũng là rất khó chịu Mặt của Diệp Hạo Văn cũng đã bắt đầu trắng bệch. Có rất nhiều người cũng là càng uống càng đỏ, Diệp đại thiếu gia thì hoàn toàn ngược lại, càng uống thì mặt càng trắng. Lúc mặt của Diệp Hạo Văn bắt đầu trắng lên, cũng là lúc anh ta bắt đầu chịu không nổi nữa. Bây giờ một chọi một. Diệp Hạo Văn hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, nhìn ly rượu lớn ở trước mắt, lặng lặng sững sờ một hồi, cũng nâng ly rượu lên, ngước cổ lên. Uống hết gần nửa ly. Diệp Hạo Văn thầm nghĩ nếu như một hơi uống hết ly này, quả thật đã có chút lực bất tòng tâm. Từng ngụm từng ngụm, từ từ uống. Mọi người nhìn chằm chằm vào cổ họng của Diệp Hạo Văn, mỗi lần cổ họng của anh ta động đậy một cái một cách khó khăn, tim của người xem xung quanh lại giật lên một cái. Dù chỉ là ngồi xem thôi cũng đã cảm thấy khó chịu rồi. Thật không dễ nhưng cuối cùng Diệp Hạo Văn cũng uống cạn cả ly rượu sái, ngay lập tức bỏ ly rượu xuống, chống tay lên bàn, ngậm chặt miệng lại, sắc mặt tái nhợt, gần như sắp trắng hơn sắc mặt vốn đã trắng của tiêu phàm. Nhưng đây vốn dĩ là không giống nhau. Sắc mặt trắng của tiêu phàm hoàn toàn không cho người ta cảm giác hắn ta không được khóe mạnh hay có vẻ đang bệnh gì cả, chủ yếu là tại Diệp Hạo Văn không ưa hắn thôi. Còn Diệp Hạo Văn thì khác, sắc mặt anh ta bây giờ tái nhợt là ai cũng có thể nhìn ra, đây đã là cực hạn của Diệp Hạo Văn rồi. Tiêu phàm liền cười, cầm ly rượu lên, vẫn một vẻ tao nhã, không vội không vàng, trước sau như một, trong nháy mắt, ly rượu thứ ba cũng được cạn sạch. Hay, lần này, Tiêu Thiên là người dẫn đầu vỗ tay, vẻ mặt sáng đỏ, vui mừng không thôi. Đại ca thật sự quá hăng hái rồi. Toàn thể mọi người vỗ tay như sấm. Tiếp sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Hạo Văn, xem anh ta phản ứng ra sao. Duy chỉ có đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy của Azzer Lena là vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tiêu phàm. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng nhìn ra chỗ khác có rất ít đàn ông có thể cưỡng lại vẻ quyến rủ từ trong đôi mắt của cô bất giác sẽ bị tan ra khi nhìn vào đó có thể là bị tiếng vỗ tay như sấm của người xem kích động cũng có thể là do vẻ không quan tâm của adzer lena mà kích động diệp hạo văn đứng dựng người lên đạp mạnh tay xuống bàn ly rượu tưng lên một cái trước khi ly rượu sắp đổ diệp đại thiếu ra đưa tay nắm chặt lại uống diệp đại thiếu ra hét lên một tiếng ngẩng đầu uống ly rượu mạnh một cách không ngừng. Bốp, ly thủy tinh tinh xảo bị đập vỡ vụn. Diệp Hạo Văn đứng vững, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiêu Phàm cười nhẹ, cũng không cầm ly thứ tư lên mà cứ vậy với Diệp Hạo Văn bốn mắt nhìn nhau, thần sắc ôn hòa. Sau đó, oạch một cái, một dòng rượu từ trong miệng Diệp Hạo Văn phun ra ngoài, liền té xuống, ngã sóng xoài dưới đất, rượu không ngừng trào ra, tràn tới ngực rồi bụng rượu đầm điều nguyên người, làm cho bộ áo nam Connolly đẹp đẽ trở nên rối tung rối mù. Diệp Hạo Văn cứ như vậy rồi bất tỉnh nhân sự. Nhanh nhanh, khiêng lên xe cứu thương mau. Từ sớm đã đứng một bên chờ đợi lo lắng, bao sư hoa lập tức xông ra, đỏ mặt tía tai hô to, bốn tên thanh niên trai tráng đồng loạt đi tới, nâng cơ thể mềm nhũn của Diệp Hạo Văn lên, luống cuống chạy thẳng ra bên ngoài. May là bao sư hoa nghe theo mệnh lệnh của tiêu phàm một cách cẩn thận, đã sớm kêu sẵn xe cứu thương đến chờ, nếu không bây giờ thật sự rất phiền phức. Nếu Diệp Đại Thiếu Gia mà say đến chết ở đây thì bao sư hoa chỉ biết cuốn gói mà đi. Chỉ sợ đất hoa hạ này rộng lớn, cũng không có đất dung thân cho lão bao đây. Tiêu phàm vừa cười vừa nâng ly rượu lên, từ từ uống cạn ly rượu cuối cùng này. Hay! Tiêu nhất ca hay lắm! Tiêu nhất ca phong độ lắm! Tiêu nhất ca là tử thần! Quán chợt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cùng với đó là những tiếng gào không ngớt. Tinh ngữ tuy là quán rượu cao cấp bậc nhất ở thủ đô, ở những buổi đêm xa hoa như thế này là ít khi thấy cảnh, toàn dân vui mừng, như vậy. Cho dù là Adzer lần đầu tiên xuất hiện ở quán rượu này, cũng chưa từng làm nên sự chấn động như vậy. Tiêu phàm đã thật sự làm mọi người khâm phục sát đất. Chưa đến nửa giờ, cạn cả bốn bình rượu sái 60 độ. Việc này dù có nói ra ngoài, sợ là cũng không mấy ai có thể tin được càng không cần nói là tận mắt chứng kiến, cái sự chấn động này, thật sự là không thể hình dung được. Tử thần, tử thần, tử thần, càng về sau thì cả quán rượu lại càng vang đều tiếng hoan hô không ngừng. Âm thanh chấn động khắp tòa nhà. Tiêu phàm dương tay lên, bày tỏ ý cảm tạ với mọi người. Tiếng hoan hô lại càng mãnh liệt hơn. Azelena nhìn vào đôi mắt mê hồn của hắn một cách đắm đuối, bỗng nhiên nhào vào lòng hắn, đôi tay trắng như ngọc của cô ôm chặt lấy cổ của hắn, ngẩng đầu lên, đồng thời nhón thẳng chân lên, đưa đôi môi yêu kiều của cô lên, trao cho tiêu phàm một nụ hôn thật sâu. Tiêu phàm giang rộng hai tay, vòng qua cái eo thon nhỏ của Azelena, bế thân hình mềm mại của cô lên. Quán rượu hoàn toàn trở nên cuồng loạn. Tiếng gào thét, cùng tiếng vỗ tay, cả tiếng huyết sáo giống như trời long đất lở vậy, gần như cả nóc nhà của quán rượu cũng muốn thổi bay. Cả quán rượu, chỉ có một người chưa từng kêu la, cũng chưa từng vỗ tay, chỉ lặng lặng đứng ở một văn phòng trong khu làm việc ở lầu 2, lặng lẽ nhìn về phía này, trong khóe miệng thanh tú hiện vẻ bí ẩn kỳ lạ. Đó chính là Tân Lâm. Vào những thời điểm như vậy, vẫn thường hay lặng lặng đứng một bên, quan sát khách vãn lai. Cô ấy biết rằng tiêu phàm từ đầu đến cuối đều là đang diễn trò, bao gồm cả việc uống rượu cũng là diễn trò. Nhưng nhìn thấy nụ hôn mãnh liệt của hắn và Azelena, trong lòng cô có chút không vui cao thủ tuyệt đỉnh cũng được, thất diệu cung thiếu chủ cũng mặc. Vào lúc này, cô chỉ là một thiếu nữ còn xuân. Một cô nàng bị hình bóng của tiêu phàm chiếm trọn trái tim thiếu nữ của cô. Nhưng cô ta không biết nói gì hơn. Giang hồ hiểm ác. Văn nhị thái gia đã nói rất rõ, đời người hiểm ác này, tiêu phàm tránh không khỏi được. Nhất định phải trải qua. Hôn sâu thật lâu, tiêu phàm buông nhẹ thân hình mềm mại của át lên xuống, một lần nữa giơ tay tỏ ý với khán giả. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Đi thôi đại ca, chúng ta tìm chỗ khác uống rượu, ăn mừng một chút. Tiêu thiên xông tới, ôm trầm anh mình, kêu lên, vẻ mặt hưng phấn một cách khó hiểu. Mọi người liền hoảng sợ. Còn uống nữa sao? Tiêu phàm cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Azelena, trong lúc bị vây quanh bởi nhiều người, đi ra khỏi quán bar. Đám người vây quanh lập tức tách nhau ra, tự động nhường đường cho hắn. Hâm mộ, ngưỡng mộ, kinh ngạc, sợ hãi. Các loại biểu hiện nên có đều xuất hiện. Từ nay trở đi, giới ăn chơi của thủ đô lại xuất hiện thêm một vị lão làng tử lượng cực giỏi nữa rồi. Đó chính là tiêu lão đại. Audio điện tử võ tấn bền. chương 111, tay chơi khác người. Ở bãi đỗ xe của quán rượu, không ngạc nhiên khi mọi người gặp phải tân lâm. Tiêu thiên trong lòng có chút khựng lại. Tuy nói Tiêu Phàm chưa từng nhắc tới Tân Lâm trước mặt của y, cũng chưa từng nhận là có quan hệ gì với Tân Lâm, nhưng dựa vào trực giác, Tiêu Thiên cũng có thể đoán được, quan hệ giữa Tân Lâm và anh mình tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối không phải là quan hệ của ông chủ và người làm thuê. Lúc nãy, việc đại ca lại cùng với cô gái nước Nga này dính nhất nước sơn, lại còn hôn trước mặt mọi người nữa, thì làm sao giải thích với Tân Lâm đây? Chỉ là sự lo lắng này, chỉ nằm trong lòng của Tiêu Thiên. Tuyệt không nói ra miệng. Nhìn Tân Lâm, mãi vẫn là vẻ yên lặng không đổi, đối với chuyện của Tiêu Phàm và Azelena, làm như là không nhìn thấy. Giang Vũ Thành và tiểu Quế Tử bọn họ nhìn thấy Tân Lâm ngồi trong xe, cũng bất giác khựng lại, cảm giác hưng phấn lúc nãy có chút giảm đi. Không biết tại sao nhưng cô gái trẻ không nói một tiếng này, đều tạo cho mấy vị đại lão gia ở đây một áp lực không hề nhỏ. Nhìn thấy không khí nhất thời đã trở nên trầm xuống, Tiêu Thiên liền cười nói: đại ca anh cũng nên đổi xe đi bây giờ anh đã là tiêu nhất ca đỉnh đỉnh đại danh ở tứ cửu thành còn lái loại xe này có chút không hợp đó mang theo chút ý trêu chọc tiêu phàm mỉm cười gật đầu nói ừ vậy thì đổi vậy hai ngày nữa đổi chiếc ben tiêu thiên liền giật mình hết hồn y hiểu rõ anh mình không nói chơi tính của tiêu phàm là vậy bình thường không tùy tiện nói đùa với người khác nếu đã bảo là sẽ đổi chiếc ben vậy nhất định là sẽ đổi Vấn đề là, trước mắt một chiếc Mercedes-Benz cũng hơn một triệu mấy trăm ngàn. Toàn bộ gia sản của Tiêu Thiên, cộng lại cũng không đủ mua. Đại ca sao lại nhiều tiền như vậy, trong cách nói của anh, việc đổi một chiếc xe Ben so với đổi một chiếc xe đạp, dường như không có gì khác biệt. Nhìn thấy biểu hiện bất ngờ của Tiêu Thiên, Tiêu Phàm cười nói. Tiêu Thiên, thật ra em vẫn không thích hợp làm dân ăn chơi. Giống như em đây, thể diện quá lớn, chưa thể hạ mình đi kiếm tiền đã đi làm dân chơi, có chút hơi quá sức đấy. Tiêu Thiên lập tức có chút không phục, nói thầm. Không lẽ anh lại có thể hạ mình đi kiếm tiền ư? Tiêu Phàm liền cười, không nói gì nữa. Hắn kiếm tiền cũng không cần phải hạ mình, có khi là người ta đến cầu xin hắn. Tuy nhiên đây cũng không cần phải nói ra, tránh việc đả kích Tiêu Thiên. Chân nhân của vô cực môn trưởng giáo muốn trải qua kiếp nạn hồng trần, cũng không giống người thường. Được rồi, các người cứ về trước đi, hôm nay uống đủ rồi, qua hai ngày nữa đổi xe mới, lúc đó sẽ đãi mọi người uống sau. Sau đó, Tiêu Phàm cũng đến chào hỏi đám người Giang Vũ Thành và Tiểu Quế Tử, vỗ vai đám Tiểu Huynh Đệ này. Nếu đã phải trải qua kiếp hồng trần, muốn trở thành kẻ ăn chơi chắc táng, đám Tiểu Huynh Đệ này ắt không thể thiếu. Bọn họ là anh em của Tiêu Thiên, tất nhiên cũng là anh em của Tiêu Phàm rồi. Bọn người Giang Vũ Thành và Tiểu Quế Tử rất kích động. Trong mắt của bọn họ, tiêu đại ca thật sự quá thần, quả thực chính là hiện thân vô địch. Uông Tam đã nhập viện, bây giờ tới Diệp Đại cũng vào viện nốt. Phàm những ai chống đấu với tiêu nhất ca đều không có kết cục tốt. Có một người, đại ca, như vậy chống lưng, từ nay trở đi tại tứ cửu thành này, xem thư còn ai dám không phục nữa không? Sớm đã nói rồi, người xuất thân từ tiêu gia, không một ai là đơn giản cả. Vốn dĩ bọn họ ai cũng tràn đầy vẻ hưng phấn, muốn thỉnh giáo xem bí quyết, hải lượng, tử lượng cao của tiêu nhất ca. Nhưng thấy Lena giống như con chim nhỏ đeo bám lấy tiêu phàm, lại còn có cô nàng tân lâm vẻ đẹp yêu kiều lẳng lặng đứng bên xe, bọn anh em cũng chỉ có thể thông cảm cho tiêu nhất ca mà thôi. Nói ra, là một người đàn ông, trong lúc này không thể nào đi đánh chén nói chuyện phiếm với bọn họ được. Cả đám cười ha ha vẫy tay chào tiêu phàm, liền chui vào xe Việt giã nhập khẩu của bọn họ. Tuy tiêu phàm không đi chung được, nhưng đêm nay nhất định phải tụ tập lại đi chơi cho vui. Thật là tuyệt cú mèo. Diệp Hạo Văn ngày thường dù sao cũng là một tay chơi khét tiếng, không mấy ai là gã có thể nhìn vừa mắt, ai ngờ hôm nay gặp ngay tiêu nhất ca uống cả bốn bình rượu sái, trực tiếp quật ngã gã. Xem gã sau này còn dám lên mặt nữa không? Thật là làm người ta cảm thấy hả dạ. Nhìn thấy sau xe Việt giã phun ra một làn khói đen, sau đó cuốn đi mất, tiêu phàm mỉm cười, khẽ lắc đầu, Cùng Argelena leo lên chiếc xe vẫn còn hơi mới đó. Vừa lên xe, Argelena liền ngồi hết sức ngay ngắn quy cũ, hai tay đặt lên đầu gối, mắt không lay động, tuyệt không dám mở miệng nói chuyện với tiêu phàm. Cô rất sợ tân lâm. Vô cùng vô cùng sợ. Trở thành hoàng hậu của vũ trường đêm, Argelena vừa rồi thực ra cũng là đang diễn kịch. Cô biết có như vậy mới nâng không khí cuồn nhiệt của quán rượu lên cao trào. Đương nhiên cùng là vì dành sĩ diện cho tiêu phàm những thứ này đều là những điều phải học của cô khi cô được huấn luyện. Hiệu quả cực kỳ tốt. Tuy nhiên bây giờ đã rời khỏi quán rượu, tiêu phàm theo thói quen ngồi vào ghế phụ lái phía trên. Trong mắt của Adzer Lena, tiêu phàm rõ ràng là đang nói với cô rằng ai mới chính là bạn gái của hắn. Tân Lâm nổ máy xe, chạy thẳng xe tới khách sạn thời đại. Cô đã đặt sẵn loại phòng tổng thống. Tiêu phàm nếu đã dẫn Adzer Lena theo, vậy thì phải đi phòng hạng sang. Đại ca con cháu quyền quý cũng nên có sự bất phàm đó. Lại đi vào phòng dành cho tổng thống sang trọng của khách sạn thời đại, Azelena trong lòng dâng lên một chút cảm xúc khách thương. Trên danh nghĩa, cô ta đã ở đây đem lần đầu tiên của mình trao cho Tiêu Phàm. Hơn nữa, Azelena cũng có thể khẳng định, Tiêu Phàm thật sự đã nằm bên cạnh của cô. Azelena, cô ngồi đây một lát. Tiêu Phàm lờ mờ dặn dò cô một câu, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh của phòng ngủ. Tân Lâm im lặng theo phía sau, coi Azelena như là không khí. Azelena chỉ đành ngồi ngoan ngoãn ở ghế sofa lớn, vẫn cứ nhìn thẳng không chớp mắt. Tiêu Phàm và Tân Lâm đều cho cô một cảm giác hết sức thần bí. Cô ấy đối với họ hầu như một chút cũng không biết. Azelena chỉ biết rằng, người đàn ông này là mục tiêu mà ông chủ và chị cả đã xác định cho cô, nhất định cô phải nắm cho bằng được. Hơn nữa không được để thời gian kéo dài quá, nếu không ông chủ và chị cả sẽ không tha cho cô. Tiêu phàm đi vào nhà vệ sinh, há to miệng, một dòng nước rượu tràn ra như lũ, phun hết ra bồn cầu. Khắp nhà vệ sinh lập tức tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Bốn cân rượu trắng, gần như toàn bộ nguyên si ói trở ra hết, còn sót trong dạ dày của tiêu phàm chưa tới một phần mười. Tân Lâm tựa lưng vào thành cửa nhà vệ sinh, thản nhiên nói. Dùng hạo nhiên chính khí để gian lận uống rượu, mấy đời trưởng môn chân nhân của vô cực môn, e rằng anh là người đầu tiên. Cho dù tiêu phàm tử lượng không tồi, nhưng trong thời gian chưa tới nửa giờ để uống hết 4 cân rượu sái, đã phần nhiều không can hệ tới tử lượng nữa. Đây là hắn dùng nội lực thâm hậu của hắn, nén chặt rượu ở một chỗ, chỉ là cách gian lận này, không phải ai cũng có thể học được. Cũng chỉ có tân lâm biết việc tiêu phàm gian lận mà thôi. Tiêu phàm uống chút nước rửa miệng, cười và nói. Lễ có kinh, cũng có quyền với hạng người như Diệp Hảo Văn đấu rượu, không cần phải tuân thủ quy củ như vậy. Tân Lâm liền biểu môi nói. Vậy anh tính sao với cô gái bên ngoài kia, bữa tối nay không cần phải tôi giúp đỡ chứ? Lần trước sau Lena vừa mới rửa mặt xong, lập tức ngủ yên giấc, vô cùng ngọt ngào, đây tất nhiên là công lao của Tân Lâm. Thất diệu cung thất tuyệt kỹ lớn nhất chính là, ngự hương, kỳ thật đây chủ yếu là lấy ảo thuật và ly hồn thuật làm chủ tân thiếu chủ dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà cô gái ngoại quốc kia làm sao đỡ nổi tiêu phàm cười khổ lắc lắc đầu xử trí cô ta như thế nào đúng là làm người ta đau đầu còn đau đầu cái gì ở đây bây giờ khắp tứ cửu thành này ai mà không biết đến người đàn bà của tên đứng đầu tinh ngữ quán tiêu nhất ca anh cứ việc làm đúng cái danh đó là được tân lâm lại bĩu môi lãnh đạm nói tiêu phàm ngẩn người ra lập tức tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tân Lâm, thấp giọng nói. Tân Nhi, em đừng nghĩ anh thật sự lợi hại như vậy, việc gì cũng có thể gánh được, nắm chắc trong tay, không phải như vậy đâu. Anh cũng có lúc nhìn không rõ sự việc, quyết định không đúng đắn. Thiên cơ khó dò, đâu ai có thể nắm chắc mọi chuyện được đâu, nhất là vào lúc này. Trải qua nửa năm tĩnh dưỡng trong núi sâu ở huyện Khánh Nam, nội thương của tiêu phàm đã bình phục, nhưng cảnh giới đã sụp giảm không ít hạo nhiên chân khí phải luyện lại cảnh giới viên mãn từ đầu. Có lẽ là nhờ sự trợ giúp của thuốc và châm cứu, nên cũng không phí nhiều thời gian lắm. Nhưng trình độ pháp thuật, tuyệt đối không dễ dàng có thể tu luyện lại. Lực áp chế và cắn trả của thiên cơ không phải là nhỏ. Vấn đề quan trọng là đến bây giờ hắn vẫn không biết kẻ địch lớn vẫn còn núp trong tối, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lão gia bệnh tình tuy đã giảm, nhưng tiêu phàm hiểu rất rõ, việc điều chế càn khôn đại hoàn đan thật ra là có khiếm khuyết. Tại thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tắc, vận mệnh sau này của toàn tiêu gia, hắn bây giờ căn bản là đoán không được. Thiên cơ hoàn toàn hỗn loạn rồi, ngay cả vận mệnh của bản thân hắn, tương lai cũng là một mảng mơ hồ. Văn nhị ra dùng càn khôn đỉnh để liệu tính tương lai, cũng chỉ là đại khái. Nhưng có điều chắc chắn rằng, tình huống hiện thời là rất xấu. Tiêu phàm vẫn không thể trốn đi, hắn nhất định phải từng phút từng giây bảo hộ cho toàn gia tộc, bảo vệ ông nội, phụ thân và cả em trai mình. Tiêu gia tuyệt dối không thể suy sụp được, bản thân hắn cũng nhất định phải vượt qua khó khăn, vượt qua hồng trần đại kiếp nạn. Từ nay trở đi, tiêu phàm không còn là cao nhân ẩn giật nữa, mà trở thành một tay chơi. Là một tay chơi khét tiếng ở Tứ Cửu Thành. Hai lần ra tay ở Hồng Tinh Quán, lần đầu là để tạo nên trong mắt kẻ địch trong tối một hình tượng giả luyện võ ngoài ra của hắn lần này lại thêm lần nữa giấu đi thực lực của hắn. Giấu đi thực lực không nhất thiết phải khiêm tốn, đôi khi, hành động càng quá mất, càng hoang đường, hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt. Thời đại Càn Long, Hoàng đệ Hòa Thân Vương được xưng là Hoàng đường vương giả, hành sự vô cùng kỳ quái, thậm chí trong lúc tảo chiều. Trước mặt Càn Long Hoàng đế cùng văn võ bá quan, động thủ đánh nhau với quân cơ đại thần, nhất đẳng công hòa thân, cả triều đều cây ếch yêu ta ép sợ. Hòa thân sở dĩ làm loạn như vậy, đơn giản cũng chỉ là dấu kín thực lực của bản thân. Một hoàng đệ bị đối xử khắc nghiệt, vẫn có khả năng được lập làm hoàng đế. Nhưng, hoàng đường vương gia, lại tuyệt không có cơ hội như vậy. Chỉ cần không uy hát yêu ta ép tới hoàng quyền, hòa thân vương sẽ được an toàn. Hòa thân hiểu rõ sâu sắc điểm này. Tiêu phàm bây giờ cũng phải biến thành một, hoàng đường nha nội, tay chơi khác người, so với hành vi của người tu đạo khác càng xa càng tốt, mới có thể tạm thời tránh khỏi sự hoài nghi của kẻ đối đầu trong lúc hắn chưa thể hồi phục như trước, đây là điểm hết sức quan trọng. Tân Lâm lập tức trở nên mềm lòng, tùy ý để hắn nắm chặt tay của mình, hạ giọng nói. Vậy, bây giờ phải làm thế nào? Trở thành một tay chơi thực thụ rồi tính tiếp. Tiêu phàm khẽ thở dài nói, vẻ mặt hết sức sầu não. Tiêu chân nhân không gì là làm không được, muốn trở thành một tay chơi lưu manh, đúng là có chút đau đầu đấy. chương 112, Ơ Dơ đang nói xạo. Tiêu Phàm và Tân Lâm ở trong phòng ngủ xì si xào bàn luận, Ozelena liền ngoan ngoãn ngồi đợi ở phòng khách, hai tay để trên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tuyệt không nhìn ngắm lung tung, cũng không có lo lắng bất an. Tiêu Phàm là con cháu trong chi trưởng của một đại hào môn bậc nhất, đại tỷ từng rất rõ ràng dạy bảo cho cô, một thế gia hào môn như thế này đều là có quy củ. Muốn giành được thiện cảm chân chính của người trong thế gia, đầu tiên là phải dung nhập vào bên trong bọn họ, thích ứng với cách làm việc của họ. Đương nhiên, nếu chỉ là muốn được vui thích nhất thời, thế thì chỉ cần diện mạo xinh đẹp là đủ rồi. Nhưng người dựa vào nhan sắc để hành sự, từ trước tới nay đều không phải là kế lâu dài. Bất luận mỹ nữ tinh tế xinh đẹp đến nhường nào, đều cản không nổi sự tàn phá của thời gian. Trong lịch sử những nữ nhân có quyền thế nhất, phong quang hiển hách nhất, lã trí, võ tắc thiên, từ hy thái hậu, trước tiên đều là dựa vào nhan sắc hành sự, sau đó đều chuyển thân hoa lệ, trở thành đồng minh chính trị của nam nhân, tiến tới quyền khuynh thiên hạ, khống chế cản khôn. Tiêu phàm rửa mặt, đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa. Ozerlena cẩn thận đứng dậy, nói. Tiêu tiên sinh, tôi đi pha trà. Ừ, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu. Tân lâm lúc này không có đứng ở phía sau hắn, mà ngồi xuống sofa phía bên trái. Chỉ chốc lát, Ozerlena liền bưng lên hai chén trà xanh phẳng phất mùi hương thơm ngát, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt tiêu phàm và tân lâm phòng tổng thống của khách sạn thời đại đã chuẩn bị các loại trà thượng hạng. Ozelena biết rằng nam nhân quốc gia này thích uống trà. Ozelena, cô ngồi đi. Vâng. Ozelena vuốt lại nếp váy, ngồi xuống đối diện Tân Lâm, bộ dạng phục thùy hạ mắt, vô cùng thục nữ. Ozelena, thời gian trước tôi có chút việc phải làm, không ở thủ đô. Cô vẫn tốt cả chứ? Tiêu Phàm nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, thuận miệng hỏi. Rất tốt. Ông chủ bao đối với tôi rất tốt. Na, cô tại sao lại muốn tới Trung Quốc? Lần này mở miệng chính là Tân Lâm, hai mắt nhìn thẳng Na, tinh quang ẩn hiện. Na vội vàng hướng về phía Tân Lâm thấp giọng đáp. Bằng hữu giới thiệu tới. Bằng hữu nào? Tân Lâm nhìn chằm chằm hỏi. Đem mọi việc nói cho rõ ràng. Cho dù ngữ khí của Tân Lâm không thể nói là hòa nhã, có phần giống như hỏi cung. Nhưng Herzelena vẫn là một vẻ vô cùng dịu dàng uyển chuyển, nói, một bằng hữu làm buôn bán, y làm mậu dịch ở biên cảnh. Căn cứ vào sự miêu tả của Ozlena, cô ta nguyên quán là người Belarus, nhưng lớn lên ở Vladivostok một thành thị ở xa phía đông. Là học sinh của trường nghệ thuật nơi đó, sau khi tốt nghiệp làm việc trong quán rượu, sau lại gặp được một thương nhân người Hoa làm buôn bán mậu dịch ở biên cảnh, nên đã giới thiệu cô ta đến quán rượu tinh ngữ của Bao sư Hoa. Thương nhân người Hoa làm mậu dịch ở biên cảnh trong miệng Lena cũng là người có danh tiếng, hết thảy đều rõ ràng rành mạch, hợp tình hợp lý. Với công việc như vậy, đại tỷ và ông chủ đã sớm làm tốt các công tác chuẩn bị. Lý lịch của Lena ở trường nghệ thuật Vladivostok, ảnh chụp chung với giáo sư bạn học, cùng với người nhà và bạn bè của cô ta, đều đầy đủ mọi thứ. Azelena đã học thuộc lầu như cháo chảy, nên sẽ không nói sai một chữ. Tân Lâm thản nhiên cười, gật gật đầu. Ơ dơ lê na âm thầm thở vào một cái. Ai ngờ ngay sau đó Tân Lâm lại nói. Ơ dơ lê na, tôi vừa nãy không nghe rõ ràng, cô nói lại lần nữa đi. Nói lại lần nữa. Ơ dơ lê na ngẩng đầu, hơi có vẻ kinh ngạc. Đúng, từ đầu đến cuối, nói lại lần nữa. Tân Lâm chăm chú nhìn cô ta, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Thần sắc kinh ngạc trên khuôn mặt Ơ Lena chợt lóe qua rồi biến mất, nhẹ nhàng gật đầu, rất mềm mại đem tình huống nói lại một lần nữa. Tân Lâm khẽ nở nụ cười, nói. Ozelena, xem ra bọn họ cũng không có huấn luyện cô cho tốt. Ozelena kinh ngạc nói. Tiểu thư, tôi không hiểu. Cô hẳn là hiểu được. Tân Lâm vung tay lên, đã cắt đứt ánh mắt lấp lánh của Ozelena, nhìn cô ta chằm chằm. Lúc này, Ozelena không có tránh né ánh mắt của Tân Lâm, rất ôn nhu nhìn đối diện với cô, hạ giọng nói nói. Tiểu thư, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm. Hiểu lầm, ơ cô chẳng lẽ không có phát hiện, cô vừa rồi hai lần miêu tả, quá giống nhau rồi. Gần như từng chữ, từng đoạn đều là hoàn toàn lặp lại, trình tự trước sau, không sai lệch chút nào. Ơ cô học thuộc đoạn thoại này, tốn không ít thời gian nhỉ. Nhớ rõ ràng như vậy. Tân Lâm cũng không vội vàng không hấp tấp mà nói. Suốt cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lena cũng hiện lên một chút kích động, gục đầu xuống, khẽ cắn môi, ngón tay xoắn tay áo. Gian phòng tổng thống lâm vào trong yên lặng. Tiêu Phàm nâng chén trà lên uống trà. Không lâu sau, Azelena lại ngẩng đầu lên, hạ giọng nói. Tôi vẫn còn là trinh nữ. Những lời này người khác nghe tới, thật sự có chút không hiểu ra sao cả. Lúc này, Azelena làm sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy? Cô ta có phải là trinh nữ hay không, với vấn đề Tân Lâm hỏi cô ta, Dường như không có nửa điểm can hệ. Tân Lâm và Tiêu Phàm liếc nhau một cái, Tân Lâm giống như cũng có chút không ngờ tới. Tiêu Phàm chậm rãi đặt chén trà xuống, ôn hòa nói: Na cô không cần phải sợ, chúng tôi cũng không phải là muốn làm hại cô. Tôi tin tưởng cô cũng là người bị hại, hơn nữa cô là một cô gái thông minh, biết làm như thế nào mới có thể bảo vệ cho mình tốt nhất." Trong đôi mắt xanh thẳm của Na bỗng nhiên trở nên ướt át bộ dạng như sắp khóc, có lẽ những lời nói của tiêu phàm đã chạm đến nỗi đau trong lòng cô ta. Dịu dàng dưới ánh đèn treo phản xạ lại, càng hiện thêm vẻ khổ sở đáng thương, ngay cả tân lâm cũng đều có chút mềm lòng. Bất kể nói thế nào, Na quả thật không giống một cô gái hư hỏng. Na, đem tâm sự của cô đều nói hết ra đi, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ cô. Tiêu phàm tiếp tục khuyên nhủ, giọng nói càng thêm dịu dàng. Không không, không ai có thể giúp được tôi, không ai. Ozelena lập tức lắc đầu, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, vội vàng đưa tay che miệng lại, nước nở. Trong khoảnh khắc này, cô có bao nhiêu mảnh mai bất lực. Tiêu Phàm và Tân Lâm đều không có thúc giục cô, cũng không có nói lời an ủi, chỉ yên lặng ngồi ở đó. Ozelena thất thố, cũng chỉ là việc trong thoáng chốc, lập tức liền khắc chế tình cảm của bản thân, vươn mờ u bàn tay trả lau nước mắt. Cô là trực tiếp từ quán rượu đến nơi đây, bởi vì phải lên đài biểu diễn, trang điểm rất đậm, lung tung trà lau như vậy, liền có chút rối loạn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đem hộp khăn giấy trên bàn trà đẩy đến trước mặt cô ấy. "Cảm ơn." Lena rút ra mấy tờ khăn giấy, lau khô nước mắt. "Tiêu tiên sinh, vị này, ta tên là Tân Lâm." "Tân tiểu thư, xin chào Tiêu tiên sinh, Tân tiểu thư." "Tôi không muốn nói đến chuyện của mình, có thể chứ?" "Tôi, tôi muốn đi về." Ozelena giọng nói vẫn mang chút nghẹn ngào. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nói. Ozelena, tối nay cô không thể trở về, cô nhất định phải ngủ lại đây, tôi cũng sẽ ở lại khách sạn. À, đúng, đúng vậy, tôi hiểu được, Tiêu Tiên Sinh. Ozelena giật nảy mình, không ngừng liên tục gật gật đầu. Ozelena, tôi đã nói qua, chúng tôi không có ác ý. Sẽ không làm thương tổn đến cô, càng sẽ không bắt buộc cô làm những chuyện mà bản thân mình không muốn. Chúng tôi chỉ là muốn giúp đỡ cô, có lẽ khi cô đang ở Vladivostok, chúng tôi không thể giúp đỡ. Nhưng đây là đang ở Trung Quốc, không giống với Vladivostok. Cô có hiểu không? Nhưng, Tiêu tiên sinh, tôi, nhà của tôi ở Min. Ozerlena ngập ngừng nói. Hơn nữa, hơn nữa, tôi đã không có nhà rồi, không có người thân, không có bằng hữu. Không còn cái gì cả. Nước mắt lại rơi xuống, Ozerlena hai tay che lại mặt. Mái tóc vàng không ngừng lay động. "Rất xin lỗi, Tiêu tiên sinh, tôi không nên nói với ngài những điều này. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tiêu Phàm đứng dậy, đi tới bên cạnh Ozlena, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cô, thấp giọng nói. "Ozlena, nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon, hết thảy mọi thứ đều sẽ tốt hơn." "Ưm." Um. Ozlena gật đầu lia lịa, giơ tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Phàm vùi đầu vào bụng của hắn, thấp giọng khóc nức nở. Tiêu phàm vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng gầy yếu của cô. Một lúc sau, Lena buông lỏng hai tay, cầm lấy khăn giấy lau lau mặt, đứng dậy hướng về tiêu phàm cúi người thật thấp, lại hướng về tân lâm cũng cúi người một cái, bước chân lảo đảo, đi vào phòng ngủ. Tiêu phàm ngồi xuống, chậm rãi uống trà, hai hàng lông mày nhíu lại. Tân lâm nhợt nhạt cười, nói. Lại ký bản quyền tê ý bản quyền lòng hiệp nghĩa rồi hả? giọng điệu mang một chút ý trêu tức. Tiêu phàm cười cười, không lên tiếng. Tân Lâm lập tức nói. Cô gái này rất thông minh, biết được rằng giữ bí mật cho người khác chính là tự bảo vệ mình. Tiêu phàm từng ở cùng ơ dơ Lena tại phòng tổng thống này một buổi tối, nhưng mà tiêu phàm và Tân Lâm hiển nhiên cũng không ngờ ơ dơ Lena vẫn là trinh nữ. Ơ dơ Lena giữ bí mật này, cũng không nói ra ngoài. Ở bên ngoài nhìn vào, cô ta đã từng cùng lên giường với tiêu phàm, là người phụ nữ của tiêu phàm. Ozelena tuy rằng không biết tiêu phàm vì sao không chạm vào cô, nhưng phỏng đoán tiêu phàm làm như vậy nhất định là có lý do, muốn dựa vào cô để che giấu một số sự tình nào đó. Tiêu phàm gật gật đầu, nói. Cô ấy hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện, từng chịu qua một số huấn luyện nghiêm khắc nào đó. Chỉ số thông minh là không thể nghi ngờ được, loại sự tình này, rất nhiều quốc gia của Tô, liên trước đó, thường xuyên phát sinh. Một ít thế lực ngầm, nắm trong tay nguồn quyền lực rất hùng hậu. Tân Lâm hỏi, vì sao không bắt cô ta nói ra? Cô ấy hẳn là vẫn chưa có sự chuẩn bị để nói ra, dù sao chúng ta cùng cô ấy mới giao tiếp lần thứ hai. Dưới tình huống như vậy, những lời cô ấy nói ra chưa chắc đã có thể hoàn toàn tin được. Đây là vấn đề sao? Tân Lâm thản nhiên nói. Tuyệt kỹ ngự hương của Thất Diệu cung không phải chỉ là nói chơi. Thôi miên một cô gái còn trẻ như Azelena đối với Tân Lâm mà nói, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Trong trạng thái bị thôi miên, Azelena không có khả năng nói láo. Tiêu Phàm vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chờ thêm một chút nữa, đợi thời cơ chín mùi hơn nữa. Tân Lâm nói. Thời gian trì hoãn càng dài, độ mạo hiểm lại càng lớn. Vạn nhất khiến cho quốc an bên kia chú ý, sẽ trở nên khó giải quyết. Tiêu Phàm khoát tay, nói. Đừng lo, bất kể sau lưng cô ấy là ai, để Azelena tiếp cận tôi, đơn giản là bởi vì tôi họ tiêu. Trước khi lấy được đồ vật mà họ cần, bọn họ sẽ không manh động. Chuyện trước mắt này cũng không phải là trọng điểm, chưa phải thời điểm bắt buộc gấp gáp xử lý, trước tiên cứ để đó, không sao cả. Tân Lâm gật gật đầu, không nhiều lời nữa. chương 113, Lục Gia Sáng ngày thứ hai, một chiếc ô tô nhỏ không mới lắm chạy ra khỏi tầng ngầm khách sạn thời đại, lập tức chạy thẳng đến một tòa tứ hợp viện cổ kính. Tứ hợp viện kiểu nhà cổ xưa của TQ có bốn căn nhà bao quanh một cái sân rộng đó là nơi tiêu lão gia tử ở. Lão gia tử đã ở trong này được mấy chục năm rồi. Xe con theo thường lệ dừng lại ở đầu hẻm, Tân Lâm và Hắc Lân ở lại trong xe, tiêu phàm một mình đi bộ vào ngõ nhỏ. Vào xuân rồi, trong tứ hợp viện các loại thực vật đều phủ kín màu xanh của lá, vấp phới đón gió, giạt rào sức sống. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, tiêu phàm vừa bước một bước vào tứ hợp viện, liền thấy lão gia tử đang chậm rãi dạo bước ở trong sân. Tiêu chạm bồi lão gia tử đi vòng quanh, hai cha con cũng không nói chuyện. Giữa tiêu khả đức và tiêu chạm, đây là tình trạng bình thường. Thường thường ngoại trừ trên công việc, hai cha con cũng ít có chuyện gì để nói. Cùng nhau chậm rãi đi vòng quanh, cũng có đến vài phút mới nói được một vài câu. Tiểu phàm tới rồi hà. Lão gia tử phản ứng còn nhanh hơn cả tiêu chạm, vừa thấy tiêu phàm, lập tức lộ ra tươi cười vui vẻ hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Tiêu Phàm vừa biến mất chính là suốt 6 tháng, đến Tết âm lịch cũng chưa từng lộ diện ở nhà, chỉ gọi điện thoại chúc Tết, nói mình có chút việc ở bên ngoài, nhất thời không về kịp. Lão gia tử tuy ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng lại thực lo lắng. Bệnh trạng của Tiêu Phàm trước khi rời khỏi thủ đô, thoát không khỏi ánh mắt của lão gia tử. Mặc dù ông không biết việc nghịch thiên cải mệnh, càng không hiểu thiên cơ phản phệ, nói cách khác là trời phạt nhưng sau khi ông ăn xong dược vật mà tiêu phàm phái người đưa tới hiệu quả lập tức thấy rõ bệnh tình của ông bỗng nhiên không chữa mà khỏi lão gia tử mơ hồ cảm thấy tiêu phàm vì thế mà phải trả một cái giá rất lớn đến tết âm lịch cũng không trở về nhà nhất định là đã xảy ra chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng hiện giờ tiêu phàm đột nhiên xuất hiện lão gia tử nhất thời trong lòng cảm thấy được an ủi hết sức vui mừng ông nội cha tiêu phàm bước nhanh đến hướng ông nội và phụ thân thăm hỏi Ừ, đã trở lại, không có việc gì chứ. Tiêu chạm hỏi, giọng điệu vẫn bình ổn như cũ, thậm chí còn mang theo chút cứng nhắc. Tuy nhiên ý quan tâm trong lời nói, vẫn hiển lộ ra. Lão gia tử lo lắng cho cháu, y làm sao lại không lo lắng cho đứa con chứ. Mặc dù tiêu phàm không đi theo con đường làm quan, khiến y rất thất vọng, nhưng đứa con chính là đứa con, máu ngủ tình thâm. Mắt thấy tiêu phàm đi lại thoải mái, tinh thần sung mãn, tiêu chạm cũng liền an tâm. Tiêu Phàm chân nguyên bị hao tổn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trở về cảnh giới viên mãn. Đây chẳng qua là đối với cảnh giới trước kia của hắn mà nói. So sánh với người thường, hắn vẫn là nội lực dồi dào, bất khả chiến bại. "Cha, con không sao." Tiêu Phàm mỉm cười đáp. "Thuốc kia của con không tồi, rất hữu hiệu." Lúc sau, Tiêu Trạm nói một câu. Với tính cách của Tiêu Trạm mà nói, đây là sự khẳng định cực kỳ khó thấy được rồi. Từ sau khi Tiêu Phàm kiên trì phải báo danh thi vào học viện đạo giáo, đây là lần đầu tiên Tiêu Trạm nhận định hắn. Việc này cũng khó trách, sự thật xảy ra trước mắt, Tiêu Trạm cũng không thể không tin phục. Ít nhất là ở trong mảng y thuật, Tiêu Phàm quả thật là rất giỏi. Cho tới bây giờ, Tiêu Trạm vẫn không thể chấp nhận các loại thần học như tướng thuật bói toán. Đối với bệnh tình của lão gia tử rất nhanh khỏi hẳn, Tiêu Trạm vẫn cho rằng là công của y thuật trung y tiêu phàm cũng sẽ không vội vã hướng phụ thân, dung nhập vào chi thức thuật pháp. Nó có cả một quá trình, phải từ từ tiến hành theo tuần tự. Hơn nữa, tiêu chạm tin hay không tin tưởng tướng thuật bói toán, cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần tiêu Trạm không cản trở tiêu phàm thi triển các loại thuật pháp là được. Tiêu phàm cũng không qua loa khiêm tốn, mỉm cười nói. Hẳn là phải có hiệu quả mới đúng, hơn 100 loại dược liệu quý báu luyện chế thành mà đây cũng không phải là lời nói dối. Dược liệu quý báu để luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, quả thật có hơn 100 loại. Dược vật các loại như gan gấu tươi, ngọc dao long não, so sánh mà nói, đều không phải là quý hiếm lắm. Các kỳ dược vô cùng hiếm quý như ô dương mộc, cũng có đến hơn mười mấy loại. Gần như vét sạch hết tích lũy mấy đời của tổ sư trưởng giáo vô cực môn. Tiêu phàm vừa nói như vậy, tiêu chạm ngược lại càng cao hứng hơn xem ra, đúng là vẫn phải dựa vào dược và châm cứu. Cái gọi là tinh tượng thuật pháp, chẳng qua chỉ là mánh lưới mà thôi. Loại giải thích này rất phù hợp với tâm lý của tiêu trạm. Tiêu phàm vừa cùng ông nội và phụ thân nói chuyện, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của hai vị trưởng bối, vẫn là một mảnh mơ hồ, nhìn không ra bất cứ đầu mối gì. Tướng mạo mơ hồ trong tướng thuật, tuyệt đối không phải là nói tướng mạo của lão gia tử và tiêu trạm có gì biến đổi, mà là một ít khí sắc và đường vân biến hóa khí sắc và đường vân này, người bình thường hoàn toàn không nhìn ra được, chỉ có ở trong mắt của thầy tướng số mới có giá trị. Tiêu phàm cũng rất rõ ràng, càn khôn đại hoàn đan, thất bại trong gang tắc, thiên cơ triệt để hỗn loạn, năng lượng của thiên cơ che đẩy hoàn toàn tướng mệnh của những nhân vật chủ chốt của tiêu gia, cử tuyệt điều tra. Có điều tiêu phàm tạm thời cũng không thể khẳng định, thiên cơ che đậy chỉ có tác dụng đối với thầy tướng số có quan hệ máu mủ trực tiếp như hắn, hay là đối với tất cả các thầy tướng số đều che đậy như nhau xem ra còn cần tìm cơ hội thích hợp để nghiệm chứng một chút. Cũng may nhị sư huynh Văn Thiên đã nhập cư kinh đô, muốn nghiệm chứng cũng không phải là khó. An bài cho lão gia tử và phụ thân cùng Văn Thiên gặp mặt có lẽ cũng không tiện lắm, dẫn theo tiêu thiên đi đến nơi của nhị sư huynh tuyệt không thành vấn đề. Tiêu gia tổ tôn phụ tử bốn người, lấy tướng mệnh của tiêu thiên là quý trọng nhất, mệnh thiên tử trí tôn hỗ trợ cho mệnh của hai người, chỉ cần có thể nhìn ra hướng đi vận trình tiếp theo của tiêu thiên, có lẽ có thể từ đó dự đoán được toàn bộ tiền đồ phúc họa của cả tiêu gia. Thấy tiêu phàm không ngừng quan sát mình, lão gia tử cười nói. Như thế nào, có nhìn ra điểm gì không? Mang theo ý trêu ghẹo. Lão gia tử hiểu, người đã cùng sư phụ của tiêu phàm chỉ thủy tổ sư chào hỏi qua, lại còn cùng chỉ thủy tổ sư trường đàm qua một lần, trái lại không hề bài xích lý luận của tiêu phàm. Tiêu phàm vội vàng mỉm cười đáp. Ông nội khí sắc rất tốt, thân thể đã hoàn toàn bình phục. Lão gia tử cười nói. Ông hiện tại cũng cảm thấy tinh lực dồi dào, mỗi ngày có thể đi bộ 2-3 giờ đồng hồ. Ngược lại ba của cháu, tuổi còn trẻ, lại luôn không có tinh thần, thế này là không tốt đâu. Tiêu Trạm thình lình bị lão cha phê bình, khuôn mặt nghiêm nghị cũng hơi đỏ lên, nói. Cha, con cũng không phải là không có tinh thần, công việc quan trọng trên cơ quan có chút bận lòng, qua hết giai đoạn này thì sẽ không sao sẽ không luôn bận rộn như vậy nữa. Lão gia tử lắc đầu, nói. Bỏ đi, lời này của con đã nói qua bao nhiêu lần rồi, khi nào con mới thực sự bỏ xuống được. Cha vẫn là câu nói kia, người lãnh đạo phải biết được tổng thể đại cục, không cần tính toán chi ly đến những tiểu tiết. Gia Cát Lượng là một người thông minh như vậy, cũng là bởi vì có một tật xấu là việc gì cũng phải tự làm, kết cục cuối cùng cũng không tốt. Tiêu chạm khẽ thở dài. Ông làm sao lại không biết tật xấu của mình? phàm việc gì cũng thích tự mình làm lấy, nhưng thói quen như vậy một khi đã dưỡng thành, thật không dễ để sửa được. Tiêu phàm bỗng nhiên nói, cha, có lẽ có một số việc, con có thể giúp được. Con, tiêu chạm lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt là một vẻ không tin tưởng. Người đều là, người xuất gia rồi, chuyện làm ăn của bộ trưởng tiêu, người giúp đỡ như thế nào đây? Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tiêu chạm và người trong bộ của y đều làm những việc lớn mang tính toàn quốc, ít nhất trong một lĩnh vực nào đó, cả nước đều phải dựa theo chỉ thị của tiêu Trạm để làm. Ông cụ thản nhiên nói, bỏ đi, tật xấu của con nếu phải sửa, thì phải bắt đầu sửa từ việc tin tưởng người khác. Tiểu phàm là con của con, mặc kệ nó có thể giúp con được hay không, ít nhất con cũng phải tin tưởng nó, mảnh tâm ý này tuyệt đối không phải là giả. Tiêu Trạm gật gật đầu, nói, cái này con tin. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Cha, trong khoảng thời gian này, trên công việc của cha và Lục Thúc có phải có chút bất đồng hay không? Ý kiến không thống nhất." Tiêu Trạm nhớn mày, kinh ngạc nói: "Làm sao con biết? Người gọi là Lục Thúc, đại danh Lục Hồng, cũng là con cháu đời thứ hai của thế gia ở kinh đô, hiện nay là thứ trưởng thường trực của một bộ khác, so với Tiêu Trạm nhỏ hơn vài tuổi, chưa đến 50, được cho là người trẻ nhất trong số các cán bộ cao cấp." lục gia ở kinh sư không được coi gia tộc nhất đẳng so sánh với gia tộc có lực ảnh hưởng cực lớn như tiêu gia có tranh lệch nhất định cho tới nay bởi vì hai vị lão gia tử trong những năm chiến tranh đã kết thành tình hữu nghị cùng với quan hệ lệ thuộc trong công việc sau khi kiến quốc lục gia và tiêu gia đi lại càng gần trên cơ bản bị các thế gia nhà quyền quý và các thế lực chính trị khác xem như một thể nghiêm chỉnh mà nói lục gia và tiêu gia cũng không thể tính là người một nhà cũng có thể nói là Lục gia không phải là người trong tiêu hệ, mà là đồng minh. Trong chính trị, đồng minh và người thân thập phần khác biệt về bản chất. Loại khác biệt này, sau khi Lục lão gia tử qua đời vào năm kia, càng thêm rõ ràng. Bản thân Lục Hồng cũng có lý tưởng chính trị riêng của mình, không hoàn toàn thống nhất với Tiêu Trạm. Sau khi Lục lão gia tử qua đời, Lục gia và bản thân Lục Hồng lập tức trở thành đối tượng mà các thế lực chính trị lớn tích cực tranh giành. Trong đó Móng vuốt của Uông gia là vươn xa nhất, thái độ cũng rõ ràng nhất. Nếu như có thể lôi kéo Lục Hồng về phía mình, liền đại diện cho toàn bộ Lục gia và các thế lực xung quanh sẽ dựa hết vào, Uông hệ đối với Tiêu gia mà nói, là một tổn thất vô cùng lớn. Cứ như thế một bên tăng một bên giảm, chính là bởi vì như thế, Uông gia lôi kéo Lục gia, xem như là đã dốc hết sức lực rồi. Vừa vặn năm nay, bộ phận nơi Tiêu Trạm làm cùng với bộ phận nơi Lục Hồng làm liên hợp chế định một hạng mục chính sách mang tính toàn quốc, Tiêu Trạm tự mình cùng Lục Hồng trao đổi, kết quả cũng không được như ý. Lục Hồng hy vọng bộ phận của bọn họ là người ký tên đầu tiên trong hạng mục chính sách mới này, bộ phận mà Tiêu chạm làm đến hiệp trợ. Điểm này lại đúng là điểm mà Tiêu Trạm hoàn toàn không có biện pháp nhượng bộ. Do ai đến ký tên đầu tiên trong văn kiện, rất đáng xem trọng không chỉ liên quan đến hai bộ phận mà còn liên quan đến danh vọng của Tiêu gia và bản thân Tiêu Trạm. Nếu hạng mục chính sách này do người bên Lục Hồng ký tên đầu tiên lên văn kiện, điều này có nghĩa là Tiêu Trạm bắt đầu nhượng bộ, dùng thứ này để đổi lấy Lục Hồng và Lục gia tiếp tục làm đồng minh. Trong bàn cờ chính trị, đây là hiện tượng rất thường gặp, đơn giản chính là thỏa hiệp và cân bằng thôi. Mấu chốt là tính cách của Tiêu Trạm không cho ý quyết định làm như vậy, tránh để cho mọi người cười nhạo tiêu chạm ở trong đám con cháu thế gia đời thứ hai, có thể xưng là vô cùng cứng rắn mạnh mẽ. Tiêu bộ trưởng là người tuyệt đối không thể để mất mặt mũi. Trao đổi hai lần, đều là ra về không vui vẻ. Tiêu chạm vì thế tâm tình rất không thoải mái. Tiêu phàm cười nói, cha, chuyện lớn như vậy, người được nghe nói qua cũng không ít. Chuyện này, còn có thể thử một chút, may ra thực có thể thuyết phục được lục thúc. Tiêu chạm lập tức sắc mặt trầm xuống, có chút không hài lòng nói. Chuyện như vậy, cũng có thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn hay sao? Nội tình ở trong này, con hiểu được bao nhiêu? Làm thế nào thuyết phục Lục Hồng? Đùa sao? Lục Hồng đường đường là tiên phong trong thế gia đời thứ hai, thứ trưởng cán bộ cấp cao. Tiêu Phàm không cần nói là thuyết phục gã, chỉ sợ là muốn gặp được Lục Hồng, cũng đều phải tốn công tốn sức. Chuyện này có thể ăn nói lung tung sao? Chương 114, hành trình phía trước của Tiêu Thiên Tiêu Phàm chỉ cười, không nói gì nữa. Đây là thói quen của hắn, không muốn giải thích quá nhiều với người khác, kể cả đối với cha của hắn cũng không ngoại lệ. Có một số việc, làm xong rồi mới nói so với nói trước rồi mới làm, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Lão gia tử nhìn tiêu phàm, vẻ mặt hiền lành. Thời đại chiến tranh, lão gia tử được xưng là một người rất nghiêm khắc, sau khi giải phóng chủ trì công việc, cái tính cách này cũng không hề thay đổi, tiêu chạm chịu ảnh hưởng lớn từ ông. Nhưng hiện tại đã sớm về hưu, Tuổi ngoài bát vần hơn 80 tuổi tính cách của lão gia tử cũng liền thay đổi rất lớn, đặc biệt là đối với con cháu, càng là vẻ mặt ôn hòa, rất ít khi tức giận. Tiểu phàm, cháu muốn giúp cha cháu giảm nhẹ một chút gánh nặng trong công việc, tâm tình này ông có thể hiểu. Nhưng chuyện trong chính trị rất phức tạp, có đôi khi đồng dạng một câu nói, lý giải của mỗi người lại không hoàn toàn giống nhau. Cháu phải đặc biệt cẩn thận, không nên vì muốn mau đạt được mà nóng vội có thời gian, nên nói chuyện với ba của cháu nhiều hơn nữa. Lão gia tử chậm rãi nói, lời nói thấm thía. Tiêu phàm từ nhỏ đã thông tuệ, chăm chỉ hiếu học, lão gia tử và các trưởng bối khác trong nhà, vốn đều ký thác kỳ vọng lên người hắn, hy vọng sau khi hắn lớn lên có thể bước vào con đường làm quan, kế thừa vinh quang của cha ông, tiếp tục làm giảng dỡ danh môn tiêu gia. Sau đó tiêu phàm, nhầm đường lạc lối, các trưởng bối đều vô cùng đau đớn. Nhưng nửa năm trước, Tiêu Phàm đã trị khỏi bệnh của lão gia tử, chỉ ít cách nhìn nhận của lão gia tử và tiêu chạm đối với hắn đã có thay đổi rất lớn. Sau khi được thông báo lão gia tử ở bệnh viện bệnh tình trở nên nguy kịch, rồi lại đột nhiên chuyển nguy thành an, khỏi bệnh ra viện, nội tình ở bên trong, chỉ có lão gia tử và tiêu Trạm mới hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Đối với bất kể người nào đều chưa từng nhắc đến, bao gồm cả thư ký Hoàng và y tá Trương đều không rõ ràng. Đương nhiên, y tá Trương cũng mơ hồ đoán được chút ít, chỉ là không dám nói ra miệng. Sở dĩ phải giữ bí mật, thứ nhất là vì không để cho các chuyên gia của bệnh viện cảm thấy khó chịu. Thứ hai, lão gia tử và tiêu trạm đều biết phương thức tiêu phàm chữa bệnh cho lão gia tử quá mức thần bí. Tiêu phàm thậm chí còn ở trong phòng bệnh của lão gia tử bày một cái, tiếp dẫn pháp trận, tình huống như vậy nếu lan truyền ra ngoài, tất sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Lão gia tử và tiêu trạm đều là những đại nhân vật đã từng trải qua gió mưa gian khổ, nên xử trí như thế nào, trong lòng đã định. Tiêu gia có một nhân vật thần kỳ, như vậy tồn tại là một chuyện tốt, đồng thời cũng có khả năng gây ra tai họa, vẫn là ngậm miệng ăn tiền thì tốt hơn. Hiện giờ Tiêu Phàm bỗng nhiên biểu hiện hứng thú đối với chính trị, lão gia tử vô cùng vui sướng, cũng muốn tự mình chỉ điểm một phen. Dù sao ở phương diện chính trị này, Tiêu Phàm là người mới, 100% ngọc thô vốn chung quy cũng cần phải mài rũa một phen mới có thể thành vật có giá trị. Tiêu Phàm có lẽ không thể mưu cầu phát triển trên con đường làm quan, nhưng làm một vị quân sư đứng phía sau màn lại là hoàn toàn có tiềm lực. Thấy lão gia tử biểu lộ thái độ như vậy, thần sắc của Tiêu Trạm liền trở nên nghiêm nghị, mắt nhìn Tiêu Phàm, nghiêm túc hỏi: "Tiêu Phàm, như thế nào lại nghe nói con gần đây thường thích lộ diện ở chỗ ăn chơi, còn vì một cô gái người Belarus mà đấu rượu đánh nhau người khác?" Cháu ruột của Uông lão gia tử, con của Uông Vĩ thành Uông Phi, nửa năm trước ở quán rượu tinh ngữ bị tiêu phàm đánh một quyền phải nằm viện đến 3 tháng. Đây là chuyện đại sự làm náo động thế gia hào môn ở Kinh Đô, đương nhiên là ngay lập tức sẽ có người báo cho tiêu trạm. Tuy nhiên tiêu phàm sau đó lập tức rời Kinh Đô, tiêu trạm cũng không có cơ hội giáp mặt hỏi. Tối hôm qua tiêu phàm lại tuôn ra, tin tức lớn, vẫn là ở quán rượu tinh ngữ, vẫn là vì cô gái người Belarus đó, tiêu phàm không ngờ lại đấu rượu cùng con cháu Diệp ra, nghe nói là một hơi uống hết bốn bình rượu sái 60 độ, làm tiêu chạm chỉ nghe thôi cũng cảm thấy choáng váng. Có lẽ là do quan hệ của di truyền và tính chất công việc mà tử lượng của tiêu chạm cũng không thấp. Nhưng nửa tiếng đồng hồ mà uống hết 4 bình rượu sái 60 độ vẫn là khiến cho người khác cảm thấy không thể tin nổi. Đây vẫn là tiêu phàm ôn hòa nho nhã, hào hoa phong nhã sao. Hình tượng của tiêu phàm trong lòng tiêu chạm đang nhanh chóng chuyển biến. Nhưng thực dễ nhận thấy tiêu chạm cũng không thích loại chuyển biến này của đứa con trong nhà có một đứa con ăn chơi trác táng đã đủ khiến cho tiêu trạm mất mặt rồi. lúc này nếu lại có thêm một đứa con nữa như vậy, hơn nữa còn là giả thần giả thánh ăn chơi trác táng, tiêu bộ trưởng thật sự không biết phải như thế nào mới tốt đây. thế này thật mất mặt. tiêu phàm liền cười. xem ra tin tức của tiêu trạm vẫn là rất nhanh nhạy. bề ngoài thế gia trưởng bối đối với những chuyện trong trốn ăn chơi trác táng là coi thường không thèm để ý, nhưng sau lưng lại không giống vậy. đối với những tin tức bên trong trốn đó. Kỳ thật lại rất coi trọng. Cha, con hôm nay đến là muốn cùng cha và ông nội cùng nhau thương lượng một chút liên quan đến việc an bài công việc cho Tiêu Thiên. Liên quan đến việc an bài công việc cho Tiêu Thiên. Tiêu Trạm rất kinh ngạc, chưa có chút chuẩn bị tư tưởng. Tiêu Thiên dậy mãi không sửa, Tiêu Trạm đối với cậu ta cực kỳ thất vọng, đối với đứa con nhỏ này gần như đã muốn hoàn toàn buông tay, không hề ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Lão gia tử mỉm cười hỏi, "Tiểu Phàm cháu tính toán an bài tiểu thiên như thế nào a à? ngược lại có chút hứng thú tiêu phàm cười nói ông nội cháu cũng không dám an bài cho tiêu thiên a à, chỉ là có một đề nghị ừ cháu nói đi tiêu thiên từ nhỏ liền rất ham chơi nhiều năm như vậy đã dưỡng thành thói quen trong thời gian ngắn cũng không sửa được cho nên cháu đề nghị cho nó đổi đến môi trường mới không cần ở lại thủ đô bằng không nó sẽ nhịn không được lại cùng với đám huynh đệ tụ tập ăn chơi không có tinh thần để chăm chỉ làm việc. Tiêu Phàm nói rất nghiêm túc. Tiêu Trạm, hừ, một tiếng nói. Tính cách của nó nếu không thay đổi, cho dù con đưa nó đến nơi khác làm việc, nó vẫn sẽ không nghiêm túc làm việc. Biện pháp tương tự như vậy, Tiêu Trạm cũng không phải chưa từng nghĩ qua. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Thiên, nói không được ba câu, liền nổi giận bừng bừng, nhịn không được lên tiếng giáo huấn Tiêu Thiên. Gặp cậu ấy quả thật không khác gì là chuột gặp mèo. Hai người căn bản chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói: "Cha, con cảm thấy cha đối với Tiêu Thiên có chút hiểu lầm. Tiêu Thiên chỉ là ham chơi, nhưng cũng vẫn là có giới hạn." Tiêu Trạm cả giận nói: "Nó có giới hạn, nó có giới hạn gì? Ta xem nó đến cái gì là giới hạn cũng không biết." Lão gia Tử thản nhiên nói: "Bỏ đi, con cùng đứa nhỏ nói chuyện, cũng nên chú ý đến cách thức và phương pháp." cũng như lúc còn ở trong đơn vị, đối với các đồng nghiệp cũng không thể một mực yêu cầu nghiêm khắc, cũng có lúc phải nghe xem bọn họ có ý kiến gì, vẫn là rất cần thiết. Phải biết tiếp thu ý kiến của quần chúng. Tiêu Trạm là người con hiếu thảo, lão gia tử đã lên tiếng, mặc dù trong lòng vẫn không vui, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, ngậm miệng không nói. "Tiểu Phàm, đem ý kiến của cháu nói cụ thể ra xem." "Vâng, ông nội, cháu cho rằng" để tiêu thiên đi giang hán đến huyện la châu làm việc nó bây giờ đang hưởng sự đãi ngộ cấp cục trưởng xuống cơ sở còn phải rèn luyện nhiều thêm nữa cháu có một kiến nghị để nó đi đến thôn hồng sơn làm phó chủ tịch hoặc phó bí thư kiêm nhiệm bí thư tri bộ đảng thôn hồng sơn trực tiếp ở tại thôn hồng sơn cháu tin tưởng đến thôn hồng sơn rồi tiêu thiên sẽ không tiếp tục ham chơi các trưởng bối huynh đệ trong thôn sẽ để ý nó nó phải nỗ lực làm một ít chuyện chính sự làm ra chút thành tích Đi thôn Hồng Sơn làm bí thư chi bộ. Tức Khắc Tiêu Trạm và lão gia tử ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đề xuất cái ý kiến như vậy. Điểm này, bọn họ trước kia quả thật là chưa từng nghĩ qua. Phải, đến nơi khác làm việc, lãnh đạo địa phương biết nó là con cháu Tiêu gia, thường sẽ không bố trí cho nó những việc quá nặng nhọc, sẽ chiếu cố cho nó. Như vậy sẽ không tốt đối với việc thay đổi tính cách và thói quen sinh hoạt của Tiêu Thiên, ngược lại còn chiều hư nó duy chỉ có đi thôn Hồng Sơn là không như vậy. Nó đến thôn Hồng Sơn, coi như là thay mặt cho ông nội đi, nó cần phải chú ý hình tượng của chính mình, chú ý bảo hộ hình tượng của tiêu gia. Các trưởng bối trong thôn Hồng Sơn sẽ dạy dỗ nó. Cha, bất kể là thói quen xấu hay thói quen tốt đều là do dưỡng thành. Tiêu Thiên ở thôn Hồng Sơn công tác một vài năm, phỏng chừng có thể dưỡng thành thói quen làm việc và sinh hoạt tốt. Hơn nữa, nó đi thôn Hồng Sơn là để góp phần xây dựng chính sách về kinh tế cho gia hương, tăng thu nhập bình quân của người dân trong thôn cũng là việc tốt tiêu phàm không chút hoang mang đem ý nghĩ của chính mình nói ra ánh mắt của tiêu chạm sáng lên hiển nhiên đã bị cái đề nghị này của tiêu phàm đả động đang nghiêm túc suy xét về tính khả thi lão gia tử cười ha hả nói cũng không phải là không thể thực hiện được xem ra người này a à, còn cần có tư tưởng có tính sáng tạo dám phá vỡ lệ thường mới có thể bỏ cái cố tạo ra cái mới nói như vậy kỳ thật chính là tán thành ý kiến của tiêu phàm tiêu trạm trần trừ nói cha con cháu tiêu ra chúng ta đi thôn hồng sơn thích hợp sao hình như chưa từng có tiền lệ như vậy người có công khai quốc không ít quả thật con cháu các vị ấy không có ai trở lại ra hương làm bí thư chi bộ cả có chút kiêng kỵ còn cần xem xét một chút lão gia tử khoát tay không để ý nói không có gì không thích hợp cả chỉ cần tiểu thiên chăm chỉ làm việc thực sự có trách nhiệm đem công việc ở Gia Hương làm tốt, có cái gì không thích hợp chứ? Tiêu Phàm mỉm cười nói. Cha, hiện tại có rất nhiều sinh viên thôn quan đấy. Trong đó vài người cầu ngành được thành tích rất tốt. Tiêu Thiên Thân là cán bộ cấp trưởng phòng, hơn nữa nó ở thủ đô bên này cũng có chút mạng lưới quan hệ, làm tốt công tác kiến tạo ở thôn Hồng Sơn, phỏng trừng độ khó cũng sẽ không quá lớn. Chính là một chức bí thư tri bộ thôn này, thật đúng là không thể tính là một quan chức. Từ trưởng phòng của Ủy ban Trung ương Quốc gia biến thành bí thư chi bộ thôn Giang Hán, nếu như vậy mà còn bị người hâm mộ lên án thì quả thật cũng không thể nào nói nổi. Nếu ai có ý kiến, khiến con cái nhà họ cũng đi làm bí thư chi bộ thôn là được rồi. Tiêu gia không ý kiến. Tiêu chạm hai hàng lông mày lại nhăn lên, nói: "Con chính là lo lắng nó không làm việc đàng hoàng." Nói đến nói đi, Tiêu Trạm vẫn là lo lắng cho đứa con nhỏ, thật sự Tiêu Thiên mấy năm nay cho ý ấn tượng quá kém tiêu trạm hoàn toàn không tin tiêu thiên có thể chân chính làm việc cha con người là sẽ thay đổi tiêu phàm uyển chuyển khuyên nhủ tiêu trạm nói còn có một việc nữa chúng ta sắp xếp cho nó xong xuôi bản thân nó lại kiên quyết không đi thì làm sao tiêu tiên nếu nổi lên tính xấu thật đúng là không người nào có thể miễn cưỡng cậu ta tiêu phàm cười nói việc này để con đi cha cho con một chút thời gian tiêu thiên tính cách đúng là như vậy nếu miễn cưỡng nó, chỉ sợ hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Được rồi, vậy con đi nói chuyện với nó đi. Về điểm này, Tiêu Trạm cũng không phải nghi ngờ, y biết hai anh em Tiêu Thiên và Tiêu Phàm cảm tình rất tốt. Có lẽ là toàn bộ Tiêu gia, chỉ có lời nói của Tiêu Phàm, Tiêu Thiên mới chịu nghe. Dạ. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tiêu gia quả thật đang tranh thủ thời gian, thừa dịp lão gia tử hãy còn khỏe mạnh, nhanh chóng phát triển lớn mạnh hơn nữa, đem các thế lực tập hợp xung quanh Tiêu gia tụ lại thành một thể hoàn chỉnh. Bất kể lão gia tử còn hay mất, đều có thể phát huy sức ảnh hưởng quan trọng của mình trong đại cuộc chính trị, mới chân chính được xưng tụng là đại thụ che trời. chương 115, Thứ trưởng Lục Lúc đi vào, quán trà giải ngữ, sắc mặt của Thứ trưởng Lục là xanh mét, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Lái xe và thư ký đều sợ hãi. Làm hai nhân viên thân cận nhất bên cạnh Lục Hồng, lái xe và thư ký biết Thứ trưởng Lục có bệnh cũ là đau đầu. Chỉ có điều quãng thời gian gần đây, càng ngày càng nghiêm trọng, phát tác ngày càng thường xuyên, cấp độ đau đầu cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhưng tuyệt đối không ngờ được, lần này lại phát tác trong thời khắc mấu chốt như vậy. Lục Hồng vừa rồi đi gặp cự đầu, vốn ở trong xe vẫn hoàn hảo, trong nháy mắt bước vào đại nội, bỗng nhiên phát bệnh, nhất thời đầu đau muốn nứt. Tuy rằng lập tức uống thuốc giảm đau, cũng không có hiệu quả lý tưởng. Nhật trình an bài của đại nhân vật cự đầu là vô cùng chặt chẽ. Lần này Triệu Kiến Lục Hồng, sáng sớm ngày hôm qua đã điện thoại thông báo, đại nội cũng đã sớm xong các bố trí tương ứng. Đương lúc này, chứng đau đầu của Lục Hồng đột nhiên phát tác, thật sự là ngoài dữ liệu. Nhưng trong lúc này, Lục Hồng hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể cắn răng yết kiến. Chứng đau đầu của thứ trưởng Lục được nghiêm khắc giữ bí mật với bên ngoài, ngoại trừ vợ của Lục Hồng thì chỉ có thư ký, lái xe của gã và một vị bác sĩ bí mật trong bệnh viện là biết chuyện này. Đương nhiên còn bao gồm cả bà chủ của quán trà giải ngữ, hoa giải ngữ. Lục Hồng mới hơn 40 tuổi, thân là thứ trưởng địa vị cao, đang trong thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh, có nhiều thành tích trong công việc. Giả như để cho ngoài giới biết được gã có bệnh đau đầu nghiêm trọng như vậy, đối với tiền đồ của gã mà nói, cực kỳ bất lợi. Thân thể khỏe mạnh, có thể đảm nhiệm công việc quan trọng là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất mà cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhất định phải có thử nghĩ mà xem lãnh đạo cấp cao nhất làm sao có thể yên tâm đem một tỉnh hoặc một ủy ban trung ương quốc gia trọng yếu giao cho một vị cán bộ lãnh đạo sức khỏe không tốt, thường xuyên nằm viện đi quản lý chứ. Thư ký và lái xe cũng không biết quá trình cụ thể cự đầu triệu kiến thứ trưởng lục, tuy nhiên căn cứ vào kinh nghiệm của bọn họ cùng với sắc mặt tái xanh thứ trưởng lục, trên trán đầy mồ hôi lạnh lúc ra khỏi phòng làm việc của thủ trưởng mà phân tích, chỉ sợ lục bộ trưởng cũng không thể khống chế tốt bệnh của mình. Nhân vật lớn cự đầu nhãn thần sắc bén đến thế nào chứ? Nói nhìn thấu mọi việc, cũng không phải quá đáng. Trông dáng ngồi bất an của Lục Hồng, làm sao có thể nhìn không ra. Lần này, bệnh tình của thứ trưởng Lục khó có thể bảo mật rồi, hơn nữa còn là trước mặt thủ trưởng, lộ diện vấn đề tương đối nghiêm trọng. Trong bộ sớm có lời đồn đại, nói là thứ trưởng bị điều chuyển công tác làm bí thư tỉnh ủy một tỉnh nào đó, chiếc ghế thứ trưởng này sắp để trống. Thân là thứ trưởng thường vụ, Lục Hồng là người có sức cạnh tranh mạnh nhất, bên trong một vài tin tức nhỏ, có hy vọng nhất chính là thứ trưởng phụ chính. Trong thời điểm quan trọng như vậy, thứ trưởng Lục trước mặt thủ trưởng lại xuất hiện, mặt xấu quả thật chính là chết tiệt mà. Bộ phận Lục Hồng làm là trực tiếp do thủ trưởng phân quản, đối với ứng cử viên mới cho chức bộ trưởng, lời nói của thủ trưởng có phân lượng tương đối lớn. Tâm tình của Lục bộ trưởng giờ khắc này xấu đến cực điểm. Phục vụ viên trong phòng riêng của quán trà giải ngữ Vừa nhìn thấy sắc mặt của Lục Hồng, liền hiểu được tình huống không đúng, lập tức thông báo cho bà chủ hoa giải ngữ. Mỗi lần Lục tiên sinh đến quán trà ngồi một lát, bà chủ đều phải ra mặt tiếp khách đấy, cùng nhau uống chén trà, tán gẫu một hồi. Cho dù tất cả phục vụ viên không ai rõ vị trung niên vẻ mặt uy nghiêm này rốt cuộc là nhân vật nổi tiếng như thế nào, nhưng khẳng định là loại người có quyền có thế. Không phải là quan lớn thì cũng là ông chủ lớn chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi tự nhiên cũng tản ra một loại khí phách, tuyệt đối không thể làm giả được. Làm sao vậy, lại phát bệnh rồi hả? Hoa giải ngữ đẩy cửa phòng bao đi đến, thấy lục hồng khom lưng ngồi ở ghế mây, hai tay ôm thật chặt đầu, ngón tay cái gắt gao ấn chặt huyệt thái dương, đều đã ấn thành hai đạo dấu vết thật sâu, lập tức kinh hãi, vội vàng hỏi. Hoa giải ngữ không còn trẻ, cũng đã hơn 40 tuổi, dường như sắp xỉ lục hồng. Tuy nhiên cách ăn mặc vô cùng khéo, phong cách hoa lệ quý phái là điển hình của những tiểu thư khuê các cô và lục hồng vốn chính là bạn học cùng lớp trung học cùng lớp đại học vẫn là cùng lớp quan hệ giữa hai người không thể nói rõ ràng mọi người chỉ biết hoa giải ngữ đến hiện tại cũng vẫn còn độc thân nghe nói có đứa con gái nhưng có rất ít người gặp qua cũng không biết là thân sinh hay là nhận nuôi không có ai đi tìm hiểu cả dù sao đó cũng là chuyện riêng của hoa giải ngữ lục hồng không nói tiếp tục ấn mạnh lên huyệt thái dương, dường như như vậy có thể giảm bớt khổ sở do đau đầu mang đến. hoa giải như bước nhanh qua, vươn bàn tay nhỏ trắng nón đặt lên huyệt thái dương của lục hồng, chậm rãi xoa ấn, hạ giọng nói công tác thường ngày không cần quá nghiêm túc, lúc nào nên nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi nhiều vào. lục hồng cắn răng nói, cái bệnh chết tiệt này đến tiểu cao cũng không biết là chuyện gì xảy ra. hoa giải như im lặng, không biết nên như thế nào an ủi gã. Tiểu Cao mà Lục Hồng nói đến, cũng là bạn học của bọn họ, bạn học thời trung học, và hai người bọn họ quan hệ đều rất tốt. Xuất thân từ gia đình bác sĩ, sau không ngoài ý muốn đã thi đậu vào viện y học, hiện tại sớm đã trở thành chủ nhiệm khoa não của một bệnh viện danh tiếng ở thủ đô, là chuyên gia khoa não đại danh đỉnh đỉnh. Lục Hồng mấy năm gần đây bắt đầu xuất hiện bệnh đau đầu, nghĩ đến trước tiên là người bạn học cũ này, lúc ấy cũng không quá để ý. Thời gian đó, Lục Hồng cũng đã là vụ trưởng, Công tác bận rộn, mỗi ngày đều có công vụ xử lý không hết. Bản thân Lục Hồng cho rằng có thể là do công việc quá vất vả, dùng não quá độ mà tạo thành. Tiểu Cao rất cẩn thận kiểm tra cho gã, lại tra không ra là bệnh gì, tất cả máy móc hiển thị, não bộ của Lục Hồng là hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ bệnh biến nào. Cũng liền đồng ý với phân tích của Lục Hồng, kê cho gã chút thuốc bổ não, bảo gã chú ý nghỉ ngơi, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Trên cơ bản không có chút hiệu quả nào chứng đau đầu của lục hồng càng ngày càng nghiêm trọng, tần suất phát tác cũng là ngày càng thường xuyên. đã gọi điện cho tiểu cao chưa? hoa giải ngữ nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương cho gã, thấp giọng hỏi. ưm. Ừ. khi ở trên xe, lục hồng liền gọi điện thoại cho tiểu cao, mời tiểu cao đến xem bệnh cho gã. ở những phương diện này, lục hồng đặc biệt chú ý. bệnh viện mà tiểu cao đang làm là một bệnh viện lớn có danh tiếng ở thủ đô, mỗi ngày người đến xem bệnh nhiều đếm không xuể mới sáng sớm mà đã có vô số người đến đại sảnh bệnh viện xếp hàng lấy số. Lục Hồng nếu như thường xuyên đến chỗ của tiểu cao, khó tránh khỏi bị người khác biết được, tuyên truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Cũng không thể thường xuyên mời tiểu cao đến nhà gã. Lục Hồng ở trong khu nhà dành cho cán bộ trong bộ ngành, trái phải trước sau đều là đồng sự trong bộ, ảnh hưởng càng không tốt. Quán trà giải ngữ liền biến thành địa điểm tốt nhất. Về phần quan hệ chân chính giữa Lục Hồng và Hoa giải ngữ, Tiểu Cao là người biết rõ nhất, cũng không cần phải giấu anh ấy. Bọn họ vốn là bạn bè. Cũng không biết có phải là việc xoa ấn của hoa giải ngữ có tác dụng, hay là do cơn đau đã tự dịu đi, sau một lát, tình hình của lục hồng thoáng tốt hơn một chút. Thân mình ngả về sau, tựa vào lưng ghế mây, thở phào một hơi dài, sắc mặt vẫn xám xanh như trước, mồ hôi đầy mặt. Đến cái áo sơ mi trắng tinh cũng ướt đẫm. Hoa giải ngữ cầm lấy khăn giấy trên bàn trà, lau mồ hôi trên mặt và cổ của gã, động tác vô cùng dịu dàng lục hồng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của hoa giải ngữ nhẹ nhàng vỗ hai cái hoa giải ngữ sờ sờ tóc của gã nói em pha cho anh ly trà anh nghỉ ngơi một lát đi chuyện làm ăn chớ suy nghĩ quá nhiều lục hồng thở dài nói không nghĩ không được a à, giờ là thời điểm mấu chốt hoa giải ngữ nghiêm mặt nói vẫn là thân thể quan trọng hơn bệnh này của anh cửa ải quan trọng này anh cũng chưa chắc có thể vượt qua được. Tin tức trong bộ chuẩn bị đổi, lão đại Hoa Giải Ngữ cũng có biết. Lục Hồng có tâm sự gì, đều không giấu cô ấy, cái gì cũng nói cho cô nghe. Bất kể người nào cũng đều cần có một cách để phát tiết. Tiêu gia bên kia, anh vẫn là nên liên lạc nhiều một chút đi, không cần kiêu ngạo như vậy. Lát sau, Hoa Giải Ngữ lại khuyên nhủ. Hừ, nghe Hoa Giải Ngữ nhắc tới Tiêu gia, Lục Hồng lập tức liền mất hứng. Tính cách của Tiêu Trạm kia, em không biết đâu. Bản quyền vợ IG nắm quyền của y quá mạnh rồi, chuyện gì đều phải nghe y, dựa theo ý kiến của y mà làm. Hiện tại Tiêu lão gia tử vẫn còn, vấn đề không lớn lắm. Đợi đến khi lão gia tử đi rồi, anh thấy chính y đều đủ nguy hiểm rồi. Bây giờ cùng y đi lại thân cận quá, tương lai như thế nào cũng chưa nói trước được. Hoa giải ngữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nói tiếp đối với những thứ ân ân oán oán giữa các thế gia hào môn này cô quả thật không hiểu năm đó không bước vào được đại môn lục gia cũng là do nguyên nhân này trưởng bối của lục gia đã định cho lục hồng một mối hôn sự môn đang hộ đối lục hồng nói bản quyền võ y gờ nắm quyền của tiêu chạm quá mạnh ở trong mắt của hoa giải ngữ lục hồng lẽ nào không phải như vậy những nam nhân kiêu ngạo đã thấm vào trong xương này ai lại không có tật xấu này cái gọi là đấu tranh quyền lực trò chơi chính trị thậm chí chiến tranh không phải đều là vì bản quyền võ ig nắm quyền của nam nhân gây ra sao lục hồng phấn đấu nhiều năm đã đứng ở trên ngưỡng này chỉ kém một cước cuối cùng vào cửa liền có thể ở vị trí cấp bộ trưởng danh chính môn thuận trở thành lãnh đạo cấp cao lúc này mặc cho ai khuyên gã buông bỏ đều là phí công thôi mắt thấy hoa giải ngữ vẻ mặt buồn bực lục hồng trong lòng có chút áy náy nắm tay hoa giải ngữ càng thêm chặt vài phần cười nói anh đáp ứng em chờ chuyện này chấm dứt anh sẽ đi gặp bác sĩ ừ hoa giải ngữ nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay gã em pha trà cho anh cô cũng biết lời này của lục hồng là nghĩ một đằng nói một nẻo bây giờ là thứ trưởng thường trực vì lên làm bộ trưởng hết lòng dốc sức vắt hết óc một khi làm tới bộ trưởng sẽ có càng nhiều chuyện cần quan tâm hơn nữa cái loại thói quen sai khiến cực đại này căn bản dừng lại không được Cô rất rõ ràng, mục tiêu trên con đường làm quan của Lục Hồng tuyệt đối không chỉ là bộ trưởng. Ở trong mắt người đàn ông này, chức vụ bộ trưởng căn bản không phải là chạm cuối cùng, vào đến đại nội mới là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của gã. Có lẽ, đây cũng chính là nét hấp dẫn của loại đàn ông như Lục Hồng. Nỗ lực phấn đấu vượt lên trên, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hoa giải ngữ chậm rãi rửa sạch trà cụ trên mặt bàn, bắt đầu nấu nước pha trà. Quán trà giải ngữ ở trên đất kinh đô không thể nói là cao cấp bao nhiêu, nhưng môi trường rất tốt, trà cụ vô cùng được chú trọng, tương đối tinh xảo. Ngày bình thường tiếp đái cũng phần lớn là nhã khách, không phải là nơi uống trà tách lớn. Lục Hồng nghiêng người dựa vào trong ghế, hứng thú nhìn cô thao tác. Mỗi một động tác của hoa giải ngữ đều tao nhã giống như bản thân cô, không vội vàng không hấp tấp. Xem cô pha trà cũng chính là một loại hưởng thụ đón nhận ánh mắt của Lục Hồng, hoa giải ngữ dịu dàng cười. Audio điện tử võ tấn bền chương 116, y thuật cao minh Hoa giải ngữ vừa mới pha xong một bình trà, cửa phòng đã bị người vội vàng đẩy ra, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, lưng vác một hòm thuốc, đi vào. Tiểu Cao, đến rồi à? Hoa giải ngữ vội vã đứng dậy chào hỏi. Bác sĩ Cao cùng Lục Hồng, Hoa giải ngữ là bạn học cùng lớp, tuổi nhỏ hơn chút, nhưng đây không phải là nguyên nhân anh ta bị người khác kêu thành tiểu cao, đương nhiên cũng không phải bởi vì anh ta nhỏ người, mà là anh ta có một khuôn mặt baby, nhìn qua so với Lục Hồng ít nhất phải nhỏ hơn 5 6 tuổi. Có khuôn mặt baby, bất kể là nam hay nữ, đều trông rất trẻ. Tiểu Cao gật gật đầu về phía Hoa Giải Ngữ, liền đi thẳng đến chỗ Lục Hồng, hai hàng lông mày nhíu chặt, nói: "Thế nào rồi, lại đau dữ dội rồi hả?" "Ừ, vừa mới đi gặp một vị đồng chí vốn vẫn rất ổn, nhưng khi xe vừa mới tiến vào đại nội, liền phát tác rồi. Tiến không được mà lùi cũng không xong, đành cắn răng gắng gượng đến bây giờ. Lục Hồng vẫn nghiêng người dựa vào ghế, không vực dậy được tinh thần, thuận miệng đáp. Hoa giải ngữ và bác sĩ cao nhất thời sửng sốt. Bởi vì người đồng chí từ miệng Lục Hồng nói ra, thực tế là một người danh tiếng lừng lẫy, đó là một trong những nhân vật đầu não cấp cao nhất hiện nay, thật sự là một siêu cấp đại nhân vật ở vị trí trên đỉnh của tháp quyền lực lục hồng phát bệnh khi đi gặp nhân vật đầu não thực sự là quá tệ bác sĩ cao trên mặt hiện lên vẻ hổ thẹn nói lục hồng bệnh này của anh tôi cũng bất lực rồi hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân bệnh hay là anh đi xem đông y đi anh ta vừa nhận được điện thoại của lục hồng không nói lời nào lập tức bỏ dở công việc đang làm chạy không ngừng nghỉ kịp đến đây không phải là do quyền thế của lục hồng cũng không phải hoàn toàn nhìn vào tình cảm bạn học cũ trong lòng anh ấy nấy đây mới là nguyên nhân chủ yếu là một bác sĩ khoa não không chỉ nổi danh ở thủ đô mà còn nổi danh trên toàn quốc thế mà lại không chữa khỏi được bệnh đau đầu của bạn học thậm chí nguyên nhân gây bệnh là gì cũng tìm không ra trong lòng bác sĩ cao thật sự rất khó chịu lục hồng cười khổ lắc đầu nói cậu nghĩ rằng tôi chưa khám qua đông y sao gần hai năm qua số lượng thuốc đông y lục hồng đã uống qua cũng đến một bao tải rồi cái này thì bỏ qua không nhắc đến làm gì điều khiến cho lục hồng dở khóc dở cười nhất chính là y lần lượt đi khám ba bác sĩ đông y nhưng lại kê ra ba đơn thuốc khác nhau đối với bệnh tình của y mỗi người đều kiên quyết ý kiến của mình không đưa ra một kết luận nào cái chứng đau đầu chết tiệt này chữa không khỏi sẽ khiến lục hồng bị hủy diệt hoàn toàn hay là anh ra nước ngoài kiểm tra xem tôi gọi điện thoại cho bạn học ở âu châu an bài trước cho anh bác sĩ cao ngẫm nghĩ một chút lại nói thêm anh ta sau khi tốt nghiệp đại học đã đi âu châu du học hiện tại có vài người bạn học đều là chuyên gia khoa não nổi danh trên thế giới anh ta phải bó tay có lẽ mấy người bạn học cũ sẽ có biện pháp đây cũng gọi là có bệnh phải vái tứ phương lục hồng khoát tay nói thôi đi ngay cả cậu cũng chữa không được tìm người ngoại quốc có ích lợi gì tôi không tin bọn họ còn lợi hại hơn so với cậu lời nói này thật sự rất chuẩn mực kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là lục hồng trước mắt tuyệt đối không thể đi nước ngoài chữa bệnh được y một khi ra nước ngoài chữa bệnh cái ghế bộ trưởng trăm phần trăm không còn là chuyện của y nữa nói không chừng bệnh chữa không khỏi sau khi về nước ngay chức vụ thứ trưởng thường trực cũng không giữ được bệnh của anh đã nghiêm trọng đến mức phải ra nước ngoài chữa trị rồi vậy phải nghỉ ngơi nhiều hơn trước tiên phải giữ gìn sức khỏe rồi nói sau với thân phận địa vị hiện giờ của y lấy danh nghĩa là đi công tác để xuất ngoại du lịch, không phải là làm không được. Nhưng đi công tác và đi chữa bệnh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Bất quá lời nói chuyển vòng này từ miệng gã nói ra, bác sĩ Cao nghe được trong lòng cảm thấy thanh thản hơn. Trên thực tế, bác sĩ Cao cũng không cho rằng y thuật của các bạn học ở châu Âu cao minh hơn anh ta đề nghị Lục Hồng xuất ngoại trị liệu cũng chỉ là ôm ấp một tia hy vọng mong mạnh. Tiểu Cao, cho tôi thêm mấy ống thuốc tiêm giảm đau của cậu. Bác sĩ Cao liền do dự, khuyên nhủ. Lục Hồng, đó là thuốc ký bản quyền tê ý bản quyền, dùng nhiều sẽ thành nghiện, sẽ sinh ra tính ỉ lại. Tôi không đề nghị anh sử dụng lâu dài. Lục Hồng cười không chút sức lực, nói. Yên tâm, tôi biết lợi hại, tôi chỉ là chuẩn bị một chút, nếu chẳng may lại gặp phải tình huống giống như hôm nay, không có cách nào khác thì sẽ dùng một ống, dù sao vẫn chống đỡ được một lúc. Bác sĩ Cao ngẫm nghĩ một chút, mở hòm thuốc ra, lấy ra hai ống thuốc và hai cái kim tiêm dùng một lần, nói: "Như vậy đi, tôi cho anh hai ống trước, anh dùng hết rồi thì gọi lại cho tôi. Vẫn là câu nói trước, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì không cần dùng thuốc này." Lục Hồng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ống thuốc kia, dường như đang nhìn hai con rắn độc biết rõ dùng thuốc ký bản quyền tê ý bản quyền giảm đau, như là uống rượu độc giải khát, Lục Hồng cũng không có cách nào khác. Như tình huống hôm nay, tuyệt đối không thể để xảy ra lần thứ hai. Bằng không, y thực sự phải sớm rời khỏi vị trí thực quyền này. Y mới có hơn 40 tuổi, lại phải kết thúc con đường làm quan một cách như vậy, dù sao đi nữ y cũng không cam lòng. Hoa giải ngữ mắt thấy lục hồng nặng nề cầm ống thuốc tiêm và kim tiêm gói lại, bỏ vào trong cặp màu đen mang theo bên mình, miệng đang định nói nhưng rốt cuộc lại đem những lời khuyên can nuốt vào trong mỉm cười nói với bác sĩ cao tiểu cao ngồi đi cùng uống chén trà nói chuyện vài câu bác sĩ cao gật gật đầu ba người ngồi xung quanh uống trà nói chuyện mới nói không đến vài câu lục hồng khóe miệng khẽ co giật sắc mặt đột biến một cơn đau đầu bốt xe chợt truyền đến từ chỗ sâu thẳm trong não không kìm nổi hư một tiếng hoa giải ngữ và bác sĩ cao đều kinh hãi làm sao vậy, lại bắt đầu rồi hả? Lục Hồng cố hết sức phất tay, muốn gắng gượng nhưng cơn đau càng ngày càng mãnh liệt, bất kể thế nào đều không chống chịu được, không kìm nổi nắm tay ở trên chán đập thật mạnh hai cái, mồ hôi lạnh liền thoát ra. Tiểu Cao, làm sao bây giờ? Hoa giải ngữ như cầu xin nhìn về phía bác sĩ Cao. Bác sĩ Cao cũng nghĩ mãi không ra, cắn chặt răng, mở hòm thuốc, lấy ra một viên thuốc giảm đau, nói. Uống viên thuốc này trước đã, nếu có thể không tiêm thuốc, thì hãy cố gắng không tiêm. Kỳ thực thuốc giảm đau cũng có tác dụng phụ, chỉ là không có rõ ràng như khi tiêm thuốc thôi. Hoa giải ngữ gật gật đầu, nhận lấy viên thuốc, đang chuẩn bị giúp lục hồng rót một ly nước ấm, bên ngoài phòng lại vang lên tiếng đập cửa. Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Lập tức, nữ nhân viên canh giữ ở bên ngoài liền vội vàng hỏi. Ấy, ấy, tiên sinh, ngài không thể đi vào, nữ nhân viên còn chưa kịp nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra. Lục hồng ba người ngạc nhiên nhìn ra, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc áo tàu màu đỏ tía, bên dưới đi một đôi giày vải màu đen, đã đi vào trong phòng. Người trẻ tuổi kia có bộ dạng nhã nhặn, sắc mặt tái nhợt. Chính là tiêu phàm. Hoa giải ngữ hai hàng lông mày nhăn lại, tay nắm chặt, đem viên thuốc giảm đau nắm ở trong tay, không hài lòng nói. Cậu là ai? Vì sao không được cho phép đã đi vào? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói: "Lục thúc, cháu là Tiêu Phàm, chú còn nhớ cháu không?" Tiêu Phàm. Lục Hồng đang đau đến mức mồ hôi đầm đìa, đầu óc cũng không thể linh hoạt như lúc bình thường, nghe vậy không khỏi sướng sờ. "A, đúng rồi, cậu là, cậu là con trai của Tiêu Trạm, cậu sao lại tới nơi này?" Lập tức ngồi thẳng người, một chút thần tình cảnh giác trong mắt y chợt lóe lên, thậm chí ngay cả cơn đau đầu kịch liệt cũng tạm thời bị ném sang một bên lúc này, con của tiêu chạm, chạy đến trước mặt y làm gì? Về phần tiêu phàm làm sao biết y ở quán trà giải ngữ, làm sao biết y ở phòng này, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao nghĩ được nhiều như vậy? Nghe nói là con trai của tiêu chạm, hoa giải ngữ lại càng kinh ngạc, vốn là muốn lập tức gọi nhân viên bảo an tới, lúc này tự nhiên cũng đành cứng rắn nhịn xuống, chỉ đang đánh giá vị con cháu hậu duệ tiêu ra này, nên không che giấu được vẻ tò mò. Một số tình hình liên quan đến tiêu gia, Hoa giải ngữ cũng biết, khi nói chuyện phiếm với Lục Hồng, từng đề cập tới hai đứa con trai rất thất vọng của tiêu trạm. Một đứa xuất gia làm đạo sĩ, một đứa trực tiếp trở thành một kẻ ăn chơi chắc táng, tiếng tăm lừng lẫy trong tứ cửu thành. Lục Thúc, người bị bệnh sao? Mắt thấy Lục Hồng mồ hôi đầm đìa, hai tay nắm chặt, tiêu phàm hơi kinh ngạc, hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút đau đầu, đừng lo. Tiêu phàm, cháu, cháu đến tìm ta, có chuyện gì không? lục hồng cắn răng gần như là nói từng câu từng chữ một dường như mỗi một chữ nói ra đều hết sức khó nhọc lục thúc xem ra chứng đau đầu của thúc rất lợi hại cháu giảm đau cho chú trước chuyện khác lát nữa nói sau cháu giảm đau cho ta trong khoảng thời gian ngắn lục hồng có chút không hiểu ra sao cả vâng cháu biết châm cứu trong phương diện giảm đau khá có hiệu quả nếu lục thúc tin tưởng cháu cháu sẽ thử một chút nói xong tiêu phàm lấy ra bốn con dao lá liễu nhỏ ngân quang lóng lánh. Nếu không nhìn kỹ, tự nhiên sẽ tưởng đó là kim châm dùng trong châm cứu. Phần lớn, những con dao lá liễu nhỏ này cũng quả thực dùng để châm huyệt, rất ít khi sử dụng làm ám khí. Bác sĩ Cao không kìm nổi hỏi. Cậu là bác sĩ ở bệnh viện châm cứu nào? Tiêu phàm nhẹ nhàng cười, nói. Cháu làm việc ở cục tôn giáo quốc gia. Được, vậy cậu thử xem. Các cơn đau càng lúc càng dồn dập Lục Hồng nắm chặt tay, móng tay thiếu chút nữa liền đâm vào trong thịt, thật sự là chống chịu không nổi rồi. Để cho Tiêu Phàm thử xem có sao đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là không có hiệu quả, tình hình cũng chẳng thể tệ hơn nữa. Lục thúc, xin hãy mở hai bàn tay ra. Tiêu Phàm đi đến trước mặt Lục Hồng, ngân quang trong tay chợt lóe, ở huyệt hợp cốc giữa tay trỏ và ngón cái của tay trái và phải Lục Hồng, mỗi bên châm một con dao lá liễu nhỏ. Sau đó hắn lại đi đến phía sau lưng Lục Hồng con dao lá liễu nhỏ nhẹ nhàng chui vào huyệt ngọc trầm bên trái và phải. Hợp cốc là huyệt giảm đau đặc hiệu, hiệu quả trị liệu đối với bệnh đầu đau rất rõ ràng. Huyệt ngọc trầm cũng là huyệt vị chủ yếu để trị đau cổ. Bốn chiếc châm vừa đâm xuống, Lục Hồng tức thời liền cảm thấy đầu óc thư thái, đau nhức kịch liệt lập tức liền giảm hẳn. Tiêu phàm không gấp gáp rời đi, ngón cái tay và ngón tay trỏ của tay phải ấn vào con dao nhỏ, một làn hạo nhiên chính khí chân khí tinh khiết từ huyệt ngọc chậm chậm rãi đi vào cơ thể lục hồng, đi đến kỳ kinh bát mạch. Lục hồng sắc mặt vốn xám xanh, nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, dần dần có vài tia ửng hồng. Thời gian không đến nửa chén trà, bệnh đau đầu của lục hồng bỗng nhiên khỏi hẳn, tinh thần hẳn lên, ngồi thẳng người. Vậy, vậy là tốt rồi. Hoa giải ngữ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, trần chờ hỏi. Ừ, đã hết đau rồi, tốt lắm, Lục Hồng chỉ cảm thấy cả người thoải mái, liên tục gật đầu, trên mặt là vẻ mừng rỡ. Tục ngữ đều nói, đau răng không phải bệnh, nhưng khi đau rồi thì thật muốn mệnh. Chứng đau đầu này, kỳ thật cũng giống vậy. Đang bị dày vò đến, chết đi sống lại, bỗng nhiên liền ngừng lại, tất cả mọi đau đớn đều biến mất vô tung vô ảnh. Lục Hồng thoải mái không nói nên lời, chỉ cảm thấy hạnh phúc của mọi người cũng không hơn như thế. Bác sĩ cao miệng mở lớn, không thể ngậm lại chương 117, nguyên nhân bệnh này, điều này cũng quá thần kỳ đi. Sửng sốt một lúc lâu, bác sĩ cao thực chứng tai gai mắt mà nuốt từng ngụm nước, nói. Thân là một vị bác sĩ có tiếng, nói ra lời như vậy, đủ để thấy được tiêu phàm đã làm cho y rất dao động. Tiêu phàm cười mỉm nói. Thuật châm cứu giảm đau hiệu quả cũng không tệ. Không đúng, không đúng. Tiêu phàm chưa kịp dứt lời, bác sĩ cao đã kêu la. Tôi mặc dù là bác sĩ Tây Y, nhưng đối với châm cứu thì không có gì xa lạ. Châm cứu làm giảm đau hiệu quả, nhưng rõ ràng hiệu quả nhanh chóng như vậy, tôi quả thật lần đầu tiên nhìn thấy. Bác sĩ cao tấm tắc khen ngợi không ngớt. Nhưng Y càng hiểu rõ bệnh của Lục Hồng hơn bất kỳ ai hết, lúc đau đớn dữ dội, xe oi như châm hóc môn ký bản quyền tê ý bản quyền để làm giảm cơn đau, giảm đau hiệu quả tối đa cũng gần với việc châm cứu của tiêu phàm bây giờ nhưng thứ thuốc ký bản quyền tê ý bản quyền dùng nhiều sẽ gây nghiện tác dụng phụ quá lớn châm cứu không có nỗi lo về sau như vậy với tư cách là một bác sĩ tây y tiểu cao không hề bài xích đông y mới vừa rồi còn đề nghị lục hồng đi khám đông y kia mà bằng hữu trong hội cũng có bác sĩ đông y nổi tiếng thầy châm cứu lại càng không ít nhưng giống tiêu phàm như vậy thì không có một ai cả quả thực là kỹ năng thần kỳ lục hồng nhẹ nhõm khắp người tâm trạng cũng tốt hẳn cười ha hả nói tiêu phàm bản lĩnh châm cứu này chùa con học ở đâu vậy lợi hại đến như vậy lúc nhỏ tiêu phàm vẫn thường cùng phụ thân đi tới nhà các trưởng bối chúc tết lục hồng đã gặp hắn rất nhiều lần tuy nhiên từ lúc tiêu phàm vào học ở học viện đạo giáo tiêu trạm liền không dẫn hắn đi chúc tết hay thăm viếng họ hàng thân thích nữa bộ trưởng tiêu gánh không nổi người nọ là một đồng minh chính trị thân thiết của tiêu gia lục hồng đương nhiên nghe nói qua về sự tích của tiêu phàm, người thân cận cười thầm không ngớt. Lão tiêu ra đây là muốn xuất hiện, yêu nghiệt rồi. Con cháu nhà quyền quý chính thống trở thành. Người xuất gia quả thực là điều chưa từng nghe thấy. Chỉ có điều lục hồng cũng không ngờ, trò cười của lão tiêu gia này vào thời điểm thảm hại nhất của mình bỗng nhiên hiện ra trước mặt mình, chỉ dùng bốn cây kim châm nho nhỏ trong khoảnh khắc liền giải cứu mình thoát khỏi cảnh chật vật. Tiêu phàm cười cười nói rằng, lục thúc, bệnh này của người dường như không phải là đơn giản như vậy để cháu bắt mạch cho người đối với nghi vấn của lục hồng ngay lập tức cũng không hỏi lục hồng có đồng ý hay không lìa đưa ba ngóng tay phải ra trực tiếp khoác lên mạch cổ tay của lục hồng rồi tập trung tư tưởng suy nghĩ kiểm tra lục hồng trong lòng hơi dùng mình vị đích tôn trưởng của lão tiêu gia này nhìn như nhã nhận nho nhã nhưng kỳ thực khá mạnh mẽ cứng rắn bình tĩnh nắm bắt được chủ ý trong phòng bốn người ba người kia cũng là bậc trưởng bối. Lúc này lại mơ hồ để cho hắn làm chủ. Người này lúc trước nếu không phải nhầm đường lạc lối, nói thẳng ra, có lẽ tiền đồ không thể lường trước được. Hoa giải ngữ và bác sĩ cao đều hết sức chăm chú nhìn tiêu phàm, trong lòng cũng đều dâng lên một cỗ hy vọng. Nếu như là một khắc trước, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng, lại có thể ký thác hy vọng vào một vị cán bộ phòng tôn giáo tuổi còn trẻ như vậy nhưng tiêu phàm vừa mới lộ ra bản lĩnh kia, quả thật đã trấn trụ được cả hai người. Có lẽ, tiêu phàm thật có thể chữa khỏi bệnh khó chữa này của lục hồng hay không thì cũng chưa biết được. Hai hàng lông mày của tiêu phàm liền nhau lên trong chốc lát, rồi lại đưa ngón tay đáp lên cổ tay phải của lục hồng. Ba người lục hồng ngậm chặt môi, nín thở, ai cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ quấy dày đến hắn, vẻ mặt bất giác vô tình biến đổi theo ánh mắt biến hóa của tiêu phàm. Thế nào, tiêu, tiêu, tiên sinh, ngón tay của tiêu phàm vừa rời khỏi cổ tay của lục hồng hoa giải ngữ liền vội vã hỏi han vẻ mặt có chút lo sợ trước kia bất cứ lúc nào hoa giải ngữ đều đoan trang thanh nhã dịu dàng trầm tĩnh như vậy giờ thì cũng lo lắng hỗn loạn tiêu phàm hơi trầm ngâm chậm rãi nói lục thúc thúc bệnh này của người về nguyên nhân cháu cơ bản đã rõ a hát nguyên nhân bệnh là gì ba người gần như cùng đồng thanh hỏi Vấn đề khó khăn lớn nhất mà bác sĩ Cao gặp phải chính là tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân, đúng bệnh hốt thuốc, vậy thì không khó chữa khỏi. Tiêu Phàm lại khẽ lắc đầu. Lục Thúc Thúc, hiện tại cháu vẫn không nắm chắc 10 phần, còn cần kiểm tra thêm một chút. Tuy nhiên muốn tra ra nguyên nhân bệnh thật sự, chỉ tận gốc triệt để hoàn toàn cũng không hề khó. Như vậy đi, Lục Thúc Thúc, ngày mai cháu sẽ đến văn phòng tìm người, chúng ta cùng bàn bạc lại kỹ vấn đề này hôm nay tạm thời không quấy dày, lục thúc thúc nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong liền rút bốn thanh diệp tiểu đao đâm ở trên tay và sau đầu lục hồng ra, không người về phía ba người lục hồng, hoa giải ngữ, bác sĩ cao cáo từ, nửa khắc cũng không ngừng lại. Ba người lục hồng nhất thời đưa mắt nhìn nhau, thần sắc không khỏi kinh ngạc. Cứ như vậy nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, quả thực có chút khiến người ta sửng sốt, ba người sửng sốt một hồi mà vẫn không lấy lại được tinh thần này, con trai của bộ trưởng Tiêu còn là một bác sĩ Đông y. Tiêu Phàm rời đi hồi lâu thì Hoa Giải Ngữ mới mở miệng nói, giọng điệu hết sức nghi hoặc. Lục Hồng lắc đầu nói, không nghe nói hắn là thầy thuốc, chính hắn cũng nói đang làm ở cục tôn giáo mà. Hoa Giải Ngữ thở dài nói, mặc kệ hắn làm ở nơi nào, chỉ cần chữa khỏi bệnh của ngươi, vậy là được rồi. Bác sĩ Cao cũng gật đầu liên tục nói, đúng vậy, Tây y không có cách nào Biết đâu đồng y thật sự có phương pháp, hắn ít nhất có khả năng châm cứu, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy đấy, thử xem đi. Bác sĩ Cao không hổ là phần tử trí thức thật sự, một chút cũng không có lòng ganh tị. Lục Hồng cười gật đầu. Đến lúc này, ngoại trừ gửi gắm hy vọng vào Tiêu Phàm, gã còn có lựa chọn khác sao? Chỉ là lời này, Lục Hồng sẽ không nói ra ngay trước mặt bác sĩ Cao. Vô duyên vô cớ, không cần thiết phải làm xấu mặt đồng môn lại càng không cần phải nói đến tình bằng hữu hai mươi mấy năm giữa Tiểu Cao và anh ta. Sáng ngày tiếp theo, Lục Hồng đúng giờ đi tới phòng làm việc, dặn dò thư ký, bảo cậu ta đích thân tới cổng đợi vị cán bộ trẻ tuổi Tiêu Phàm. Lục Hồng còn cố ý nói cho thư ký, Tiêu Phàm là con trai của Tiêu Trạm. Có thể ông ta không muốn cho người khác biết Tiêu Phàm là đến để chữa bệnh cho ông ta. Thứ trưởng Lục không có bệnh. Trong mắt người ngoài, Lục gia và Tiêu gia vốn mấy đời thân nhau, con của tiêu trạm đến nhà thăm hỏi Lục Hồng là điều hết sức bình thường. Qua một buổi chiều, cộng thêm một buổi tối, Lục Hồng đối với y thuật của tiểu phàm lại càng thêm tin tưởng vài phần. Suốt mười mấy giờ, cơn đau đầu choáng váng của ông ta không hề tái phát, thậm chí ngay cả triệu chứng cũng không có. Mấy tháng qua, Lục Hồng lần đầu tiên được an giấc. Bởi vì cái cơn đau đầu chết tiệt này, Thứ trưởng Lục không ngủ an giấc mấy tháng rồi. Đứa cháu này của lão tiêu ra thật là có chút tài năng. Khó trách hắn xưa kia muốn đi học đạo, xem ra Tiêu Phàm đúng là trời sinh học y, trong mắt Lục Hồng, cái gọi là học đạo và học y khác biệt cũng không nhiều lắm. Đạo gia không phải chú trọng nhất chính là luyện đan chế dược sao? Trong lịch sử có rất nhiều cao nhân đạo giáo, đồng thời lại là người giỏi bậc nhất Đông y. Khoảng 8 giờ 1 phút, thư ký dẫn Tiêu Phàm đi tới phòng làm việc của Lục Hồng. Thư ký đối với Tiêu công tử vô cùng khiêm nhường, Lục Hồng cũng rất khách khí. Tiêu Phàm vừa vào cửa, ông ta liền lập tức đứng dậy, đi vòng ra sau bàn, vào giữa phòng làm việc và bắt tay Tiêu Phàm rất thân thiết. Một trưởng bối quyền thế mà lại khách khí với hậu bối, điều này cũng ẩn hàm một sự tôn trọng của bệnh nhân đối với thầy thuốc. Nào, Tiêu Phàm, mời ngồi, mời ngồi. Bắt tay với Tiêu Phàm hỏi han đôi câu, Lục Hồng Liên Thanh mời Tiêu Phàm ngồi xuống ghế trường kỳ. Tiêu Phàm mỉm cười cảm ơn, ngồi xuống cái ghế lớn bằng da thật, Thư ký dâng lên nhanh loại trà thơm thượng hạng, thấy thứ trưởng Lục không còn phân phó gì khác, liền nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn toàn bộ bố cục ở giữa phòng làm việc. Nơi làm việc của Lục Hồng quả thực rất có quyền lực, tòa nhà văn phòng mới xây 2 năm trước đấy. Là thứ trưởng thường vụ, nhân vật thứ hai trong bộ, phòng làm việc của Lục Hồng rộng lớn vô cùng, hình thức buồng kép, kèm theo buồng vệ sinh và phòng nghỉ. Ở giữa văn phòng dùng màu vàng làm chủ đạo, tấm thảm dày màu vàng kim óng ánh bức màn lông nhung thiên nga màu vàng nhạt, ghế trường kỳ màu vàng, ngay cả lớp da của cái ghế xoay sau bàn làm việc kia cũng là màu vàng đấy. Vào thời cổ đại, màu vàng chính là màu chuyên dùng của hoàng thất. Như vậy, có thể thấy rõ bản quyền võ y gờ quyền lực ở sâu trong nội tâm của Lục Hồng là tới mức nào. Nhưng có thể nhất thời thể hiện, dã tâm của Lục Hồng lại không phải là màu vàng đầy phòng, mà là bức tranh treo phía trên đằng sau chỗ ngồi của gã ta. Đó là một bức viết cuồng thảo, chữ viết chính là của vĩ nhân, phong cảnh vô hạn ở ngọn núi cao và hiểm trở. Nhìn kỹ đương nhiên không phải chính tay vĩ nhân viết, chỉ có điều người viết phỏng theo này là không thể coi thường. Là một vị đại sư văn học chứ danh, sau khi lập quốc, ở trong nước có một lần được tôn là nghiêu nhân của văn học Thái Sơn bắc đầu. Hơn nữa chức vụ và đãi ngộ đều rất cao, là chỗ ngồi cao quý của quan đại thần đầu sỏ. Vị văn học Thái Sơn bắc đầu này từng rất thích phỏng theo thể chữ của vĩ nhân để viết thơ xem nơi ghi tên người nhận và câu đề tặng của bức này chính là quà tặng của đại sư văn học viết tặng phụ thân của lục hồng dựa vào thân phận và địa vị của lục lão gia tử đương nhiên xứng đáng được đại sư văn học viết thơ phỏng theo chữ của vĩ nhân đem tặng lão ra qua đời hai năm trước lục hồng liền đem bức chữ này đóng khung treo trong phòng làm việc của mình thứ nhất là để đề cao thân phận thứ hai dùng cái này để bày tỏ sự hiếu thuận và tưởng niệm đối với phụ thân về phần thứ ba đương nhiên là biểu đạt nhu cầu chính trị của mình rồi. Càng là ngọn núi cao đường xa, càng là phong quang vô hạn. Thấy Tiêu Phàm quan sát phòng làm việc của mình, Lục Hồng cũng không vội mở lời, trên mặt vô tình lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Phòng làm việc rộng lớn như thế này, đoán chắc là tìm không thấy trong cục tôn giáo bên kia. Phòng làm việc của bộ trưởng Tiêu Trạm so với của Lục Hồng thì đơn sơ nhiều lắm. Cẩn thận nhìn qua cách bố trí của toàn bộ phòng làm việc tiêu phàm cơ bản đã hiểu rõ. Hôm qua hắn bắt mạch cho lục hồng, cảm giác được rất rõ ràng trong cơ thể lục hồng có một luồng âm sát khí dày đặc. Dòng âm sát khí này không chỉ khiến cho lục hồng phát bệnh, đau đầu không dứt, thậm chí còn thay đổi cả tướng mạo và vận trình của lục hồng. Tình hình như thế này lại hoàn toàn không thuộc phạm trù của y học, chứng bệnh đau đầu của lục hồng kéo dài không dứt, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, cũng là bởi âm sát khí đang quấy phá. Hiện tại, Tiêu Phàm đã tìm được nơi phát ra loại âm sát khí này. Ngay tại gian phòng này, bố cục phong thủy của phòng làm việc có vấn đề. chương 118, chấn sát. Tiêu Phàm, thuật châm cứu này của cháu thật là cao siêu, tối hôm qua ta nằm xuống ngủ một giấc ngon. Ôi chao, mấy tháng rồi không có ngày nào ngủ được an ổn như vậy cả, lục thúc thúc cảm ơn cháu. Chờ ánh mắt của Tiêu Phàm về phía mình, lục hồng lúc này mới cười nói. Tiêu Phàm vội kho người nói. Lục Thúc Thúc, người là trưởng bối, nói như vậy cháu có chút ái ngại. Lục lão gia tử lúc còn sống, giao tình của Lục gia và Tiêu gia quả thực không thể tầm thường, coi như hiện tại, trong mắt người ngoài, Tiêu Lục vẫn là người một nhà. Sự khác nhau của Lục Hồng và Tiêu Trạm, các hào môn thế gia khác đối với sự lôi kéo của Lục Hồng đều ẩn giấu dưới nước, người bình thường không thể hiểu hết. Lục Hồng khoát tay áo cười nói: "Tiêu phàm, người trẻ tuổi cẩn thận khiêm tốn là chuyện tốt." nhưng không nên khiêm tốn quá mức đó là kiêu ngạo nha hôm qua ở đây cháu có biết vị bác sĩ kia là ai không cao ngọc trấn bạn học của ta đã từng du học châu âu là một bác sĩ y học giáo sư của trường đại học y khoa thủ đô chuyên gia khoa não nổi tiếng cả nước ngay cả cậu ta cũng khâm phục cháu như vậy còn nói rõ điều gì đây chứng tỏ y thuật châm cứu của cháu quả thật có chỗ độc đáo điều này là rất tốt lục hồng cũng không phải thích thường xuyên khích lệ tính cách của người khác ca ngợi tiêu phàm như thế đối với ông ta mà nói có thể coi như là đặc biệt phá lệ. tiêu phàm nói lục thúc thúc bệnh đau đầu này của người châm cứu chỉ có thể trị phần ngọn khó có thể trị tận gốc cháu châm cứu cho người một lần hiệu quả hai ba ngày là cùng muốn trừ tận gốc còn phải tìm nguyên nhân căn bản vẻ mặt của lục hồng lại nghiêm trọng nói ừ muốn trị được bệnh là phải có đạo lý như vậy hôm qua nói ở quán trà Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không chịu nói ra nguyên nhân bệnh của ông ta, thật ra Lục Hồng rất là tán thưởng. Không hổ là con cháu chính thống của hào môn thế gia, phải chú ý trường hợp. Mặc dù Hoa Giải Ngữ và Cao Ngọc Trấn có thể đều là người tín nhiệm, nhưng Tiêu Phàm cũng không biết quan hệ giữa họ. Nói năng thận trọng, ở người trẻ tuổi, phần này vô cùng khó. Tiêu Phàm cũng không vội vã nói nguyên nhân bệnh của ông ta, mà là đứng dậy, quan sát bố cục ở giữa văn phòng, hai hàng long mày hơi hơi nhíu lên, hỏi. Lục thúc thúc, văn phòng này người dùng bao lâu rồi? Lục Hồng cũng đứng dậy đi theo. Ba bốn năm rồi đấy. Sau khi ta đến bộ phận quản lý công tác, làm việc tại chỗ này, toàn bộ tầng này là khu vực làm việc của trưởng ban. Bốn năm trước, Lục Hồng trở thành phó trưởng ban vẫn sử dụng gian phòng làm việc này. Thế nào, văn phòng có vấn đề gì không? Lục Hồng nói hơi khẩn trương. Chẳng lẽ nguyên nhân bệnh của mình nằm ở bố cục của gian phòng làm việc này? Nghĩ lại cũng có lý, sau khi mình chuyển vào gian phòng này mới dần dần xuất hiện triệu chứng đau đầu. Tiêu Phàm chẳng nói đúng sai, hỏi tiếp: "Lục thúc, bố trí của văn phòng này có phải đã từng thay đổi không?" Tiêu Phàm nhìn ra được cách bố cục của văn phòng này, hoàn toàn đã được thuật sĩ phong thủy chỉ điểm, bố trí đồ dùng trong nhà và kết cấu kỳ quan bát quái đều không bàn mà hợp ý nhau, lúc trước vị tiên sinh kia chỉ bảo bố cục coi như là chi sĩ xuất sắc, sắp xếp rất có kỹ năng trong việc bài trí phong thủy mời đại sư phong thủy chỉ điểm bố cục văn phòng đã trở nên rất thịnh hành trong những năm gần đây bất kể là cơ quan văn phòng hay là công ty kinh doanh lúc khai trương thường đều mời người tinh thông phong thủy chỉ điểm chẳng qua đơn vị cơ quan giấu kín nhiều hơn so với người làm ăn công khai lúc xây dựng thành công tòa nhà này lục hồng cũng vừa được lên chức thứ trưởng nhìn từ điểm này lục hồng tin vào phong thủy học chí ít không ghét đây cũng rất tốt tiêu phàm đỡ phải nói nhiều nếu như lục hồng giống như tiêu chạm hoàn toàn chẳng thèm ngó tới đối với mấy cái phong thủy học này muốn thuyết phục ông còn phải tốn nhiều công sức vẻ mặt lục hồng lại thêm căng thẳng hai hàng lông mày vắt thành chữ xuyên suy nghĩ kỹ rồi nói không bố cục không có thay đổi vẫn luôn là cái dạng này tiêu phàm cẩn thận nhìn tướng mạo của ông ta một chút hỏi thế thì bệnh đau đầu này của lục thúc thúc bắt đầu sớm nhất từ khi nào lục hồng nói ba bốn năm trước ấy, nói ra thật đúng là có điểm trùng hợp, hình như ta đến văn phòng này không lâu, thì bắt đầu bị bệnh đau đầu rồi. Miệng nói là vậy, nhưng Lục Hồng trong lòng lại bất an. Ông chợt nhớ tới cháu trưởng tôn của tiêu gia này là người học đạo, học phong thủy, kế thừa đạo gia, thấy tiêu phàm như vậy, Lục Hồng tin tưởng, khẳng định tiêu phàm vô cùng tinh thông phong thủy. Nếu tiêu phàm trực tiếp chạy đến phòng làm việc của ông như vậy, thần thần bí bí mà nhìn đông nhìn tây, sau đó ám chỉ bố cục của phòng làm việc có vấn đề lục hồng nhất định sẽ rẻ biểu thậm chí không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách thân là quan đại thần nắm giữ thực quyền nhân vật tiên phong thế hệ thứ hai của hào môn thế gia làm sao có thể có chuyện người nào cũng có thể giả thần giả quỷ trước mặt ông được chứ cho dù là con cháu của tiêu gia cũng không được như vậy nhưng hôm qua tiêu phàm đã bộc lộ sự tài giỏi kia thật sự là đã trấn trụ được lục hồng Cao Ngọc Trấn tiêm cho ông loại húc mần ký bản quyền tê ý bản quyền giảm đau, một phát tiêm chỉ có hiệu quả trong mấy giờ. Tiêu phàm châm cứu một lần có thể giữ trong 2-3 ngày mà vẫn không hề có tác dụng phụ, đây chính là sự khác biệt. Lúc này xem ra, căn bệnh đau đầu này của ông ta có thể chỉ tận gốc đúng với nguyện vọng của Lục Hồng rồi. Tiêu phàm ngẩng đầu nhìn lên bức tranh treo trên vách tường sau bàn làm việc, hỏi. Lục thúc thúc, bức tranh này cũng được treo lên từ 4 năm trước ư lục hồng ngẩn ra ngay lập tức nói đây cũng không phải treo từ hai năm trước đấy bước này lão gia thích nhất sau khi lão gia qua đời ta liền lấy treo ở trong này cũng là bày tỏ niềm thương nhớ và hoài niệm đối với ông ấy tiêu phàm khẽ gật đầu nói lục thúc thúc bệnh đau đầu này có phải từ lúc đó liền trở nên nghiêm trọng hơn không lục hồng giật mình kinh hãi cẩn thận tưởng tượng không kìm nổi gật đầu nói ta trước kia thật ra chưa từng liên tưởng qua một nhắc nhở này của cháu thật sự chính là có chuyện như vậy. Bức họa này, Lục Hồng chưa dứt lời. Bức tranh biểu ngữ này tại thư phòng lão gia tử đã hơn 20 năm qua cũng không thấy chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ khi tới văn phòng của ông ta rồi thì liền có vấn đề? Nhưng giải thích này lại không có chút hợp lý. Tiêu Phàm nói, "Lục thúc thúc, xin thứ cho cháu nói thẳng, bức tranh biểu ngữ này treo trong phòng của Lục gia gia không có gì kiêng kỵ, nhưng treo ở trong phòng của thúc mà còn chính vị trí này cũng rất không ổn lục hồng trầm ngâm hỏi không ổn như thế nào bức biểu ngữ nào là thơ vĩ nhân mục đại sư tự tay phỏng theo bút tích của vua thật đáng quý lục gia gia là người có công lớn trong việc dựng nước lại là băng hữu với mục đại sư nên văn tự qua lại giữa bạn bè là điều bình thường tiêu phàm giải thích hơi mịt mờ cũng không nói quá rõ ràng nhưng hắn tin lục hồng nhất định hiểu rõ ý của hắn thơ vĩ nhân bút tích thiên tử đại sư phòng theo trọng khí như vậy tuyệt đối không phải người bình thường đều có thể chấp nhận được nếu lục hồng chỉ là người yêu thư pháp bình thường thôi thì không có nhiều vấn đề nhưng lục hồng lại là một quan đại thần đầy tham vọng quyết không lùi bước bức biểu ngữ lại chân áp vào đầu như vậy ông ấy làm sao ngăn cản được ngoài ra mấu chốt nhất chính là treo ở vị trí này không đúng tiêu phàm lại thêm một câu rất là nghiêm túc vị trí không đúng ư không đúng như thế nào lục hồng vội vàng hỏi lục thúc thúc bố cục văn phòng và cách cục của kỳ môn bát quái đều không bàn mà hợp ý nhau đúng là sinh môn kỳ môn bát quái vốn là vô cùng tốt đấy trước kia người treo bức tranh gì ở vị trí kia a à, đúng là một bức hoa nở phú quý bức tranh hoa mẫu đơn tiêu phàm liền cười nói vậy rất phù hợp mẫu đơn là hoa khôi phú quý mà không kiêu xa vô cùng phù hợp với lục thúc thúc Bức tranh này cháu đề nghị hay là thuốc nên đổi lại, trước kia treo ở đâu thì bây giờ treo ở đó. Tranh thuần chất quý khí như vậy, sinh môn một mực chấn trụ lục hồng, che hết tất cả sinh khí ở bên ngoài của phòng làm việc, mỗi ngày lục hồng ngồi ở đây làm việc, làm sao có thể không sinh bệnh. Đây hay là bởi vì vận thế của bản thân lục hồng cực mạnh, số làm quan tốt, đổi một người khác, chỉ sợ sớm đã xuất hiện vấn đề lớn rồi. Dù là như vậy, trong 20 năm qua chứng đau đầu cũng gây sức ép đối với Lục Hồng, làm rối tinh rối mù, suýt nữa là bở lỡ việc lớn. Được, ta gọi người đổi lại ngay. Lục Hồng gật đầu liên tục, nói thực ông ta đối với tiêu phàm cũng không phải là tin tới 10 phần, dẫu sao thì tiêu phàm cũng còn quá trẻ, lại là hậu bối quen biết. Chẳng qua là tiêu phàm nói chuẩn xác và cực kỳ ăn khớp với tình hình phát bệnh của ông ta, khiến ông ta không thể không tin. Chỉ có điều, tiêu phàm, Bệnh đau đầu này của ta là bắt đầu từ 3 4 năm trước." Lục Hồng lập tức lại đưa ra thắc mắc, "Nếu như nói bệnh đau đầu của ông ấy và bức tranh này có liên quan, thì thời điểm trên lại không khớp. 4 năm trước, bức tranh này còn treo ở trong thư phòng của Lục lão gia tử, không có liên quan nhiều với ông ta." Tiêu Phàm cười cười nói, "Lục thúc thúc, tranh này không phải là nguyên nhân duy nhất, cháu nhìn lại một chút." Nói xong, liền đi về phía bàn làm việc của Lục Hồng, ánh mắt phung mạnh lập tức liền định lại nhìn ngay cái chặn giấy ở trên mặt bàn. đây là một cái chặn giấy đồng thao hình rồng hết sức đặc biệt, dài chừng một tấc 2, hoa văn là bốn chân rồng bay sen kẽ nhau, nét vẽ tuyệt đẹp, tạo hình phức tạp, hoa văn trên thân rồng loang lổ nhiều màu, đậm phong cách cổ, có vẻ không ăn khớp với toàn bộ thiết bị hiện đại hóa trong văn phòng. tiêu phàm đưa tay cầm cái chặn giấy hình rồng lên, đầy hứng thú quan sát kỹ lưỡng, duỗi ngón tay chậm rãi lướt qua trên thân rồng, lập tức cảm nhận được một cỗ khí kỳ lạ lục thúc thúc cái trận giấy này khá thú vị đấy tiêu phàm khẽ cười nói lục hồng cười nói a à, cái trận giấy này là của một vị bằng hữu tặng cho đấy y rất thích vật kiện cổ nghe nói tống huy tông đã dùng qua cái trận giấy này ha ha tống huy tông là bậc thầy thư pháp đã dùng qua không ít tứ bảo văn phòng bút giấy mực nhiên có điều trải qua nhiều sóng gió những thứ ông đã dùng qua tổn thế rất ít bạn của ta đào được cái trận giấy này liền tặng nó cho ta. Thì ra là thế. Tiêu phàm khẽ gật đầu. chương 119, có qua có lại mới tọa lòng nhau chú đã chuyển cái trận giấy này tới phòng làm việc ư. Tiêu phàm hỏi. Đúng. Lục Hồng gật đầu. Cái trận giấy này vốn là bằng hữu chúc mừng ông thăng quan mà tặng, ý nịnh nọt rất rõ ràng. Hiện nay, cán bộ có mấy người bằng hữu chân chính. Hạng người rượu thịt thật ra số lượng cũng không ít. Lục Hồng quyền cao chức trọng, thân phận cao quý, rất nhiều người tranh nhau nịnh nọt ông ta, cũng hợp lý. Cái trận giấy hình rồng bằng đồng nãy bề ngoài cũng không đẹp, màu xanh đồng loang lổ, rất cũ kỹ. Lục Hồng nhìn thấy nó có tạo hình rồng bay, cảm thấy rất có ngụ ý, lại nghe nói là đồ mà Tống Huy Tông đã dùng qua, liền lưu tại văn phòng. Tống Huy Tông trong lịch sử có danh hôn quân, phong quốc thất thân, cảnh già thê lương. Nhưng bất kể nói thế nào, thì ông ấy cũng là thiên tử chính thống, đã từng làm hoàng đế hơn 20 năm. Một hoàng đế như vậy đã dùng qua đồ vật này, giá trị lại xa xỉ, cũng coi như rất hợp với thân phận của Lục Hồng. Tiêu phàm cầm cái chặn giấy hình rồng, tiến dần về phía của sổ, quay về phía mặt trời, nhiều lần nghiệm xem. Lục Hồng hỏi, tiêu phàm, cháu cũng thành thạo trong việc giám định và thưởng thức đồ cổ nhỉ. Cái chặn giấy nào Lục Hồng cũng từng đích thân mời thạc sĩ ngành đồ cổ giám định qua, xác định đích thực là chính phẩm xuất xứ từ đời tống, còn thực sự có nguồn gốc từ hoàng thất hay không cũng không kết luận được. Nhưng theo cái hoa văn rồng bay thì chắc chắn 80% thật sự là báu vật của hoàng thất. Mặc dù bác Tống không hề giống với thời kỳ nguyên minh chặt chẽ về mặt pháp lý như thế, chính sách thi hành độc đoán, tuy nhiên lý lẽ của vua và quần thần lại lớn, tư tưởng của nhân dân bắt đầu bị trói buộc hết sức nghiêm khắc. Bình thường quan phủ dân gian không dám sử dụng khí cụ hình rồng. Nếu bị người tố cáo, không lớn không nhỏ cũng là tội danh. Tiêu Phàm mỉm cười nói: hiểu sơ một chút, lục thúc thúc, cái trận giấy hình rồng này đúng là xuất xứ từ thời kỳ Bắc Tống, chính phẩm không thể nghi ngờ. Với lại cũng có thể là đồ dùng hoàng thất." Tiêu Phàm đã cảm nhận được một làn hơi thở của hoàng đế chí tôn từ trên cái trận giấy hình rồng. Mặc dù niên đại đã lâu, làn hơi này đã sớm trở nên nhạt vô cùng, như có như không. Nhưng một cao minh về thuật pháp của vô cực môn, Tiêu Phàm thân là trưởng giáo chân nhân đời thứ 64, trình độ thuật pháp cao hơn so với người thưởng thức đồ cổ bình thường. Hơi thở của Hoàng đế trí tôn này vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng có phải từ tay Hoàng đế hay không, khó mà có thể nhận định được. Nếu người bằng hữu kia của Lục Hồng nói là vật của Hoàng đế ngự dùng, chắc hẳn cũng là có nguyên nhân. Tiêu phàm từ trước tới nay đều không kiêu ngạo, tuyệt không cho là mình biết giám định và thưởng thức đồ cổ, được xem là trình độ cao nhất của lĩnh vực này. Cái gọi là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác thế giới to lớn kỳ tài kiệt xuất chi sĩ diễn ra vô số kể người có thiên phú dị bẩm vô cùng hiếm cùng kỳ cả đợi y chìm đắm vào lĩnh vực đồ cổ và đánh giá cổ kỹ năng giám định và thưởng thức cao hơn tiêu phàm là lẽ đương nhiên điều này không có cái gì kỳ quái cả thiên hạ đệ nhất nói tới thì dễ muốn làm được thật khó khăn biết bao coi như là thi đấu thể thao hoàn toàn không có ai có thể cả đời duy trì đứng đầu thế giới, không người nào vượt qua chuẩn mực. Tiêu phàm khẽ thở dài, nói. Lục thúc thúc, nói hoàng đế mặc dù là một hôn quân, cảnh già lạnh lẽo, chết tha hương nơi đất khách quê người, thân hóa cho bụi, dù sao cũng là hoàng đế đứng đắn chân mệnh thiên tử 25 năm. Đồ vật ông ấy đã dùng qua, đặt ở vị trí sinh môn của kỳ môn bát quái, kết hợp với bức tranh sau lưng người, một vị tri quân lập quốc, một vị tri quân mất nước, cộng thêm với mục đại sư tạo thành một môi trường nhỏ toàn vẹn mỗi ngày người ngồi ở trong cái môi trường này làm việc cơ bản đã ngăn cách với bên ngoài rồi cho dù có chỉnh sửa bố cục phong thủy ở giữa văn phòng đối với người cũng không có chút tác dụng nào sinh các khí hoàn toàn không vào được loại lực chân áp này thực sự rất khó ngăn cản lục hồng không khỏi kinh ngạc hơi lắp bắp nói chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ này tiêu phàm khẽ gật đầu nhìn tướng mạo của lục hồng mặc dù đại phú đại quý là quan nhất phẩm. Nhưng dù thế nào cũng không chống đỡ nổi hai vị trí tôn trấn áp sinh môn. Vua và quần thần có sự khác biệt. Giữa sự tranh lệch này cũng không phải là nhỏ. Lục thúc thúc, cái chặn giấy này không thể dùng, tốt nhất là người đem cất nó đi. Được rồi, được rồi, ta không cần nữa, tặng cho cháu. A, à, tiêu phàm, ta không có ác ý. Nếu cháu thông thạo phong thủy, có lẽ không thành vấn đề chứ. Thứ này chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng tới cháu phải vậy không? Lục Hồng thuận miệng nói, lập tức không hợp ý, liền giải thích mấy câu. Mặc dù là chính phẩm cổ, lại là vật của hoàng thất. Nhưng đối với người có chướng ngại, bản thân không dùng được, lại muốn tặng cho tiêu phàm, không thể nói ra điều này. Lục Hồng cũng không nghĩ lại, buột miệng nói ra. Tiêu phàm cười nói. Lục thúc thúc, vật quý nãy thực tặng cho cháu ư. Đương nhiên là tặng, nếu cháu thích thì cứ việc lấy đi. Lục Hồng nói một hơi. Hiện tại cái chặn giấy hình rồng này ở trong mắt lục hồng quả thực chính là tai vật đại hung lớn, không thể lập tức ném ra ngoài, lại cũng không muốn nhìn thấy. Tốt lắm, vậy thì cháu không khách khí, cháu sẽ tạm thời bảo quản. Lục thúc thúc, khi nào muốn lấy lại, cháu sẽ trả về. Lục hồng liền trừng mắt, nói. Tiêu phàm, cháu nói gì vậy? Đánh vào mặt lục thúc thúc sao? Nếu tặng cho cháu rồi, ở đâu có cái đạo lý phải trả về chứ? Cho dù đó là một món đồ cổ, có thể bán đi hơn mấy chục ngàn đồng tiền, Lục Hồng cũng không thèm để ý chút nào. Tiêu phàm tìm ra nguyên nhân bệnh cho ông ta, căn bản nên trả thù lao. Chỉ có điều Lục Hồng chưa chắc, tiêu phàm sẽ nhận tiền vật của ông ta hay không, lúc này đem cái chặn giấy hình rồng đưa cho hắn để làm thù lao. Nhưng thật ra Lục Hồng hy vọng, thứ này có thể bán đi với giá tốt. Cái chặn giấy hình rồng này giá càng cao, không phải đã nói lên ông ta trả thù lao càng nhiều sao. Thứ trưởng Lục Tiền không thiếu, Tiêu Phàm hơi cười cười cảm tạ Lục Hồng. Cái trận giấy này, Tiêu Phàm ước chừng giá cả của thị trường ít nhất là từ 200 ngàn trở lên. Tuy nhiên Tiêu Phàm thật sự không có ý định bán ra, bên trong mật thất dưới đất tại chỉ thủy quan còn cất chứa rất nhiều báu vật cổ. Riêng trước đây ít năm, Tiêu Phàm đi theo sư phụ vào thị trường đồ cổ, số lượng bảo bối tìm được cũng không ít. Theo sự thành thục của thị trường đồ cổ trong nước, những thứ lúc trước đào được, hiện tại giá trị đã tăng lên rất nhiều. Nghiêm túc mà nói, tiêu lão đại cũng không thiếu tiền. Tiêu phàm định đem cái chặn giấy này đưa cho tiêu thiên. Chờ hắn thuyết phục tiêu thiên đến thôn Hồng Sơn làm bí thư chi bộ, khiến cậu ta đem cái chặn giấy này mang theo bên người. Tiêu thiên là mệnh thiên tử trí tôn, phú quý vô cực, vật phẩm hoàng thất giao cho cậu ta sử dụng sẽ không có kiêng kỵ gì. Ngược lại tướng mệnh thiên tử của cậu ta sẽ càng thêm thịnh vượng. Về phần lục hồng, lại là không chịu nổi. Tiêu phàm cầm cái chặn giấy, kiểm tra cẩn thận lại, rồi không bỏ qua việc chỉnh sửa ở giữa văn phòng, ngay cả phòng vệ sinh và phòng nghỉ cũng không bỏ sót. Sau khi phát hiện không có gì không ổn thỏa nữa, liền chậm rãi ngồi xuống ghê sofa. Lục Hồng cũng vội ngồi theo. Bất giác, Lục Hồng rất đối tin phục tiêu phàm. Bởi vì gã ta vốn là khá tin vào phong thủy học, tiêu phàm nói rõ đạo lý, Lục Hồng không thể không tin được. Lục thúc thúc, để cháu bắt lại mạch cho người. Được lục hồng vội đưa tay trái ra đặt ở trên bàn vén tay áo lên tiêu phàm đưa ba ngón tay nhẹ nhàng khoác lên mạch cổ tay của lục hồng kiểm tra một chút có vẻ trong cơ thể của lục hồng vẫn còn rối rắm đây là điều hết sức bình thường bức tranh chưa rời đi cái chặn giấy hình rồng vẫn ở trong tay hắn lề lối phong thủy ở giữa phòng vẫn như cũ hơn nữa cho dù lục hồng ngay lập tức đem bức tranh chuyển đi phải ngưng tụ sinh khát khí lại từ đầu chỉnh sửa toàn bộ căn phòng cũng cần phải có thời gian trong cơ thể này, những âm sát khí muốn thay đổi hết tất cả, công phu chưa tới nửa năm là làm không được. Bốn năm ứ động, 6 tháng biến đổi hết xem như là rất nhanh rồi. Tiêu Phàm thu ngón tay về, trầm ngâm nói. Lục thúc thúc, mặc dù đã tìm ra nguyên nhân, cũng có thể hóa giải được. Nhưng vẫn cần một chút thời gian, có thể hơn mấy tháng, trong khoảng thời gian này, bệnh đau đầu của người sẽ dần dần khỏi hẳn, có điều trước hai tháng vẫn sẽ thường xuyên phát tác. 2 tháng lục hồng lại hít một hơi lạnh loại đau đầu cảm giác như muốn nứt da này đừng nói là hai tháng dù cho một lần ông ấy cũng không muốn thử lại tiêu phàm không có biện pháp xử ký nhanh sao lục hồng hỏi dò nhìn về ánh mắt của tiêu phàm tràn đầy sự kỳ vọng tiêu phàm cười nói lục thúc thúc đường tắt không phải là không có như vậy đi cháu kê đơn thuốc người theo đơn thuốc mà uống có thể giảm nhẹ cơn đau mang đến kiên trì dùng ba tháng về sau cũng sẽ không quá khó chịu. Nửa năm sau, cơ bản sẽ khỏi hẳn, chắc có lẽ không tái phát nữa. Tốt, ta lấy giấy bút cho cháu, cháu viết, cháu viết. Thứ trưởng Lục lúc này cũng bất chấp thân phận tôn quý của mình đứng dậy, bước nhanh tới bàn làm việc, cầm giấy bút lại, hai tay đưa lần lượt tới trước mặt Tiêu Phàm, có chút sốt ruột. Tiêu Phàm liền cầm giấy bút, viết. Lục Hồng cầm xem đi xem lại một lần, cũng không hiểu thế nào, liền không hỏi nữa, gấp lại rồi đứng dậy bỏ vào túi một cách trân trọng. Vật nào là tiêu phàm đưa cho, không đến nỗi là lừa gạt. Cất xong đơn thuốc, lục hồng nhẹ nhõm khắp người, cười nói. Ái cha, tiêu phàm à, không thể tưởng tượng được, cháu còn là một người đa tài, y thuật bói toán tinh tường, thông thạo mọi thứ. Không tệ, không tệ, khá lắm. Tiêu phàm cười cười, bưng chén trà lên uống. Lục hồng là người biết chuyện, lại cười ha hả mà hỏi hỏi. Tiêu phàm, ta thấy cha cháu, bộ trưởng tiêu vì chuyện làm ăn thường làm việc vất vả quá mức thân thể cũng không tốt như vậy cháu đã thông thạo y thuật có phải cũng kê đơn thuốc điều trị cho ông ấy hay không tiêu phàm cười mỉm đáp lục thúc thúc đơn thuốc điều trị cháu cũng từng kê cho cha cháu rồi hai người cũng là bạn cũng nhiều năm rồi tính của ông ấy chú cũng rõ mà chính là quá chăm chỉ quá cố chấp với công việc chúng cháu khuyên thế nào ông ấy cũng không nghe phận làm con chỉ có thể lo lắng trong lòng thực không có biện pháp. Lục thúc thúc, nếu rảnh, người có thể khuyên ông ấy giúp cháu một chút không, chuyện làm ăn thuận theo tự nhiên, ép buộc quá cũng không được. Lục Hồng rất trịnh trọng nói. Được, tiêu phàm, cháu yên tâm đi, hai ngày này ta sẽ cùng cha cháu hàn huyên một chút. Chuyện làm ăn, mọi người cùng phối hợp lẫn nhau, luôn có thể tìm ra được biện pháp giải quyết. Vâng, cảm ơn lục thúc thúc. Tiêu phàm cúi đầu, thành khẩn nói. chương 120, lang quân thanh tú. Tiêu Trạm không có ở nhà cấp 4 của lão gia tử, ông ấy ở trong ký túc xá cán bộ. Bộ trưởng Tiêu là một hiếu tử, lẽ ra nên ở nhà cùng cha. Hơn nữa lão thái thái sau khi qua đời, lão gia tử thân đơn bóng chiếc, phận làm con càng phải ở bên cạnh. Nhưng Tiêu Trạm cũng có chỗ khó xử. Đó chính là thái độ của ông ấy đối với công việc cực kỳ nghiêm túc, hầu như không có khái niệm tan làm, càng không có khái niệm nghỉ lễ. Nhiều khi, ở nhà cùng các đồng chí trong bộ bàn bạc công việc, thường xuyên làm việc đến 11-12 giờ tối. Nếu mà ở cùng một chỗ với lão gia, ắt sẽ làm phiền đến việc nghỉ ngơi của ông cụ. Cuối cùng vẫn là ông cụ chính miệng chỉ thị để ông ấy tiếp tục ở trong ký túc xá cán bộ, không cần dọn đến nhà cấp 4 ở. Có trách nhiệm nghiêm túc với công việc là chuyện tốt, ông cụ không muốn vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của con. Nơi tiêu trạm ở chính là ký túc xá cán bộ cao cấp 4 phòng 2 sảnh, diện tích khoảng 160 mét vuông. Ngày thường ông và vợ giản Tú Hoa cùng hai đứa con trai đều ở ký túc xá của đơn vị. Tiêu Phạm phải tu luyện, Tiêu Thiên lại không muốn ở cùng với cha mẹ, sợ bị mắng. Căn nhà to như vậy, luôn có vẻ trống rỗng. Chắc đây là một trong những nguyên nhân Tiêu Trạm thích bàn bạc công việc với các đồng nghiệp tại nhà. Tuy nhiên hôm nay, phòng 601 của toàn nhà bộ trưởng lại rất yên tĩnh. Không có khách tới chơi. Tiêu Trạm ngồi ở ghế sofa phòng khách, một chén chè xanh Mở tivi kênh nghệ thuật dân gian, nghe kinh kịch, tay vỗ vào đùi mình, đồng nhịp, nhẹ nhàng ngân nga theo điệu hát, có chút dương dương tự đắc. Giản Tú Hoa cười nói: "Lão Tiêu, hôm nay sao mà cao hứng như vậy?" Giản Tú Hoa và Tiêu Trạm cùng tuổi với nhau, xuất thân từ một hào môn thế gia khác. Hai người khi còn bé sống tại một khu nhà nhỏ, được cho là Thanh Mai Trúc Mã. Về sau cùng cố gắng học tập, cùng nhau rời thôn, một cách tự nhiên họ đi đến với nhau kể từ sau khi lên cương vị lãnh đạo chủ chốt lúc này hai hàng lông mày của ông nhíu chặt đi rất nhiều thời khắc hạnh phúc như vậy thật sự là hiếm giản tú hoa thấy vậy trong lòng quả là vui mừng tiêu chạm cười nói chính sách kia được thông qua rồi lòng tôi như chút được gánh nặng tự nhiên thấy thoải mái hơn rồi vậy sao lục hồng rốt cuộc nghĩ thông suốt không dùng rằng với ông nữa à giản tú hoa vừa nghe xong lại càng phấn chấn trong khoảng thời gian này vì cái chuyện chính sách kia, tiêu Trạm và lục hồng hai lần đàm phán đều ra về chẳng vui, trong đầu nghẹn một nỗi hờn dỗi không phát ra. Việc này à, vốn phải là do chúng ta làm chủ, đó chính là ông ta gây chuyện. Tiêu chạm khẽ, hư, một tiếng nói. Giản tú hoa buông tạp chí trong tay, hạ giọng nói. Ê, làm thế nào tôi nghe nói hai ngày trước, lục hồng đi đại nội gặp một đồng chí nào đó, đã làm trò cười cho thiên hạ. Mồ hôi đầm đìa, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mặc dù Lục Hồng cố gắng giấu giếm tin tức này, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, rốt cục vẫn bị lộ ra ngoài. Ông ta quản được thư ký và lái xe của mình, cũng tin được Hoa Giải Ngữ và Cao Ngọc Trấn sẽ không truyền bá khắp nơi. Nhưng lại không quản được nhân viên của văn phòng thủ trưởng. Lục Hồng quyền cao chức trọng, lại là đứa cháu đầu của nhà lão Lục gia, tin tức như vậy luôn được truyền bá vô cùng nhanh. Tiêu Trạm chừng mắt liếc vợ một cái, có chút không hài lòng nói. Tin đồn nhỏ, không cần để ý. Thật ra tình huống này Tiêu Trạm cũng biết, đường dây tin tức của ông một chút cũng không bị nghẽn, thân là nhân vật tiên phong, tiêu hệ tin tức không nhanh không được. Nhưng Tiêu Trạm là quân tử chính trực, không muốn bàn luận chuyện thị phi. Giản Tú Hoa căn bản cũng biết quy củ này của chồng, chỉ là quan hệ hai nhà Tiêu Lục không bình thường, lúc này mới nhắc tới việc này trước mặt Tiêu Trạm. Thấy Tiêu Trạm không muốn đàm luận, cũng liền không nhiều lời nữa. Nguyễn là Tiêu Trạm có thể tiếp tục duy trì tâm trạng tốt này, giản tú hoa cũng đủ hài lòng rồi. Chính là trong nhà quá an tĩnh, giản tú hoa vốn không phải là người thích náo nhiệt, nhưng qua nhiều năm như vậy, trong nhà lúc nào cũng có người đến người đi, cũng đã thành thói quen. Bỗng nhiên an tĩnh, trái lại có chút không được tự nhiên. Tôi gọi điện cho bọn nhỏ để bọn nó về nhà ăn cơm. Giản tú hoa nói thì thầm một tiếng, nhưng không di chuyển, liếc qua Tiêu Trạm. Giản tú hoa hiểu rõ. Hai người con trai không chính khí chính là vải ngược của Tiêu Trạm, rồng có phải ngược, động vào tất nổi giận. Thế nhưng mà làm mẫu thân, làm gì có đạo lý không nhớ tới con chứ? Tiêu Trạm có mất hứng, Giản Tú Hoa cũng phải nói. Tiêu Trạm lại hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào. Giản Tú Hoa cũng không quan tâm ông ấy, lấy điện thoại cầm tay ra, đứng dậy đi về hướng ban công. Mới đi chưa được hai bước, di động liền vang lên, Giản Thanh Tú Hoa vừa nhìn Đúng là mã số của Tiêu Thiên, vội bấm nút trả lời, hạ giọng, "Alo, một câu. Mẹ, mẹ có ở nhà không? Mở cửa, mở cửa, con đang ở cửa đây." Tiêu Thiên cười hì hì nói. Rõ ràng chuông cửa không ấn, lại muốn gọi điện thoại cho mẹ, đây cũng là Tiêu Thiên sau mấy lần bị giáo huấn đau đớn thê thảm, đã rút ra kinh nghiệm quý báu. Trước khi về nhà, gọi điện cho mẹ trước, thám thính một chút tin tức rồi nói sau. Nếu cha tâm trạng không tệ, thì về nhà cùng lắm là bị thuyết giáo vài câu. Nếu như bộ trưởng tiêu tâm tình rất tệ, thì tiêu thiên cũng chỉ đành không trở về nhà. Đó cũng không phải là nhói giỡn. Chỉ có điều là lúc này, tiêu thiên lại không hỏi cha tâm trạng có tốt không, có cười không, đã trực tiếp kêu mẹ mở cửa rồi, dường như đã định tiêu bộ trưởng tâm trạng lần này sẽ không tệ. Giản tú hoa vội đi qua mở cửa phòng ra. Mẹ, người đầu tiên hiện ra trong tầm mắt, cũng không phải tiêu thiên, mà là tiêu phàm tiểu phàm con đã về rồi à giản tú quả nhiên là vui mừng quá đỗi số lần tiêu phàm ở nhà so với tiêu thiên còn ít hơn nhiều lắm mẹ coi mẹ nói lời này anh trai con có thể không vui được sao hôm nay anh ấy gọi điện bảo con về nhà nói cam đoan cái kia nói nửa câu đầu tiêu thiên dường như ý thức được điều gì lập tức ấp úng đứng dậy nhưng hóa ra tiêu phàm nói với cậu ta hôm nay về nhà cha sẽ không mắng nhưng cam đoan này Tiêu Thiên thực sự chỉ biết nghe. Tính tình kia của cha, Tiêu Thiên rõ ràng nhất. Giản Tú Hoa lòng đầy vui mừng, đâu để ý lời nói của Tiêu Thiên, giơ tay kéo lấy tay Tiêu Phàm, bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới. Tiêu Phàm hơn nửa năm chưa về nhà, ngay cả ngày Tết âm lịch cũng không có mặt, Giản Thanh Tú Hoa không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái lo lắng kia trong đầu cả đêm ngủ không yên. Đột nhiên nhìn thấy đứa con dâu ria mọc đầy đứng ở trước mặt mình, Giản Thanh Tú Hoa liền không cầm được nước mắt, mẹ xin lỗi chuyến này quả thật xảy ra ngoài ý muốn nhưng không sao rồi đã qua rồi thấy mẹ rơi lệ trong lòng tiêu phàm đầy dây dứt vội nhẹ giọng giải thích một câu mẹ đừng lo lắng nữa căn bản không cần thiết mẹ cong không biết anh con đâu rất lợi hại ai cũng không thể khiến cho anh ấy chịu thiệt đâu yên tâm đi yên tâm đi tuyệt đối không cần lo lắng tiêu thiên ở bên mồm mép láu lỉnh mà nói chọc cười tuy nhiên lời này cũng là phát ra từ đáy lòng trước kia tiêu thiên chỉ biết anh cả y thuật lợi hại sau khi chứng kiến y lực thần kỳ hiển hách của anh cả quyền đánh uông tam thiếu chuốc say diệp Hạo văn đối với anh cả cũng là một lòng kính phục chỉ biết mồm mép láo lính người lớn như vậy rồi cũng không trưởng thành thêm được một chút Già tú hoa liền lau nước mắt chừng mắt nhìn tiểu nhi tử một cái sẵn giọng tiêu thiên liền thè lưỡi một cái mau vào nhà a à, tiêu phàm thay đổi cách ăn mặc rồi ư. Giản Tú Hoa lúc này mới chú ý tới, quần áo cách ăn mặc của tiêu phàm có chỗ thay đổi, không còn là trang phục bằng bông vải, giày dệt thủ công màu đen, mà mặc áo thun dài tay hoa văn màu lam, quần màu nâu nhạt, đôi giày màu trắng giản dị, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ cơ, tất cả phong cách thay đổi hoàn toàn khác biệt, tác phong nhanh nhẹn, một vị công tử trần tục. Đúng vậy thay đổi trang phục, nhẹ nhàng sạch sẽ một chút. Tiêu phàm mỉm cười nói nếu nhất định phải trải qua kiếp hồng trần chuẩn bị gia nhập vào hội con ông cháu cha trang phục này quả thực phải thay đổi mới được trang phục dày vải không hợp với hội con ông cháu cha dù thế nào cũng có vẻ chẳng ra cái gì cả cái gọi là ẩn sĩ lánh ở nơi thành thị chủ yếu chính là không khoe khoang không mất đi sự nổi trội đám đông là phương thức tốt nhất ây đổi lại trang phục rất đẹp trông thật là đẹp giản tú hoa liền cười tủm tỉm gật đầu không ngừng mỗi lần tiêu phàm ăn mặc trang phục lúc ẩn lúc hiện trước mặt tiêu chạm, trong mắt tiêu chạm lúc nào cũng ánh lên vẻ vô cùng căm ghét. trưởng tôn thông minh nhất này của lão tiêu làm sao lại trở thành đạo sĩ chứ? Ngoại trừ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tiêu chạm ra, trong lòng của giản tú hoa cũng thực không vui. Bà cũng không phải cảm thấy trang phục khó coi, điều quan trọng tiêu phàm cũng trưởng thành rồi, là chàng trai 27-28 tuổi đầu, đừng nói là kết hôn, ngay cả bóng dáng của đối tượng cũng không nhìn thấy, giản tú hoa thật sự nôn nóng suốt ruột rồi tuy giáo lý đạo giáo cũng không cấm tín đổ lấy vợ sinh con nhưng bản thân tiêu phàm nếu như không muốn kết hôn đó đúng thật sự là một đại phiền toái hiện giờ tiêu phàm đã thay đổi trang phục người xuất gia trở thành lang quân đẹp trai thanh lịch rồi giản thanh tú hoa nhìn thấy không nói ra được sự vui mừng cứ theo đà này mình có thể cân nhắc giới thiệu một cô gái tốt môn đăng hộ đối cho con trai rồi cục tôn giáo đi làm sao rồi Tấm biển nhà lão Tiêu lớn cũng không phải là giả. Huống hồ gia thế của giản gia cũng không thấp, cũng là một thế gia đẳng cấp của đất kinh thành. Những khuê nữ hào môn đẳng cấp cùng bậc với lão Tiêu gia có thể không phải dễ tìm như vậy, nhưng tìm một cô gái bậc trung làm con dâu có lẽ không khó gì. Chỉ là thay đổi trang phục liền có thể gây ra phản ứng dây chuyền, lên tiếp trong đầu mẹ như vậy, dù là Tiêu Phàm tính toán như thần, cũng thật sự có chút đoán không ra. Tâm sự của nữ đồng chí này ước chừng là khó đoán nhất trên thế giới rồi. Mẹ, có phải mẹ đang suy nghĩ về chuyện cưới vợ cho anh cả chúng ta không? Tiêu Thiên một bên vừa chiêu ghẹo, ánh mắt không quên liếc qua phía Tiêu Trạm đang ngồi trên ghế sofa, thật sự mỗi lần về nhà, Tiêu Nhị Ca đều sợ trong lòng đấy, không thể cho mình thêm sự can đảm. Cũng mê Tiêu Bộ trưởng sắc mặt không quá khó coi, giống như anh cả đã nói, tâm trạng không tệ. Tiêu Thiên âm thầm thở dài. Tiểu Thiên chỉ biết mồm mép láo lỉnh anh của con không thể tìm vợ sao con cũng trưởng thành rồi cũng nên tìm một đối tượng giải quyết xong vấn đề cá nhân sớm một chút thành ra lập nghiệp không thành ra thì sao mà lập nghiệp chứ giản tú hoa liền dạy tiểu nhi tử vài câu đúng đúng thành ra lập nghiệp thành ra lập nghiệp tiêu thiên gật đầu liên tục cho dù ai nấy đều thấy được cậu ta đang ứng phó với mẹ tiêu nhị ca hiện tại cũng chưa muốn tìm đối tượng vẫn còn chưa chơi chán đâu audio điện tử võ tấn bền hết chương 120